Đấy, bây giờ mình nhặt được cái mẫu lẻ cho chị tốt. Thế còn đâu có cắm nước không nhỉ em nhỉ? Ôi, lấy nước để chị đun lít cà phê uống cho nó tỉnh ngủ nào. Người em chào chị Trịnh Viên nhá. Bộ Quảng Châu, các bác vẫn máu bộ Quảng Châu à? Có bộ Quảng Châu, có bộ Việt Nam chị ơi. Em có cả bộ Quảng Bò, em cũng có là bộ Quảng Châu. Xả bộ Nhung một, chị còn còn bộ nào Nhung một không em nhỉ? Xả bộ Nhung một còn đấy chị ơi. Chị Oanh Nguyễn nhá, comment cho em là xả bộ Nhung một đi. Xả bộ Nhung một và kèm số điện thoại. Áo da còn nhá chị Hoàn Nguyễn ơi. Em chào tất cả mọi người nhá. Các chị đang xem hoặc like ạ, cho em xin một nút thả tim với ạ, thả like cho em tôi nhiều nhá, lấy tương tác. Em chào chị Loan Thanh ạ. Em chào chị Hằng Phan nhá. Bữa nay nhìn xinh hơn à. Thế mọi khi xấu à chị? Nay có lên áo len. Em có nhá, buổi trưa em tranh thủ lên cả áo len rồi là mẫu lẻ nữa. Ôi, ngày 22k bây giờ là em sắp sửa sập nguồn rồi các chị ạ. Các chị nhìn mặt em này, húp về mất ngủ luôn ấy. Mất ngủ các chị nhìn mắt này. Nó cứ sưng sưng lên thế nào ấy. Chật tủ rồi vẫn thích xem á. Các chị cho em xin lượt chia sẻ với nhá. Em chào chị Nguyễn Ánh. Đây này, nhìn mắt em nó mất ngủ này. Nó sưng sưng lên ấy. Trần Phương ở đâu em? Thế là phải gửi lại cho chị này. Chả gửi lại, chị cặp 100 rồi. Đây mới là cái áo chị lấy. Tại vì là nếu mà đọc mã nào thấy mà đấy, trừ khi là phụ like nhặt vào thôi. Đúng. Thì nó cũng theo mã nhặt hàng chứ nó có phải nó không biết mã đâu. Nhưng mà đây mới là mã hàng này. Bộ Nhung em có. Tí em lên cả bộ Nhung luôn nhá. Chị nào mà thấy lâu lâu mà không nhận được đơn hàng, các chị comment của em và kiểm tra đơn và cộng số điện thoại giúp em với. Tại vì là đợt này hành trình em thấy nó hơi chậm so với dự kiến đấy ạ. Áo em có bán chịu áo nhiệt chị nhá, nhiệt hộp ạ. Cứ mỗi lần nếu con trai chuyển cọc nó bảo mẹ ra ở với em để mặc đồ. Trịnh Viên phải không? Trịnh Viên chị bảo ra luôn chị ạ. Để chị ạ, mẹ ra luôn, đừng có đố. Đấy, lúc ra đấy là tìm mẹ hơi khó đấy. 300. 300 đúng không? Ôi. G16 nhà mình còn đấy đúng không? Còn em còn chị Hồng Thơm ơi, chị comment là G16 nhá. À, tiền nhiều mất ngủ cũng được. Ôi dồi ôi. Mất ngủ là... xong là rối loạn tiền đình, nó đau hết cả đầu các chị ạ. Đây các chị này, nó đau hết cái vùng chán này, xong là mắt nó sưng lên. Đặt mãi mà không được gì á. Chị Hương ơi, đặt lại cho em với nhá. Các chị ơi, em bảo này, lúc mà các chị thấy mà lâu không nhận được đơn hàng, các chị cứ lên cho em là sự kiểm tra đơn nhá chị nhá. Kiểm tra đơn và cộng số điện thoại giúp em với. Tại vì em thấy gần Tết đợt này nó hành trình của nó chậm quá chị ơi. Hành trình nó chậm quá luôn ý. Đau hết cả đầu. Tại vì bây giờ nhiều vùng dịch quá, xong là cái chuyến thư nó chậm, xong là nhiều người phong tỏa ấy. À, bộ Quảng Châu kéo khóa rồi, đợi em một chút nhá. À, không phải chị lại phải đi làm à? Chưa không xem thì tối xem, em lên tranh thủ buổi trưa, chị nào rảnh rỗi các chị xem buổi trưa. Em lên cả tối nữa mà. Có chỗ thì nhanh, có chỗ thì chậm ấy, thì em mới bảo là chị nào mà lâu không ghi nhận đơn hàng, các chị nên là kiểm tra đơn ấy. Và kèm số điện thoại cho em. Em cảm ơn chị Tùng Thanh nhá. Chị Thanh Tuấn ơi, chia sẻ livestream cho em mình nhặt đơn nhá chị nhá, tại vì là nhiều comment nó bị ẩn ấy. Áo hộp em mặc có bán à chị, em đã có cả đen này, cả nâu các chị ơi, em mặc là màu nâu nhá. Linh ơi lấy chị cả màu đen em ơi. Áo nhiệt hộp bên này. Nhiệt hộp nhà mình còn ít nhỉ. Các bác comment là nhiệt 021 đi. Nhận được quần thể thao ở chất đẹp lắm em ạ. Cảm ơn chị Lê Liên nhá.
Chắc thì cứ gọi là đỉnh của chóp luôn à. Rồi, nhận được áo gió nhà em Loan, đẹp ok lắm, cảm ơn chị Phương Hồng ạ. Đây mã nhiệt hộp em đang có 3 màu, những cái dòng này em thề luôn các chị là nó dễ mặc nhất quả đất luôn ấy. Đấy, bộ B55 em còn, chị Trịnh Nhung cho em xin lại số điện thoại, áo em mặc có cả đen này chị này. Em sẽ có màu nâu này, màu da này các chị này và tông màu đen, 3 màu các bác luôn nhá. Bị giống chị đấy khổ lắm. Em không biết được chị ạ, cứ phải uống thuốc suốt thôi. Em không dám uống thuốc giảm đau nhiều ấy, tại vì sợ hại dạ dày, toàn phải uống cái thuốc tiền đình ấy chị ơi. Thuốc tiền đình với lại hoạt huyết dưỡng não ấy. Nó khó chịu kinh khủng luôn, mắt nó cứ giật giật xong là nó kéo mắt xuống, ngủ không ngủ được. Còn áo gió không em còn chị ơi, áo da còn đấy chị nhá. Cứ hôm nào mệt được cái là coi như là không nhìn được vào điện thoại luôn ấy. 635 á? À 636 à? 636 nhà mình còn không? Chị ơi chị cứ lên mã 636 đi, 636 vào kèm số điện thoại giúp em với nhá chị Quỳnh Như nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Linh ạ. Đấy em bảo, em lúc trước khi live em sẽ nói với các chị là chị nào mà chưa thấy nhận được đơn ấy, cảm thấy là tầm khoảng 5 đến 7 ngày mà mình chưa nhận được đơn hàng, các chị comment em là kiểm tra đơn và cách số điện thoại giúp em với, để nhà em kiểm tra đơn hàng các chị và em dục phát đơn đấy chị nhá. Sợ để lâu quá ấy. Đúng rồi, uống hoạt huyết nhất nhất, đúng rồi chị ơi. Chứ mình cái đấy là cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ mình thôi, nhưng bây giờ lạm dụng nhiều thuốc giảm đau quá cũng không tốt đi. Chị nhận được áo đá rồi, đẹp quá, cảm ơn chị ạ. Áo gió xịn sò, áo chị đặt chị ơi comment của em là áo 021 chị nhá. 021 và kèm số điện thoại. Em mặc là màu nâu các chị này. Em mặc là tông màu nâu này. Tông màu thứ hai là màu đen. Em xin phép là tặng các chị nốt là giá 139 các chị nhá. 139 nghìn đồng một áo. Đợt sau này thực sự luôn là em nhập vào giá nó cao hơn đợt đầu đấy. Giá cao hơn đợt đầu nhưng mà thôi bây giờ em cũng không còn nhiều ấy. Em xả luôn các chị là 139 nghìn đồng một áo. Để cho các chị comment là 021 và kèm số điện thoại ạ. 021 và kèm số điện thoại cho em có màu đen các chị này. Phong các chị dưới 65 cân đổ về. Phong các chị dưới 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Đơn hàng tối qua nhà em chưa gọi chốt hết đâu chị ơi. Các chị cứ thông cảm cho em làm. Cái đơn hàng nhà em chốt trên một like có thể là phải 2 ngày mới gọi đến. Đó, đơn hàng kiểu gần Tết nó cũng bị quá tải, chỗ nào cũng thế chị ạ. Áo gió 56 em còn chị Kim Tuyến nhá. Không biết mã đỉnh cao Paka sắp đến chưa, mong nhận quá à. Nhận hàng nhớ cho em xin phản hồi chị mong manh nhá. Chị ơi chị comment của em là nhiệt 021 ạ. Để chị ạ, 021 là cái mã hàng của nó ấy. Tất cả cái áo hộp này em nhà em đều có mã ở trên cái hàng đó chị này. Toàn bộ hàng Quảng Châu luôn ạ, nhiệt 021 cho em ạ, màu đen, màu nâu và tông màu da. 3 màu phong các chị thoải mái dưới 65 cân đổ về nhá. Nhắn tin qua mét em chưa check được hết đâu chị Đào Nguyệt, à Đỗ Nguyệt ơi. Sang nhắn tin ạ, ôi tin nhắn nó cứ gọi là chồng chất lên nhau luôn ấy chị ạ. Đấy nó bị quá tải, các chị yêu thông cảm giúp em với, nhà em nhân viên nhà em sẽ check lần lượt hết nhá chị nhá. Chị Đào Thi rồi, ok, chị Nguyễn Thị Thu Trang chúc đơn ạ, chị Minh Anh có đơn hàng. Các chị ơi 3 màu nó đều đẹp luôn ạ. 139.000, các chị vẫn đang em thấy các chị vẫn đang mua bên ngoài là 201 với 202. Chỗ nào các tình yêu đang mua rẻ nhất là 109. Em tặng các chị luôn ạ, 139.000 đồng ạ. Chị ơi đơn tối qua chưa chốt đâu chị ạ. Đơn tối qua thì em vẫn còn một sấp gọi là dày như kiểu là một cuốn lịch luôn ấy. Đấy chị ạ, dài như một tấm sớ luôn không gọi được hết. Nhưng em sẽ gọi là chốt đơn lần lượt hết các chị nhá. Chị Sáu Lê comment em là 021 ạ, Apaka nhà em còn. Chị gái họ Nguyễn ok chốt màu nâu, đây là màu da các chị này. Màu nâu này, màu nâu là em đang mặc các chị nhá. Còn đây là màu da và tông màu đen ạ. 3 màu ạ, chị Như Sương có ạ. 021 3 màu, chị Minh Anh cho em số điện thoại với ạ. Chị Mùi Cao kem chốt đơn hàng ạ. 3 màu xinh lắm luôn các chị ơi, chất co giãn. Đấy chắc áo nhận nó sẽ co giãn cho các chị luôn ạ. Dòng này của nó là dòng không đá, nguyên gen thôi. Áo da màu đen tí em lên đặt 476 chưa thấy gọi, chị lên lại số điện thoại giúp em với. Chị Phạm Tính rồi ạ, chị Phương Thảo ok này, chị Hoa Nguyễn chốt đơn hàng ạ. 021 và cộng số điện thoại ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị yêu nhá. Đẹp xuất sắc luôn ạ. 021 cho em ạ. Chị Huyền Hoàng chốt đơn nhá. Rồi dồn đơn tối qua được chị ơi. Mới gọi gọi lại không thấy, em gọi lại mà không bắt máy. Chị ơi nhân viên buổi trưa nhà em nó nghỉ ăn cơm chị ạ. Tí nữa bắt đầu là 1 giờ kém bắt đầu làm chị nhá. Tầm khoảng là 15 phút nữa các chị gọi lại cho em, cho nhân viên nhà em thì các bạn đi làm rồi. Đấy chứ chị gọi tầm giờ trưa, tầm khoảng 11 rưỡi là bắt đầu nhân viên nghỉ ăn trưa. 12 rưỡi bắt đầu làm chị nhá. Quần em mặc là chân váy. Cho em hai à, Paka như tối qua mặc á. Tối qua em là gì mặc Paka nhỉ? Paka ngắn đúng không? Nhầm lông cổ á? Không nhầm đâu chị ạ, nó có hai màu lông đấy. Nó gửi làm hai chuyến chị ơi. Bên Trung Quốc có đóng như thế nào thì em cũng chỉ biết like như thế thôi. Nó sẽ có một lông, một cái màu lông đậm, một lông lông nhạt. Đây chú ơi, lông đậm với lông nhạt chị ơi. Có bộ Quảng Châu kéo khóa em có. Chị mít ướt rồi ok ạ. Chị Ngân Hoàng không phải là nhầm lông rồi chị ạ. Đây chị này, em vẫn đang treo ở cửa hàng em như thế mà. Chị Ngân Hoàng có phải là nhờ chị Bùi Liễu nhận hàng không? Đây này, ở cửa hàng em vẫn treo lông như thế mà chị. Nó sẽ có là cái màu đậm với màu nhạt thôi. Chị ơi cái này nó đóng theo cái áo của nó luôn ý. Nó theo cái áo của nó luôn. Em chỉ biết đóng như thế cho khách thôi. Đó,
nó là màu đông đậm này, màu lông nhạt, nó đi theo cái áo luôn đấy chị ạ. Ở dài chị ạ, có dãy cúc ở giữa là cái nào? Rồi, em cảm ơn chị Viên nha, qua nhận được hai bộ B47 đẹp xuất sắc. Em cảm ơn chị Khuyên Nguyễn Trúc Đơn ạ, Liên Hoàng Kim Liên này, chị Liên Đông cho em số điện thoại với. Cho em xin số điện thoại của tình yêu với nhá. À, chị đấy thêm mặt đỉnh rồi nhưng vẫn thêm thích thêm một mã chất lượng nữa. Chị Hoàng Điệp ơi, chị lên số điện thoại đi. Lên mã hàng với số điện thoại cho em nhá. Chị Phạm Thị Thúy ok, em chốt đơn hàng ạ. Trưa nay gọi là em lên một lúc ạ, tranh thủ thôi các chị nhá. Thế chả, tại vì tối hôm qua em live muộn quá, xong là đêm tối lại về ngủ muộn, xong là sáng lại dậy sớm nữa. Rồi trưa nay cố gắng lên, tại vì là em cũng muốn cho nó gọn hết những cái mã hàng lẻ đi. Đấy, em qua mẫu luôn này. Mình xem áo gió một chiếc là cái gió 56. Em ơi, xem nhà mình còn gió 56 của cái mã nào lẻ nhỉ? Còn lẻ sai chị ạ, gió 56 em còn lẻ sai. Áo em mặc là 139.000 là mã áo 021, áo nhiệt chị nhá, áo giữ nhiệt ý. Em đang có 3 màu đấy chị này. 3 màu cho em màu đen này. Ôi chết, màu đen ạ. Đấy, màu đen, màu nâu với tông màu da. Các chị ơi, 3 màu đen nâu da 42, 43 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 42, 43 cân đến 65 cân. Lê Paka ngắn ạ, không có mũ đi em. Nhưng em có Paka mà có mũ hết chị ạ. Chị 6 Lê ok, chốt đơn hàng ạ. Áo em cầm là 100, áo em cầm là cái nào? Cái áo lông á. Áo lông đấy là 400 chị ơi. Mã chất lượng. Lấy cho chị cái áo ấy đi. Luyện ơi, bạn ra bạn lấy cho tớ cái mã chất lượng ở chỗ nào thế nào? Mã chất lượng mấy bạn đỉnh cao ấy. Rồi nhà em toàn chất lượng đỉnh cao với đẳng cấp thôi. Toàn đặt mã hàng gọi là gọi đau hết cả mồm. Chị Thùy Dung ok, em chốt đơn là áo em mặc là 139 chị ơi, 139.000. 139.000 đồng. Lấy cho chị áo ấy, áo đá em ơi, cái áo đá mà có hình cái nơ kìa. Có xỉ chị ơi, nhà em mới có bán xỉ nhá. Tổng xỉ luôn các chị. Tổng xỉ vả luôn các kiểu. Em chào chị Huyền Đinh nha. Đâu lấy áo đá nào, cái mã áo đâu, nơ chị vừa cầm ra đây đâu nhỉ? Em xem ở chị cái đá 90 xem là còn những cái gì nào. Đá 90 còn XL. Thật không? Tớ xin được cái size M ấy này. Đây, chất lượng. Là 13 màu cam đất á. Rồi 13 màu cam em hết rồi chị Hồng Hạnh ơi, đặt chuyến sau nhá. Bây giờ hàng em cũng không biết là nó đang lưu lạc ở phương nào luôn ấy chị ạ. Đấy. Đặt hàng rồi mà cọc tiền rồi mà không thấy hàng đâu ấy. Đây các chị ơi, áo đá cho em nhá. Các chị nhìn áo đá này, cái màu đá của nó đá đổi màu sáng long lanh luôn. Cái trạng đá đổi màu rất là sáng luôn ạ. Cảm ơn chị Trang Đinh nhá. Mã này em có đủ size MLX ạ. Mã bao nhiêu em á? 595. Mã này là 595. Chị ơi, cái áo em vừa mặc xong có màu nâu, màu đen, màu da ấy. Các chị comment của em là mã 021 nhá, áo nhiệt hộp ấy. Đấy, chị Sáng Phú comment lại mã hàng cho em với chị ơi. Chị lo mặc áo này nhỏ xíu á. Úi giời, nhỏ xíu gì cũng 54, 55 cân này ít đâu. Em chào chị Nguyễn Thị Mừng ạ. Chị Thùy Chi cho em xin mã hàng với số điện xin mã hàng với 635 ạ. 5 ngày rồi chưa nhận được á. Chị Nguyễn Thị Nga cho em xin số điện thoại của chị, em kiểm tra xem hành trình của đơn hàng đi đến đâu rồi chị nhá. Các chị ơi, đợt trước ý, thì nếu mà không có dịch ý, thì ngày nào cũng có 3 chuyến xe, 4 chuyến xe. Nhưng bây giờ ấy 2 ngày mới có một chuyến. Đấy, 2 ngày một chuyến. Hàng mình họ vẫn lấy của mình ngày mấy lần. Nhưng mà họ sẽ dồn vào đi một thể chứ không phải là ngày nào cũng có vài xe hàng đi đâu chị ơi. Cho nên là nó sẽ chậm hơn so với hành trình của bình thường. Mã này các chị comment là mã bao nhiêu em ơi? 595 thôi. Mã đá 595 ạ, các chị này. 595 và cộng số điện thoại cho em mẫu này. Em có size các chị 40, 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Các chị nhìn cho em hàng này. Chất lượng lắm luôn các chị ơi ạ. Chất co giãn cho em này. Cái phần tay các chị này. Tay của nó tay gen. Đơn chưa tơ qua với tối qua nhà em vẫn đang chốt ạ. Chị ơi, số tài khoản của em ở trên cái trang bìa ấy chị ơi. Có số tài khoản ở trên trang bìa ấy. Chị vào cái trang cá nhân của em, xong là chị vào trang bìa đều có mã hàng đều có số tài khoản của bên em hết nhá. Chị Thùy Chi ạ. Ok, em chốt đơn hàng cho em số điện thoại nhá. Hôm nọ lấy áo đá về ưng lắm chị ạ. Cảm ơn tình yêu. Áo trong, áo này là các chị comment cho em là đá 595 ạ. 595 và kèm số điện thoại cho em. Áo này bao tiền em? Em sale các chị là 159.000 đồng một áo. Được chưa? Em sale 159.000 đồng ạ. Các chị ơi, hàng 18 thì em xả các chị 159.000 đồng. Các chị lên đơn mã này cho em là 595 và kèm số điện thoại ạ. Em có size các chị yêu mình tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt đơn ạ.
65 cân đổ về chỗ đơn hàng ạ, chị Nguyễn Thị Huyền, ok. Đấy, hết rồi chị Trang Trang Hùng ơi, tại vì là số lượng bây giờ nó cũng không còn đâu, bây giờ là em còn gì em bán đấy thôi. Bây giờ nhập hàng nó còn cao hơn ấy chị ạ, nhập hàng giá còn cao hơn mình bán ra ấy. Thì thà rằng thôi bây giờ còn cái gì em bán hết cái đấy thôi. Đấy chị ạ, để về nghỉ Tết cho nó khỏe chị ạ. Bây giờ đặt hàng mình bán ra còn nhập vào hàng còn cao hơn là mình bán ra thì nhập làm cái gì nữa đúng không ạ? Chị Bùi Đức à, không thể gọi chị chút đơn là chị Bùi Đức cho em xin lại số điện thoại với nhá. Chị Hoa Trang ok này, chị cho em xin lại số điện thoại áo, cái áo mà gió 56 nhà em vẫn còn đấy, còn màu cam với màu đỏ. Chị Hương Bi ok, lót đá 595 này, lấy chị cái áo gió lót lông em ơi. Đẹp lắm em ơi, cảm ơn chị Ngọc Bé ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là đá 595 các chị nhá. Đá nó sáng lắm các chị này, mặc cái mẫu này trông nó trẻ trung. Cái phần cổ là cổ gen các chị này, cổ là cổ gen ạ, cổ lép ghi em có ấy chị nhá. Tay của nó cũng là tay gen các bác ơi ạ, tay cũng là tay gen cho em ạ. Tí em lên áo len. Áo len với áo phao các kiểu với đồ bộ chị nhá. Lên mã hàng cho em là 595 và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Áo da đợi em tí. Tí em tặng các chị cả phao da hàng, áo da hàng lót lông nữa. Đấy, bây giờ còn gì em bán nốt cái đấy, tiếc cái gì nữa chị. Bây giờ hàng em muốn xả cho nó gọn hàng đi để em nghỉ thôi. Có quần bò em có chị ơi. Mã này các chị comment cho em là 595 và cộng số điện thoại ạ. Còn cái gì em? Còn chủ yếu là LXL thôi chị ơi. Bây giờ đa số là cái áo gió này em đang còn LXL các chị nhá. Chị Hồng Ngoan rồi ok em chốt đơn. Các chị comment cho em là mã này là gió 56 ạ. Gió 56 và cộng số điện thoại cho em ạ. Comment màu, comment tay. Các chị comment cái màu với cân nặng giúp em với. Tại vì là gió này em đang lẻ. Để chạy gió này em đang lẻ, em xem nó các chị là 230. Em xem nó các chị áo gió này là 230 ạ. Hàng đẹp các chị nhá. Chị nào đã nhận được áo gió 56 nhà em rồi cho em xin một cái feedback với ạ. Áo trong thì đang mặc là 595 em ơi. Còn áo gió là mã gió 56 ạ. Gió 56 và cộng số điện thoại em có sang các chị 66, 67 cân đổ về nhá. Từ trên 42 cân đổ lên ạ. Chị Nguyễn Thủy Mỹ Thị lên số điện thoại cho em với ạ. Mã này các chị comment cho là gió 56. Em đang có màu này, em mặc là màu cam. Các chị nha, màu cam đắt ý. Tông màu thứ hai sẽ là tông màu xanh các chị này. Tông màu thứ hai là tông màu xanh ạ. Tông màu thứ ba là tông màu đỏ ạ. Tông màu thứ tư là tông màu vàng. Và thứ năm trên là màu hồng. Nói chung là mỗi màu em còn lẻ một ít thôi. Các chị nhá, gió 56 cho em ạ. Tặng các chị giá 230.000 một áo. Được chưa ạ? 230.000 đồng ạ. Áo gió có size nhỏ không em? Có M chị ơi, có size M là nhỏ nhất nhá. B47 em còn. Chị Bùi Mỹ Duyên ơi cho em xin giật số điện thoại của chị với ạ. Đặt áo đá mà chưa có đơn à chị? Nhà em vẫn đang gọi chốt đơn của hôm qua chị nhá. Chị Minh Nguyệt ok này. Áo gió có size nhỏ chị Mai Hương nhá. Chị Nguyễn Hương ok em chốt đơn hàng ạ. Gió 56 và kèm số điện thoại cho em ạ. 230.000 một áo các chị này. 230 các chị chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Chọn màu chọn size vừa ạ. Chị Phượng ớt ok. Nói chung là những cái dòng này em bán các chị đã quá quen thuộc rồi. Cứ về chuyến nào hết chuyến đấy, bây giờ nó em cũng không về hàng nữa ấy. Thế chứ bây giờ cũng không có hàng mà nhập nữa các chị ạ. Em xem luôn các chị giá 230. Được chưa ạ? 230.000 đồng ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đúng rồi ạ. Giặt giã tẹt ga không sợ bị rơi đá. Áo đá hàng đẹp mà chị lo gì. Đúng không ạ? Những cái hàng rẻ các chị ơi chưa mặc có đã bong hết đá rồi. Vết dạ kẻ nâu à. Ok chị Nguyễn Tâm. Gió 56 đẹp quá luôn. Mình mua rồi em cảm ơn chị nhá. Chị nào đã mua rồi các chị cho em xin feedback với ạ. Cho em xin một lời nhận xét của khách hàng. Các chị này, mũ của nó tháo được các chị nhá. Mũ tháo được ra cho em ạ. Em bật cái bóng ở bên tường kia nó sáng đi em. Áo gió 55 cân có size vừa chị ơi. Các chị không chọn nhanh cũng hết hàng ấy. Mỗi ngày em có về được hàng ở đâu. Bao nhiêu ngày hôm nay không về được thì thôi. Hôm nay em bán nốt các chị cũng 230.000. Chị Hoàng Thủy ơi cho em xin lại số điện thoại đi. Đấy em cũng rất là buồn ấy. Phiền lòng lắm. Tại vì khách hàng đặt mà không được gọi chốt đơn. Xong là nhiều chị bị sốt đơn hàng ấy. Áo đá đấy đăng ảnh á. Có không ạ? Em đang về hàng chị Thanh Tâm ơi. Em đang về nhá. Để cho mã này các chị comment là gió 56. Các chị nhìn cho em ạ, tông màu đỏ này. Bên trong lót lông nha các chị nhá. Bên trong của nó hàng lót lông kiều. Áo gió áo da đẹp. Em cảm ơn chị luôn này các chị này. Toàn bộ của nó hàng chất lượng. Các chị nhìn hàng cho em ạ. Tất cả của nó là hàng chất lượng gió 56 ạ. Các chị chọn cho em ạ size vừa các chị nhá. Các chị chọn cho em size vừa nhanh tay cho em mới. Chị Ninh Mai Nguyễn cho em xin mã hàng. Mình mua các màu rồi đẹp. Em cảm ơn chị ạ. Khoác lên đi chị Loan. Ok. Tí em sang bên kia em like lên. Còn bây giờ em like ở bên này em leo đá. Tại vì là mỗi chỗ nó để một mã hàng khác nhau. Nó hơi xa chị ạ. Để chạm nó hơi bị xa một chút, tí em sẽ sang bên kia em bán nguyên áo len. Còn bây giờ em ở bên này em sẽ bán nguyên bộ với áo đá chị nhá. Bộ áo đá này. Đấy các chị thích cái gì em có cái đấy luôn. Chân váy dài em có, chị ơi chân váy dài em có chân váy ren nhá. Cả tối qua chốt đơn chưa bạn? Chưa. Chị ơi. Chị ơi hàng nó quá tải.
sự luôn ý. Em muốn lên buổi trưa ngày hôm nay cho chị nào chốt buổi tối hôm qua các chị mà chốt được ít mã hàng ấy, hôm nay các chị có thể dồn đơn luôn. Đấy, để gọi chốt đơn đi một thể cho tiện tiền ship ý. Áo gió 56 màu vàng 63 cân nặng cao 1m56. Ok, chị Nguyệt Hà lên số điện thoại cho em với nhá. Các chị cứ đợi điện thoại cho em đi. Tại vì nhà em không công ngày em sẽ gọi hết lần lượt chị nhá. Ok chị Liên Bùi có đơn này. Áo gió các chị dưới 67 cân đổ về. Được chưa? Áo gió các chị mình dưới 67 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Nó vừa nhẹ vừa đẹp luôn ạ. Vừa nhẹ vừa đẹp ạ. Cản gió cực tốt luôn nhá. Không hề nặng tí nào. Được chưa? Không hề nặng tí nào luôn nhá. Mỗi tội là số lượng nó không còn nhiều ấy. Mỗi tội số lượng nó không còn nhiều. Được chưa? Gió 56 cho em ạ. Tông màu đỏ này. Có 230.000 một cái. Em ơi cho chị cả gió mỏng đi em. Gió mỏng của cái hàng tàu kìa. Kỷ niệm cho các chị nốt đi. Phí ship toàn quốc các chị có mua số lượng bao nhiêu cái cũng 30.000 thôi chị ơi. Một cái cũng 30.000 tiền ship mà các chị có mua 20 cái cũng vẫn 30.000 phí ship. Đấy chuyện này em mới bảo là các chị cố gắng là chọn trên hai sản phẩm mình đi đơn nhá. Một sản phẩm các chị mua một cái áo đá xong là mất xứ nó 30.000 tiền ship thì phí quá chị ạ. Nhưng các chị lấy dồn đơn cho em ạ. Trên hai sản phẩm mình đi đơn nhá. Chị Vũ Hàng ok này, chị Độ Phương ok ạ. Gió 56m58 65 cân màu đỏ ok em chốt đơn hàng ạ. Thế à, nhiều mẫu đẹp ạ. Em cảm ơn chị ạ. Chị Vũ Hằng chốt đơn ạ. Chị Ngọc Bích ok em chốt đơn hàng ạ. 230.000 một áo. 230.000 ạ. Em qua mẫu nhá chị nhá. Những cái màu kia nó còn ít thôi, màu vàng, màu hồng, màu xanh em còn ít, đa số là em còn đỏ với cam. Đa số là còn màu đỏ, màu cam thôi. Chị Nguyễn Tuyết trên số điện thoại với chị ơi. Tiếp theo các chị này, con này là hàng gió Quảng Châu nhá. Gió Quảng Châu em đang còn lẻ màu. Em đang còn lẻ màu ạ, lẻ size ạ. Đang còn lẻ màu, lẻ size ạ. Các chị gái lên mã này cho em ạ. Sao bảo cái Thảo lên sớm sớm để gói đi đơn không? Đến lúc chị like xong chị muộn rồi là chị mệt, chị muốn nằm một tí cũng không được. Mất một người đi ra đi đơn. Đây các chị này. Các chị nhá. Tất cả những cái áo gió này ạ, các chị ơi, chất của nó toàn bộ là được chạm chất kaki ướt. Được chạm toàn bộ của nó là dòng chất kaki ướt ạ. Em đang còn lẻ một ít nhá. Bác nào ngày hôm nay các chị lấy dồn đơn, chị nào đã mua áo này bên ngoại trường các chị phải mua rơi khoảng là hơn 300. Được chạm rơi khoảng là hơn 300.000. Áo này của nó là hàng Quảng Châu ạ. Áo này của nhà em là hàng Quảng Châu các chị này. Bên dưới nó sẽ có cái rút eo. Được chạm các chị rút eo cho các chị luôn ạ. Lên mã hàng cho em là mã bao nhiêu nhỉ? Đây là mã 817. Mã M26 nhá. Cứ lên trong cái mã này xong rồi xếp rồi. Bây giờ không chuyển mã nữa. Đấy, bây giờ khách cứ tìm mã nào là có mã đấy luôn ở sẵn đây. Cái chạm mã này là mã M26 cho em ạ. Comment chuẩn cho em là M26. Em đang có màu cam đào này và tông màu đen. Các chị yêu nhá. Giá này là giá kỷ niệm thôi. Để chạm cho bác nào chia sẻ live stream cho em ạ. 150.000 ạ. Để chạm em xả luôn 150.000 hàng Quảng Châu các chị nhá. Để chạm hàng Quảng Châu em tặng các chị luôn ạ. Giá 150. Em đang có màu đen ạ và tông màu cam đào ạ. Bây giờ em chỉ còn nguyên size M các chị ơi. À có cả ML à? Thế tầm 58 cân em ơi. Tầm 58 cân đổ về nhá. Áo bên trong em mặc là đá 595 chị ơi. Đá bên trong em mặc là đá 595. 595 là 160.000 chị ạ. Áo bên trong là 160. Còn áo bên ngoài các chị comment là M26 á. M26 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn nhá. Gió này của nó là chất kaki ướt. Đấy. Chốt nốt các chị yêu như mình ngày hôm nay là 150.000 ạ. Em bảo rồi chỉ bằng cái áo phông thôi. Để cho em bán tặng các chị bằng tiền cái áo phông luôn ạ. Còn áo gió lót lông không? Em còn chị ơi. Chị Nguyễn Thu Hiền ok này. À, chị Vũ Kiên cho em xin mã hàng với. Áo cộc tay nhà em có chị ơi. Mã này M26. Em đang có màu cam đào bên ngoài đậm hơn trên la một chút nhé chị yêu nhá. Và tông màu đen ạ. Để chị ạ. Và cho em ạ tông màu đen. Các chị nhìn hàng này. Chất lượng thực sự luôn ý. Hàng này của nó là hàng Quảng Châu. Các chị nhìn tem mác cho em các chị biết nhá. Được chưa ạ? Các chị nhìn hàng cho em ạ. Toàn bộ các chị ơi là hàng chuẩn, hàng Quảng Châu cho em ạ. Hàng này trước rẻ nhất là 280.000 nhà em đang bán. Bây giờ em xả luôn các chị 150 ạ. 150 mã M26 các chị nhá. Chị Ngô Phương Thảo, à Ngô Thị Thu Thảo ok em chốt đơn ạ. Phạm Minh Thu có đơn ạ, có bộ thể thao hàng cao cấp chị ơi. Mã này là mã M26 cho em ạ. Em cũng không còn nhiều ý. Đây các chị nhìn cho em này, lên bộ đi đợi em một tí chị ơi. Mã này M26 em xả luôn các chị 150 ạ. 150.000. Đó, 150.000 đồng ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Qua mẫu em ơi, cứ lên trên kia đi. 4 ngày chưa thấy về Hà Nội á. Chị Phượng ớt ok chốt M26. Các bác tinh mắt nhìn cái biết luôn. Để chạm tinh mắt nhìn cái biết luôn cho em hàng đẹp hàng xịn như này. Để chạm em có 2 size ML form chốt nữa các chị đến 58 cân đổ về. Đấy, 67 cân không vừa chị ơi, mã này 67 cân không vừa em chốt đơn các chị đến từ khoảng là 40 cân đến 58 cân thôi. 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị Trần Bảo Châu ok. Gió đất lông là mã gió 56 chị Phương Lưu ơi. Gió đất lông là mã gió 56 chị nhá.
Có 54 nhớ cho mình có hết hàng rồi đúng không? Có 54 đang chốt. Có 54 đang chốt đơn này. Rồi ok em qua mẫu này. Da nhung em có. Chị 61 cân thì không vừa, chị Hiên Vũ em chốt đến 58 cân là các chị mặc vừa đẹp luôn nhá. Hai áo gió đỏ vàng nhà lót lông chị Vũ Kiên cho em xin mã hàng đi. Gió 56 và cộng số điện thoại giúp em với. Áo đá rồi ok em lên luôn áo đá tiếp này. Em nhiều áo đá mà các chị. Nhiều mẫu áo đá. Đây này, ví dụ áo em mặc các chị ơi. Huyền ơi, tới nhờ bạn một tí. Bạn ra bạn tổng kết cho tớ những cái mã đá lẻ ở trong kia. Bây giờ còn bao nhiêu cái ạ? Bỏ ra đây cho tớ. Mấy em ơi, hộ chị tí. Ra phân hộ chị tất cả cái mã hàng lẻ. Tại vì là buổi trưa thì đông đông người, đông đông bạn ở đây thì phân được nhanh hơn. Đá lẻ ở ngoài kia cũng còn kìa. Kể cả mấy cái, 4-5 cái cũng bỏ ở đây chị bán nốt đi. Huyền ơi. Em ơi, Huyền ơi mày trở lại trạng thái bình thường đi. Nghe dùm chết đi thảo mai vãi. Có lúc để ra chết rồi. Ôi Huyền ơi, qua mạng này đang bán mà Huyền ơi. Đây 703 chứ. Ở trong góc tường kia kìa. Cái này tối hôm qua bán hay là tối hôm qua bán? Ờ, thì chả để ở đấy, để đâu? Để ở đấy thì để lên đâu? Mày nhà mày để à? Đây mẫu này còn lớn XL thôi. Mã này cũng còn LXL các chị này. Được chưa? Áo đá đẹp cho các chị luôn ạ. Chân váy nhung á. Chân váy nhung không chị ơi. Đây các chị ơi, mẫu này xinh này. Được chưa? Em đang bị sót hàng các chị nhá. Em đang bị sót mã này ạ. Chị Lộc Vừng ạ, G14 ạ. G14 nhà mình còn nào nhỉ? Còn một cái màu nâu đậm. Đây nha các chị ơi, bây giờ phân hết mẫu cho tôi đi. Kể cả treo ở đây xem nó có trùng với mã nào kia không. Đây các chị gái nhìn cho em cái mẫu này em còn LXL các chị comment là đá 669 ạ. Đá 669 và kèm số điện thoại ạ. Chị Vu Kiên rồi ok. Cứ còn qua mã hàng với số điện thoại trên mình có đơn ạ. Mã này bây giờ em còn xa các chị từ khoảng 56 cân đến tầm 65 cân ạ. 56 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị comment là đá 669 ạ. Đấy chứ ạ, đá 669 và cộng số điện thoại cho em. Mày không lấy cho ai nhưng mà cứ buộc một túng kia thôi là nhét vào một góc như thế. Có mỗi cái tờ cái áo bên trên thôi. Bây giờ phân bây giờ lấy cho ai như thế nào thì cái này bộ len trỏ ra bộ len mà bán. Thì không lấy nữa thì phải phân lại tìm lại mẫu đấy để lại cho cũ chứ. Đơn tối qua nhà em vẫn đang chốt chị ơi. Mã này em tặng các chị nốt 150.000. Được chưa? Em xả luôn các chị yêu 150 ạ. Các chị lên đơn này cho em là đá 669 nhá. Đá 669 và cộng số điện thoại cho em ạ. 56 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. 669 từ 56 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị lên mã hàng cho em, mẫu này cũng còn ít này. Em tặng nốt các chị là 150.000 một áo. Em sale luôn 150 LXL 2 size ạ. LXL 2 size áo da của chú em có ạ. Chị Lê Hiền có ạ. Chị Hằng Nguyễn Thu Hằng ạ. Chị Lê, chị Phạm Minh Thu có đơn hàng ạ. Quần đùi đợi chị em lên sau chị ơi. Mã này là đá 669 cho em ạ. 150.000. Em cắt nốt mẫu này cho nó gọn mẫu luôn ạ. Dưới 65-66 cân các chị chốt đơn. Cái phần thân này là thân lưới 2 lớp. Thân lưới 2 lớp còn phần tay nó sẽ là một lớp đinh đá như này. Để chạm một lớp đinh đá cổ cao cho em nhá. Phần cổ cho em này rất là xinh luôn ạ. Giận gì? Trời ơi đừng giận em, đừng giận nó. Chị Trần Doanh ok. Chị Thanh Xuân ok, em chốt đơn ạ. 669 cho em ạ, em xả luôn 150 các chị nhá. Nốt các chị giá 150 ạ. Quần bò ống lem có chị ơi. Có một cái mã ống lem trước mình phân ra để chỗ nào ấy. Đa 669 cũng này cho em xả 150 nhá. Chị Lê Lê Hiền ok, em chốt đơn ạ. Còn quần lâm mặc em mặc là chân váy rồi chị. Em mặc là chân váy nên em hết hàng rồi. Chị Trịnh Thang ok, hôm trước em về đoán đúng một lần là em hết hàng. Còn em mặc em không còn đâu chị Nguyễn Quyết nhá. Chị Giang Bắc có ạ, chị Vân Nguyễn Thị chốt đơn ạ. Chị Lý Ban ok, áo này là 150.000 nốt. Các chị này em tặng các chị luôn. Mã này các chị nhá, xả dưới giới nhập luôn ạ. Chị Lâm Thị Ánh Nguyệt ok. Chị Liên Bùi ok, em chốt đơn hàng ạ. Dưới 65-66 các chị mình thoải mái cho em. Chị Hằng Nguyễn Thu Hằng ok, em chốt đơn ạ. Vân Nam Cường ok, em chốt đơn hàng ạ. Đá 669 và kèm số điện thoại cho em. Là các chị lên đơn hàng ạ. Đấy lên chị mã kia nào. Mã kia à, nào. Đây, bán rồi, đây rồi. Đó, 669 cho em. Kèm số điện thoại ạ. 669 và kèm số điện thoại cho em ạ. 150 các chị ơi. 150.000. Đây là mã 99 ạ. Mã này có mấy size đây? Đẹp quá này, quần nhung em còn chị ơi. Chị Quyên Trần có ạ. Chị Hải Yến Lâm có ạ. Lâm Thị Ánh Huyền ok. Các chị ơi cho em xin lượt chia sẻ với nhá các chị nhá.
Em xả giá này gọi là giá rẻ lắm rồi các chị ơi, không cần gì nhiều, các chị cho em xin lượt chia sẻ rồi. Để chạy cho em xin lượt chia sẻ cho em mình chốt đơn hàng ạ. Lên xem bạn chuyển mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Lên cho em ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Loan ơi, quần bò đi á. Có ai ra ngoài kia phân hộ tớ một mẫu quần bò đi bạn ơi. Lâu lắm mình không bán quần bò rồi đấy. Cái mã nào đủ size mang ở đây. Quần bò nhà em bán quần nguyên quần bò thổ chị ạ. Hàng ở Loan chất lượng, em cảm ơn chị nhá. Áo này mua rồi mặc thích lắm, em cảm ơn tình yêu. Hôm nay xả rẻ nốt các chị yêu. Để chặn xả rẻ nốt các chị yêu, mình mức giá là 150.000 nhá các chị yêu nhá. Bán cắt mẫu luôn các chị, trên hàng hai lớp các chị này. Toàn bộ hàng hai lớp và hàng Quảng Châu các chị yêu, mình mặc xuống đời luôn ạ. Áo gió lót lông thì chị comment là gió 56 chị Lan Hoàng nhá. Lên quần bò với áo len rồi, ok đợi em một tí em sang đi kem bán quần bò với áo len cho các chị luôn. Còn bên kho này em chỉ để nguyên bên gian đây này, em chỉ để nguyên áo đá với lại là áo đồ bộ thôi. Đây tiếp theo các chị một mã này này. Áo đá các chị yêu nhá. Đấy chị ạ, đá rất là đẹp luôn ạ. Mã này các chị comment là đá 99. Đá 99 ạ, kèm số điện thoại trên là mẫu này. Em có size M, L, X. Cái gì đấy? Ừ. Đến ngày 24 tháng 12 là mới xả ra đấy nhá. Đây các chị này, mã này các chị comment cho là đá 99 ạ. Đá 99 ạ, em theo các chị nốt là 165.000 nhá các chị nhá. 165.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Xả 165.000 ạ, đá 99 ạ. Các chị ơi nhìn hàng cho em ạ. Form các chị từ 45 đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Ủa mẫu này xinh quá này. Mẫu này là còn ít quá nhỉ. Nó vẫn có đủ size các chị ạ. MLXL 3 size nhá. MLXL 3 size ạ. Lên cho em ạ. Mã đá 99 ạ. Cộng số điện thoại ạ. Đá 99 và cộng số điện thoại cho em ạ. Chị tắm hồ ok này. Các chị ơi mẫu xinh lắm các chị nhá. Mẫu xinh này. Hả? Đá 99 ạ. 165.000 đồng một áo các chị nhá. 165.000 ạ. Chị Dung Phùng có đơn ạ. Chị tắm hồ này. Chị Hồng Nguyễn ơi comment cho em xin mã hàng đi chị. Comment cho em xin mã hàng với số điện thoại ạ. Chị Lan Hoàng chốt đơn ạ. Mã này đá 99. Đấy các chị ơi comment đúng cho em mã hàng, số điện thoại cho là mình có đơn ạ. Đá 99 cho mẫu này nhá. Chị Trần Cương này. Chị Dung Phùng có ạ. Đây chị bác ơi nhìn cho em hàng này. Chị đét luôn. Mà em xả các chị có 169 thì đồng một ạ. Ừ đúng không? 160 mấy nhỉ? 165.000. Để chạm 165.000 đồng ạ. Chị Thúy Tinh có ạ. Chị Nguyễn Hồng Linh có ạ. Chị Hoa Trời có đơn hàng ạ. Áo vest á. Áo vest em đang về hàng ạ. Tại vì hàng vest em toàn bộ hàng thiết kế và hàng đặt thôi, chứ không có nó không sẵn số lượng ấy. Bây giờ mình đặt hàng số lượng bao nhiêu thì nó sẽ cho lên truyền và nó cắt luôn. Đấy, tại vì là cắt hàng theo yêu cầu của nhà em cho nên là nó hơi lâu một chút. Chị Vũ Huệ, chị Đồng Yến có ạ. Chị Vũ Thị Hoa, chị Lê Bé ok ạ. Chị Lê Thu Hà chốt đơn ạ. Mã này em có 3 size MLXL. Em tặng các chị giá 165.000 đồng ạ. Chị Nguyễn Gái ok em chốt đơn hàng nhá. MLXL 3 size. MLXL 3 size các chị yêu. Để chặn đá 99 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. À thế à, lâu không thấy có đơn hàng. Thế là nhân viên nó tưởng là chị là khách mới sao ấy. Nhà giặc Văn Chiến này, chị Minh Chiến ngày xưa này, dèm 2 thì đúng không? Dèm 2 đúng không? Chị vẫn mua mà. Áo ren đen à? Thế là đứa nào bắt chị cọc? Chắc là chị mua nguyên hàng xả chứ nói và chị cọc tiền ý. Chị Hà Linh rồi ok này. Bò thổ 47 cân để em tìm xem đấy chị nhá. Hôm nay các chị 66 cân đổ về. Đấy chị Ngân Hoàng cho em số điện thoại xử lý đơn. Chị để lại số điện thoại thì em mới xử lý được đơn hàng chứ chị. Hôm nay chốt các chị từ 42, 43 cân đổ lên 65 cân đổ về. 65, 66 cân đổ về em chốt đơn ạ. Ok mạng đá đen rồi em ơi. Lấy chị đá đen hôm kia đi. Đây 231 ở chỗ nào? 231 này là áo báo cho em nữa các chị yêu nhá. Mã này đá 99. 165.000 một áo các chị nhá. 703 nhỉ, em vẫn đang chốt đơn hàng của tối hôm qua chị ạ. Lê Bé rồi ok ạ. Mã này các chị yêu lên cho em là đá 231 ạ. Lên mã hàng 231 và cộng số điện thoại cho em. Ồ con này đẹp nhức nách luôn này. Đó. Không biết là nó còn size gì. Em ơi xem bọn chị 231 xem nó còn size gì với. 231 còn LXL. 231 em nó còn LXL 2 size nhá. Được chưa ạ? 231 em nó còn LXL 2 size ạ. Vest caro á, có luôn chị.
Các chị thích cái gì em làm được cái đấy mà. Cái đấy là nếu mà hàng may thì mình làm được. Đây các chị, em mẫu em còn hai size là LXL ạ. Chị Hoàng Liên lại cho em số điện thoại với ạ. Ok, mã lẻ tớ bảo mọi người lấy ra đây cơ mà không lấy à? Ở trong góc kìa. Lẻ vài tám thì tớ cũng bỏ đây cho tớ gái. Bán cho nó gọn nhưng mà cứ mỗi chỗ vứt một tí. Đây, mẫu này các chị lên đơn hàng cho em là 231 các chị nhá, 231 và kèm số điện thoại. Còn xa các chị từ khoảng là 52 cân đến 65 cân. 52 cân đến 65 cân em nhận đơn hàng mẫu này các chị này. Hết size nhỏ, bây giờ còn size LXL 2 size thôi ạ. Lên mã hàng và cộng số điện thoại cho em là 231 các chị nhá. 231 cho em 125.000 các chị nốt này. Hàng hai lớp cho em các chị yêu chứ không phải một lớp đâu ạ. Hàng này của nó là hàng Quảng Châu ạ, hai lớp nhá các chị. Ông nhìn cho em cái cổ áo của rất là xinh luôn nhá. Cổ áo rất xinh luôn ạ. Áo đang mặc em tặng nốt các chị là giá 125.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại trên là 231 các chị nhá. 231 ạ, chị nhái bích ok chút đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Loan có đơn ạ, các chị nhìn cho em ạ. Thực sự luôn là em, mỗi mã nó còn một ít ý, thì em đang bảo là tổng hợp tất cả các mẫu lên em tặng các chị luôn ạ. 125.000 đồng ạ các chị nhá. 125.000 mã 231 ạ. Chị nhái bích có ạ, chị Hằng Nguyễn có này. 231 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Đơn hàng tối qua nhà em vẫn đang gọi chốt đơn chị ơi. Chị Nguyễn Thị Thuận lên số điện thoại cho em với ấy. Chị Hồng Nguyên Chu Thị có đơn ạ, chị Phạm Minh Thu có đơn ạ. Mã hàng mà kèm số điện thoại cho em mới tình yêu ơi. Đấy, nhưng những cái mã đấy nó còn để như thế nào thì bây giờ bỏ ra bán chứ. Cái mẫu này chị xinh rồi, mẫu này thì đá 89 này. Bao nhiêu chị hỏi cái đá 89 không có. Chị Hoàng Lợi có, chị Như Quỳnh ạ, Nguyệt Lê, các chị lấy mã này dồn đơn hàng luôn. Vua ngon bổ rẻ. Để chị ạ, ngon bổ rẻ mà chất lượng đẹp như này. Đấy, giá tặng các chị là 125.000 đồng các chị nhá. Em còn 2 size LXL ạ. Em còn LXL 2 size ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại giúp em. Quần dài đợi em tí chị ỉ. Em đang soạn bảo nhân viên soạn mẫu ở bên kia rồi. Chị Lê Bé, Trần Cương, chị Hoa Hồng chốt đơn ạ. Mã này là 231 và kèm số điện thoại cho em. 231 là 125.000 các chị nhá. Không nghe nhầm luôn, 125.000 đồng ạ. Em kỷ niệm các chị mã này tiếp này. Áo da bên kia nhà mình còn hàng không nhỉ? Chị Hồng Phương ok. Nâu tây nó là màu nhạt, còn nâu đậm thì nó màu đậm hơn. Chị Thanh Vũ rồi ok em chốt đơn. Có thể ở trên like cái màu nâu tây nó hơi bị sáng hơn so bên ngoài một chút thôi. Đó, chị Thu Hà ok em chốt đơn hàng. À 21 không còn size của 40 cân rồi chị Thu Hà nhá. 21 em chỉ còn size các chị trên 50 cân thôi. 52 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Cảm ơn chị Vũ Nga nhá. Rồi em qua các chị một mẫu nữa. Để chạm mẫu này các chị 21 các chị lấy kèm đơn hàng luôn đi. 231 các chị lấy kèm đơn hàng luôn. Các chị nhìn cho em mẫu hàng của nó cực xinh luôn như này. Mà giá các chị ơi có 125.000. Đấy, 125.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây mã này các bác phải nhanh tay nhé các chị nhá. Mẫu này còn ít này. Các bác nhanh tay mẫu này cho em còn như cái XL. Mẫu này là 60, à quên, mã này là mã đá 89 ạ. Đá 89 em còn nguyên size XL thôi các chị này, còn nguyên size XL nhá. Chị yêu là tầm 58 cân đến 65 cân. 58 cân đến đi đây này. 58 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã này các chị comment em là đá 89 ạ. Đá 89 và kèm số điện thoại ạ. Mã này mã đá 89. Đấy, XL, em còn nguyên size XL thôi, chị nào vừa size XL này các chị chốt đơn này. Vừa XL các chị chốt đơn hàng ạ, đá 89 ạ, 180.000 các chị yêu nhá. 180.000 một áo ạ. 180 mã hàng đá 89 và cộng số điện thoại ạ. 180.000. Các chị ơi, em còn mỗi size XL còn sót ít cho các chị nhá. 180 các chị comment là đá 89 và kèm số điện thoại ạ. 180.000. Lên mã hàng cho là đá 89 và kèm số điện thoại cho em ạ. Con này đẹp xuất sắc luôn ấy. Mỗi tội là hàng nó không có hàng về nữa. Để chị ạ, hàng đấy không có hàng về nữa. Em tặng các chị là giá 180.000 đồng nốt này. Tại vì chuyến sau thì hàng nó lên cao hơn. Đấy, chuyến sau hàng nó về nó lên giá cho em không nhập hàng nữa nhá. Bây giờ là còn XL thì em bán nốt thôi. Đấy, về bù hàng thì giá nó cao hơn. Và bây giờ thì nhập làm gì nữa đúng không ạ? Chị Nông Tiềm ok, chị Lê Bé có đơn hàng ạ. Áo len khóa. Có áo len khóa cộc không? Không chị ơi, có áo len khóa, áo len khoác thôi.
chị họ Vũ Cô Đồng ạ. Đặt mã nào chị? Mã này đã 89 ạ, em còn XL 2 size nhá, chị Tưởng Huệ ạ. Bác nào vừa cái size XL này các chị lấy luôn này, từ 58 cân đến 65 cân ạ. Từ 58 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Chị Phạm Thu chốt 231 size XL này. Nói chung là mã này bác nào không nhanh cũng không còn đâu ạ. Chị ạ, không nhanh cũng không còn hàng. Chị Thanh Thanh có ạ, Thùy Chi ạ. Áo này 58 đến 65 cân chị ơi. XL ấy chị ạ. XL từ 58 cân, 57 cân đổ lên là mặc được. Nói chung là tùy vào cái form người của các chị nữa. Áo da để em một xíu em sang bên kia mà áo da, áo ren mặc trong á. Chị Tươi Nguyễn có đơn ạ. 50kg tí em lên chị ơi, 50 cân thì để tí em xem là có tay nào của cái mã nào nó bé bé. Đây này, mã này còn nguyên cọc size XL này. Nguyên cọc của size XL. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Tôi bảo này, cái mã 565 đưa đây tớ này. Đây. Cho em ạ, 606 em còn size L này và XL. 606 em còn L, XL 2 size ạ. Rồi đa 89 em qua mẫu nhá. Chị Phạm Tính có ạ, chị Nguyễn Thị Duyên. Áo đang mặc 180 chị ơi. Áo đang mặc là đa 89 cho em 180.000 ạ. 180.000. Áo da em còn chị gái ơi, đợi em một chút. Tí em sang bên kia bán áo da với áo len cho các chị nhá. Bên này em sẽ like áo đá lẻ trước các chị yêu. Tìm các chị size nhỏ đi à. Đây mẫu này em còn LXL 2 size này. Nói chung mỗi mẫu còn ít thôi các chị yêu. Mẫu lẻ ạ. Lên trên mẫu ạ. Đơn hôm qua nhà em vẫn chưa chốt xong rồi chị Nguyễn Siêm ơi. Đơn hôm qua nhà em vẫn đang gọi mà. Đây các chị nhìn cho em áo đá này. Mẫu này các chị comment là đá 606 ạ. Mã này comment em là đá 606 đó, kèm số điện thoại ạ. Áo này là 165.000 các chị yêu nhá. 165.000 ạ. Đây các chị này, không còn đáng kể bao nhiêu đâu ạ. Không còn đáng kể bao nhiêu luôn. Mã này đá 606 ạ. 65 cân đổ về các chị, tổng 55 cân đổ lên nhá. 55 đến 65 cân. Mã này là đá 606 cho em 165.000 đồng một áo ạ. Đá 606 cho em 165.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị Lê Hương ơi, cho em xin số điện thoại của chị với chị ơi. 2 size LXL. Được chưa? 2 size LXL ạ. Hàng Quảng Châu các chị nhá. Chị Lê Thu Hà comment cho em xin mã hàng với. Các chị phải comment chuẩn cho em cái mã hàng ấy thì mình mới lên đơn được chị ạ. Tại vì máy tính mà nó không có đơn, không có cái mã hàng nó sẽ không bắt đơn đâu chị ơi, không lên đơn được ấy. Chị Lê Hương có đơn hàng ạ. Chị Hoa, đây này, ví dụ như các chị này đá 89 cách số điện thoại cho em là mình có đơn thôi. Còn tư vấn về cân nặng chiều cao ở đây là việc của nhân viên nhà em. Được chị Thùy Dung nhá. Áo đá đây 50kg để chị cái. Ok, đợi em tí chị ơi. Sóc Nhung em có, áo em mặc bên trong á, áo mặc bên trong áo hai dây không? Áo hai dây là 100 á, à quên, áo hai dây là 95.000. Còn áo bên ngoài là đa 606 là 165.000 đồng ạ, chị Quế Tiến rồi, ok em chốt đơn hàng ạ. Các chị lên mã hàng một kèm số điện thoại trên là mình có đơn nhá. Kho xịn em có chị ơi. Kho xịn em có. Bác lên đi, cốc lên cái mã lộc em ơi. Bác lên mã lộc hay để sang bên kia nhỉ? Ai chốt đang đang để màu chưa? Chưa để màu à? Một con áo gọi là xịn sò hàng thần thánh luôn như này. Đấy, em bảo rồi, hết hàng bao nhiêu ngày hôm nay có. Chị Nguyễn Thị Mai ok chốt hai cái này. Nguyễn Điệu ok ạ. Chị tôi cách cho em xin mã hàng với chị ơi. Cho em xin mã hàng với số điện thoại nhá. Tiếp theo một con gen xịn này đủ màu, đủ size. Để chạm đủ size luôn ạ. Lên cho em mã này là đá 565 nhá các chị nhá. Các chị nhớ cái mã này không ạ? Em bị hết hàng đúng nửa tháng. Em bị hết mã này đúng nửa tháng các chị nhìn này. Lên cho em mã này là đá 565. Đá 565 mà kèm số điện thoại ạ. Áo cộc là áo phông hề hay là cái gì hả chị? Phông hề em có này. Với lại là ôi Linh ơi, ôi chị kèm cái mác này. Màu đẹp nhờ. Ôi lần trước mình lấy hình như là giá cao hơn đúng không? Lần này về được giá mềm hơn này. Lần này về được giá tốt hơn này. Các chị ơi, mẫu này các chị comment cho em là đá 565 các chị nhá. Chị Dũng Ngọc ơi, lên lại số điện thoại cho em nhá. Mẫu này các chị yêu lên cho em là đá 565. Em có size MLXL 3 size ạ. MLXL 3 size. Lên chuẩn mã cho em là 565 mà cộng số điện thoại ạ. Em có size các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân đổ về. Để chạm 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chốt giá 180.000 các chị nhắc, 180.000 đồng một áo ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng cho em là 565 cách số điện thoại cho em.
Để chạm 565 cách số điện thoại cho em. Các chị nhìn cái tông màu nâu của nó cực kỳ là xinh luôn. Và sau đó sẽ là nhung ép, các chị là những cái họa tiết là nhung ép cho em. Và phần cổ nó đính đá. Mẫu này các chị mặc đi làm, đi chơi đều rất là đẹp luôn các chị nhá. Công nghề được em tí em lên ạ. Em cảm ơn chị Quế Tiến ạ, chị Huyền Hằng, ok em chúc đơn hàng ạ. Mã này các chị có comment trên là đá 565 mà cộng số điện thoại cho em. 565 nhá các chị nhá. Sóc nhung á, sóc nhung để em tí em sang bên kia, sóc nhung em để ở bên ra bên kia rồi. Có để mẫu bên này không? Sóc nhung á. Ừ. Sóc nhung hết rồi. Bán đồ đồng. Có ai có cái dây buộc tóc nào không nhỉ? Để tôi buộc lên cho nó gọn. Chị Thảo ơi cho em số điện thoại đi. Chị mà khách quen mà chị không để lại số điện thoại là máy đâu cũng không nhận đơn ấy, là không có đơn đâu chị ạ. Đấy, nhân viên mới nhà em nó không biết là chị là ai thì nó cũng không gọi đâu. Không có số điện thoại làm sao mà gọi được. Đó, mã này 565 cho em nhá. 565 là 180.000. 180.000. Phong các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 185. 180.000. Thôi bán cho các chị 180 ấy. 185. Ô, chứ còn 185 thì 185. Các chị ơi, em nhầm giá. Em nhầm giá 185.000 mẫu này ạ. 185.000 các chị thông cảm và em bị nhầm giá. Hôm trước là 215.000, hôm nay tặng các chị giá 185.000 đồng ạ. 185 cái này vừa tối hôm qua em về hàng. Tối hôm qua vừa bán xong ấy. Hôm nay nó còn ít nữa. Mã này 185.000 đồng các chị yêu nhá. Mã này đá 565 cho em bị nhịu đấy, nói nhịu. Nói một lúc là mồm nó cứ líu vào thế này. Đấy. Hai lớp chị ơi. Hàng hai lớp chứ chị một lớp thì nói làm gì. Đây này. Hai lớp cho em. Đấy. Nó đắt ở cái hàng này hai lớp rồi các chị yêu. 185.000 các chị nhá. Mã này là đá 565 ạ. À. Đá 565 mà kèm số điện thoại cho em. Xịn lắm các chị ơi, hàng này em hết hàng bao nhiêu ngày hôm nay rồi. Vừa mới hôm qua mới về được em. Vừa hôm qua mới về được hàng ạ. À. Để cho các chị lên chuẩn mã hàng cho em là 565 cộng số điện thoại cho em ạ. À. 185.000 đồng một áo các chị ơi. MLXL nó có 3 size. MLXL 3 size ạ. À. Lên số điện thoại cho em ạ. À. Cái mẫu này là còn size gì đây? Bướm này, M này. Mã này là mã đá 8, đá 580 này. Mã này 580, xem một chị xem là còn size gì nào. Tiếp thứ nào nó? Có M này, có M, có L. Mã này có ML à? Sao là M này? Mấy cái ra ngoài này. Có M lấy. Tìm cho chị cái túi cho luôn vào đi em ơi. Bỏ hết ra ngoài này. Đây là XL. Chị ơi đến cửa hàng mua được giảm giá không em? Em bán trên livestream là em bán rẻ rồi, đến cửa hàng còn giá còn cao hơn ấy chị ạ. Như trừ khi chị nào mà xem live đến cửa hàng là mua thì các chị vẫn được giá như thế. Tại vì là giá trên live là các chị em cộng các chị là lúc nào cũng rẻ hơn so với ngoài cửa hàng ấy chị ơi. So với cửa hàng, tại cửa hàng nhà em 565 có một màu ấy chị ạ. Có một màu thôi, cái màu này màu trông nó tây mà chị. Lên trên mẫu này cũng còn vài cái ấy, chị này. Mã này các chị có mẹ là đá 580 nhá. Đá 580 và cộng số điện thoại cho em ạ. Mã này đá 580 và cộng số điện thoại các chị chốt đơn hàng này. Áo này 580 là 165.000 các chị yêu. 165.000 một áo á. Còn size ML, XL nhá, đúng không? Vẫn còn đủ duy nhưng mà còn đúng lượng ít, số lượng ít thì còn đúng sắp 5-6 cái. ML, 2L, 1XL. Chị chọn trên line nó dễ hơn mà chị Lan. Em có treo ở ngoài cửa hàng đâu. Tại vì là không có thời gian bán lẻ, toàn bán ở trên line thôi. Chị chọn chợ ở trên line chứ không chị đến ấy, chị đến chị bảo nhân viên nó lấy cho. Như thế chả dễ hơn à? Không, chị Lan ở dưới ngay dưới này này. Ở bên ở dưới Đức Ninh đúng không? Phúc Ninh. 13-18 phải không? Đúng. Thế chả khuôn khống. Bán lẻ chứ em phải chị lên. Chị cứ chọn trên line cho nó dễ chị ạ. Xong đến cửa hàng bảo gọi Linh Huyền nó lấy cho. Ngày nào chị giảm một cái. Ngày nào cũng một đơn đúng không? Chị Lê Bé đá 580 ạ, MLXL 3 size 165.000 một áo, em qua mẫu nhé chị nhá. Mã này bán 580 ạ. 580 và kèm số điện thoại ạ. Con áo nhung này. Để chị áo nhung này cho em nhá. Lên cho em là mã này các chị comment cho em là nhung 3. Nhung 3 kèm số điện thoại cho em. Con áo nhung này em đang còn size XL. LXL 2 size. Để chạm LXL 2 size. Lên trên là nhung 3 cộng số điện thoại cho em ạ. Một con áo nhung các chị nhá. Mã nhung 3 này là có size các chị 45 cân đến tầm 60 cân. Bây giờ em còn size các chị từ 45 cân đến 60 cân. Các chị lên đơn hàng mà cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ.
Để cho các chị lên đơn hàng một cộng số điện thoại trên một con áo nhung của hàng cao cấp các chị này. Áo nhung hàng chị nhá, lên áo da đi. Bên mic kia soạn được áo da chưa? Các chị ơi nhìn hàng này, chất lượng các chị nhá. Áo khoác đợi đợi lễ lấy áo khoác lên cho chị bán. Áo khoác kia. Áo phao ấy chị nhá. Áo đợi em tí em lên từng mẫu một. Để cho em lên từng mẫu một các chị luôn. Chị cứ giục em là em cuống lên ấy. Đấy mỗi người bảo là em ơi lên cái này đi, em ơi lên cái kia đi, em cuống lên luôn ấy. Xong rồi nói thì nói nhịp. Mã này em có ra các chị từ khoảng là 45, 46 cân đến 60 cân đổ về ấy chưa nhá. Đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em tặng nốt các chị là 199.000. Nó là áo nhung ép các chị nhá. Đính đá cho em áo nhung ép đính đá 199 ạ, cộng số điện thoại cho em. Còn LXL2 size em còn sót bằng này trước các chị này. Em còn sót đúng bằng này trước của em hàng cao cấp các chị nhá. 199.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Ok chị ạ, nhung 3 và kèm số điện thoại cho em 199.000 đồng ạ. Bao nhiêu bác đã nhận được áo này rồi cho em xin một cái feedback rồi ạ. Bao nhiêu chị đã nhận được áo này rồi các chị ơi. Bên ngoài trường các chị vẫn đang mua hơn 300.000. Các chị vẫn đang mua hơn 300.000. Em tặng nó các chị 199.000 đồng cho nó gọn mẫu rồi ạ. Đấy chị ạ, cho gọn mẫu luôn nhé các chị nhá. Nhìn cho em con áo Hà Quảng Châu ạ. Xịn đét luôn ạ, nó là áo nhung. Áo nhung ép. Đấy, áo nhung kiểu nhung nhung kiểu dòng thổ ép ấy các chị nhá. Nên mã này cho em là nhung 3 cách số điện thoại cho em ạ. Nhung 3 cách số điện thoại cho em mặc nó ấm lắm các chị ạ. Mà trông một sang, nhìn cho em cái bo tay của nó này. Nhìn cái bo tay của nó cực kỳ xinh luôn nhá. 199.000 đồng một áo ạ. À, tối qua đặt hàng mà không thấy sóc ở chốt đơn là chị ơi, đơn tối qua nhà em vẫn đang gọi chị ơi. Nó quá tải ấy chị ơi, cho nên là các chị thông cảm nhá. Nhà em gọi trong 2 ngày đi chị ạ. Nhà em gọi một line nhà em sẽ gọi trong 2 ngày. Chị Nguyễn Tuấn Anh ok chốt đơn ạ. Chị Hương Hoàng ok chốt nhung 3. Các chị mua, nói chung là các chị tin mắt, các chị nhìn qua các chị biết luôn không? Hàng của nó là hàng cao cấp thiệt nhá. Toàn bộ hàng bên ngoài các chị đang mua 350 một cái. Bây giờ em sell luôn các chị 199.000 đồng. Để chạm 199.000 đồng ạ. Lên mã hàng kia là nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Có bán đầm dây không em? Em có. Đầm dây không? Đầm dây, váy dây mà. Váy dây em còn một ít ở ngoài cửa hàng. Nhưng giờ chưa ra cửa hàng lấy được. Đấy, mã nhung 3 cho em nhá. 199.000 ạ. Chị Khánh Đỗ rồi ok, em chốt đơn ạ. Lên ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại nào. Còn mẫu lẻ trong kia kìa, ở trong góc kia kìa. Còn à, mã lẻ tí tí ở đây, mang cái này đây. Chị Nhung Lê, chị Khánh Đỗ này, chị Huy Hoàng này, 565 này, chị Hoàng Nguyễn Thu Hằng ok, chị Vũ Lương chốt đơn ạ. Có cái mã mà gen 623 đây chị này. 623 nhà mình vẫn còn số lượng đúng không? Còn 72. Bước đi đưa đây nào. Mã này là 617. À em mà có, em sẽ lên từng mẫu một, mẫu nào có màu nào em lên màu đấy. Đấy, thực ra là nó có nhiều mẫu lắm chị ạ. Có nhiều mẫu em sẽ lên như thế này cho các chị đỡ bị nhầm. Đỡ bị nhầm mã, đỡ nhầm mã nhầm màu. Nhưng ba có size các chị dưới 60 cân thôi. Các chị nhắc dưới 60 cân tại vì em có LXL2 size, không có size 2X nữa, hết hàng rồi ạ. Hết hàng rồi. Chị Xuân mùa rồi ok chốt đơn rồi. Màu này của nó kiểu là cái màu này màu trông nó tôn da lắm chị ạ. Màu trông tôn da. Chị Văn Hoàng mà không còn nhiều thôi chị ạ. Chị ơi nhà em không miễn ship nhá. Đấy là 199.000 đồng là chưa có phí ship đâu. Đấy. Nhà em không miễn phí ship bao giờ luôn ý. Tại vì nhà em đã bán số lượng của nó là giá trên line lúc nào cũng giá tốt nhất cho các chị luôn. Và cấm mình mua hàng mình phải mất tiền ship thôi. Trừ khi là những cái chỗ nào người ta bán hàng người ta cộng lãi cao thì người ta mới miễn ship cho các chị được. Chứ các chị đừng nghĩ là được miễn ship là mình được là mình được mua hời đâu chị, được mua giá hời đâu. Mình còn có thể mình còn bị mua đắt hơn ý. Đấy, em cộng các chị được 10-15.000 cái áo thì làm sao miễn ship được. Chị Minh Phương ok chốt đơn nhung 3 nhá. Lên mã 617 cho em ạ. Rồi cho các chị cứ thử so sánh giá thị trường thoải mái luôn ạ. Nhà em bán giá có hợp lý hay không. Còn mình đừng mong là miễn phí ship làm cái gì. Miễn phí ship người ta cộng các chị được lãi tiền trăm con áo. 100-200.000 cái áo luôn, người ta miễn ship cho các chị 30.000. Nhưng mà em được lãi các chị có 10-15.000 một cái áo thôi. Em bán giá số lượng cho các chị luôn ý. Đây các chị lên mã này này. Mã này lên cho em là mã 617 các chị nhá. 617 và cộng số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, 617 và cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Nhung 3 không còn size của 65 cân đâu chị ạ. Nhung 3 chốt các chị dưới 60 cân thôi. Mã này các chị comment là 617 và kèm theo số điện thoại các chị chốt đơn. Em tặng nốt các chị là 150.000. Đấy chị ạ, em tặng các chị nốt giá là 150.000 đồng một áo ạ. Form này em có size các chị dưới 65 cân đổ về nhá. Từ khoảng là 45 cân đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ.
Lên mã này là giá 617, phí ship toàn quốc là 30.000, các chị thích mua bao nhiêu sản phẩm cũng được, phí ship là 30.000 một đơn. Tại vì là cái giá này là giá ship chung rồi. Thế chị bảo là nghiện rồi. Nghiện rồi bây giờ chả có thuốc nào mà cai được ấy chị. Thế chị cứ bảo với shipper thế. Đấy. Nó hàng nghiện rồi đúng không ạ? Nghiện rồi thì khó cai lắm chị ơi. Có chị nghiện em 4 năm nay không cai được đâu. Chị Nguyễn Khoa, anh Khoa rồi ok. Mã này 617 em xả nốt 150 các chị này. Xả nốt 150.000 ạ. À, cục cổ 3 phân em có. Lên chị cái hàng HG em mời HG là cục cổ 3 phân luôn đi. 617 chiêu nha, em xả nốt 150. 150.000 một áo. Chị Tưởng Nguyễn có ạ, chị Hương Hương rồi ok. Chị Nguyễn nào có Nhung Ba này. Xả 150 các chị nhá, xả 150.000. Các chị nhìn đá của em rất là sáng luôn ạ. Đá sáng mà toàn bộ cái phần thân nó sẽ là hai lớp cho các chị luôn chứ không phải một lớp mỏng đâu ạ. Đấy, cái hàng rẻ nó chỉ hàng một size này với lại là một lớp mỏng thôi. Còn đá của nó ép nó không bao giờ được chắc như này luôn ý. Nó rất là dễ bong. Chị Bảo Nhi rồi ạ. Còn đá em các chị giặt thoải mái. Giặt vũ thoải mái cho nó không bị bong đá. 617 ok chị Phạm Quý chốt đơn hàng ạ. 617 cộng số điện thoại cho em với các chị yêu nhá. 150.000. Để chị ạ, em tặng nốt các chị giá 150 ạ. Các chị ơi hàng chị đét luôn ạ. Không kể cổ tim em còn chị Phạm Vân nhưng mà nó lẻ size chị ạ. Chị Lưu Huệ rồi ok chị em chốt đơn ạ. Cái phần này của nó kiểu là chất nó kiểu xốp xốp ấy, nó đẹp lắm các chị ơi. Anh Minh có đơn nhá, 150.000 một cái. Em tặng nữa các chị giá đẹp luôn ạ. Em ơi, những cái áo hàng HG cộc tay nó ở chỗ nào đấy? Dài tay cộc tay ấy, tìm một chị cái. Chị kia. Chỉ có Huyền mới hiểu. Em Loan càng ngày càng xinh, đúng là hơn cây ma túy. Rồi, chị ví em thế bao giờ? Đi tù đấy. Đấy, ví em thế là đi tù đấy. Bây giờ còn độc hay là dễ gây nghiện hơn cả ma túy thế này. Rồi, qua mẫu đi. Chị Phương Nhi này. Chị Phương, chị Thắm Trinh ok này. Em chốt đơn nhé chị ông nhá. Rồi, qua mẫu đây em à. Em lên các chị giữ nhiệt của cái hàng HG nhá. Đơn hôm qua thì em chưa gọi chút hết đâu chị ơi. Cái này là 150 em ơi. Tiếp theo các chị ơi, giữ nhiệt của hàng HG em còn sót ít thôi, nó không còn, nó không còn hàng đâu các chị yêu nhá. Đây này, đỏ này, em cũng còn có 3 cái màu đỏ đây này. Hàng cao cấp các chị yêu nhá, hàng giữ nhiệt của hàng HG. Để em xem là nó còn size gì này. Còn size L này. S này. SL. Màu đỏ em còn 2 cái size S và 1 cái size L. Được chưa ạ? Hai cái size S và một cái size L, các chị lên đơn hàng S các chị dưới 52-50 cân, size L các chị dưới 65 cân đổ về. Là không có đủ tiền để mua quần áo thì chết thật. Này. Gì đấy? Các chị ơi, cái này em còn 3 cái màu đỏ thôi ạ. Được chưa ạ? 3 cái màu đỏ cho em ạ. Hàng của nó giữ nhiệt hàng cao cấp các chị nhá. Giữ nhiệt của hàng HG luôn ạ. Mã này lên mã gì em ơi? Chị ơi, đơn hàng của hôm qua nhà em chưa chốt được xong đâu. Các chị đợi điện thoại của em với nhá. Mình thông cảm cho em với lại hàng đẹp thì nhiều người mua ấy. Xong là cứ bị quá tải đơn thôi. Trưa thì em có thể em lên buổi trưa để các chị dồn đơn hàng cho tiện ship ấy. Chứ nhiều chị các chị lại thấy là mua một cái xong là tiền phí ship là các chị lại thấy là tiếc quá lại thôi, lại hủy đơn. Đấy, cho nên em lên 1-2 like cho các chị dồn đơn cho nó bỡ tiền ship nhá. Đấy, các chị dồn 2-3 sản phẩm mình đi đơn ạ. Nên em còn sót có đúng mấy cái đây? 3 cái này. 169.000. Hàng HG ý chị ông nhá, hàng HG. Lên mã này cho em là... 78. Không. Màu đỏ. Không, không, không. Đây là mã nghiệp 22 này. Ai, từ từ đừng comment giữ nhiệt đâu. Sao đấy? Cái giường không phanh xuống à? Ai phanh vậy? Anh ấy vác rồi. Từ từ đấy, để em đặt cái mã này là mã gì này? Nhiệt đỏ thì có mỗi 3 cái thôi. Các chị có nhiệt đỏ cục tay cũng có cái gì à? Lên mã nào cho các chị ấy đi, 3 cái này luôn này. Các chị comment là nhiệt đỏ cho em. Nhiệt đỏ em còn 3 cái là em hết. Nhiệt đỏ và kèm số điện thoại ạ. Chân váy em mặc em hết hàng rồi chị Quản Kim Lan ơi. Mã nhiệt đỏ cho em 169.000. Mã này em về lúc các chị giặt cũ thoải mái, nó không bị bay đâu, không bị bay, không bị xù. Nó là hàng HG, các chị đã mua nguyên cái hàng cộc tay của nó là bên ngoài là hơn 300 rồi. Còn hàng dài tay thì em chưa đói nhá. Dài tay các chị cũng mua phải tầm 350.
phải tầm 350. Bây giờ em xả các chị hôm nay nốt 169 em còn sót 3 chiếc thôi. Em nó còn sót 3 chiếc, các chị lên đơn hàng cho là nhiệt, giữ nhiệt đỏ và kèm số điện thoại ạ. Giữ nhiệt đỏ và kèm số điện thoại cho em ạ, 169.000 ạ. Đấy, 169.000 đồng chị Duyên Hương ơi, nếu mà mấy hôm trước mà không thấy gọi chốt đơn thì chị để lại cho em số điện thoại nhá. Nhiệt đỏ em còn 3 chiếc cho chị Hòa Yếu, cái đỏ size L à. Chị cái út ok em chốt đơn ạ, qua mẫu luôn này, hết hàng luôn nhá. Tại mẫu này em không có. Tiếp theo mẫu này cho em ạ, giữ nhiệt này. Từ từ. Tỉnh sao tức. Ôi này. Sao lại còn sót một cọc. Nhiệt đỏ em còn hai cái sẽ đủ cái size L thôi. Tiếp mẫu này cho em ạ. Con này bác nào không săn được thì hơi tiếc luôn nha các chị nhá. Hàng này của nó là hàng cao cấp, hàng đắt đấy các chị này. Mã mới nhất của năm nay luôn ạ. Mã mới nhất của năm nay luôn. Lên mã hàng cho em là mã gì em ơi? Chuẩn bị có tuyết rồi nhá. Cái gì? Từ ngày mai 25 tháng 12. Tuyết ở đâu? Bắt đầu từ Bắc Bộ rồi. Thôi giời, còn lâu thì tuyết. Bao giờ Tuyên Quang có tuyết vậy? Chị ơi, mày đang chốt đơn lại đứng ở ngoài đấy lại bảo có tuyết ấy, còn không có tuyết vậy. Sao mà khí tượng thủy văn ở phân đây à? Bị thế đâu chưa? Mã này em có là SM nhá. SM. Cái này nó còn hai size thôi. Còn hai size là sẽ S với size M. Các chị comment là mã T2 cộng số điện thoại cho em ạ. Mã T2 cho em nhá. Mã này form cho nó các chị thoải mái ạ. Dưới 60 cân đổ về 60-62 cân. 60-62 cân đổ về em chốt đơn ạ. Trên 40 cân đổ lên các chị không nhá. Trên 40 cân đến 60-62 cân đổ về ạ. Lên áo ấm đi đơn luôn là rồi. Ok đợi em một tí. Áo khoác lên nhá chị nhá. Áo khoác lên với áo khoác ca dạng ngắn đâu không ạ. Ngắn dài có hết. Được chưa ạ? Em xả con này nốt 169.000. Mã T2 cho các chị luôn. Các chị ơi chất của nó này. Chất nó đẹp nó xuống kỳ luôn ý. Hàng HG các chị biết của nó là hàng thương hiệu rồi đúng không ạ? Toàn bộ hàng thương hiệu luôn. Em cũng còn sót một màu này các chị này. T2 và cộng số điện thoại cho em là 169 ạ. Chị Yên Lê ok chúc chị hoa cỏ may này. Cái gì đấy? Này Huyền này. Rảnh à? Này. 3 triệu 2, 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 3 triệu
Mã T2 chị ơi. T2 cho em 169.000. 169.000 đồng. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Thấy chưa ạ? Hôm đó chị đặt áo dây, em đang mặc với áo len. Ủa, hôm đó là hôm nào? Mã T2 cho em nhá. T2 trên là 169.000 đồng ạ. 169.000 đồng một áo, các chị lên chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại giúp em. Áo dây em mặc đang còn màu trắng. Áo này 169 nhá các chị yêu ạ. Chị Vân Nguyễn Thị ok cho chị Huyền Nguyễn này. Mã này còn vài chiếc của size S và size M các chị nhá. Còn SM 2 size ạ. SM 2 size các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại giúp em. Rồi, qua mẫu luôn này. Ừ, T2 đi. Đây giữ nhiệt của hàng HG này, em đang còn nâu. Đa số là còn nâu. Đủ size số đúng không ạ? Đủ size đủ số luôn ạ. Màu nâu của nó nâu, các chị nhìn cho em màu này. Nhìn nó rất là sang luôn ạ. Nó rất là sang luôn ạ. Chị nào chuyển khoản thừa? Hả? Chị cứ chuyển khoản thừa vậy. Bảo thừa bao nhiêu chị cho em nhá. Mã này các chị comment em là mã T3 nhá chị yêu nhá. T3 và kèm số điện thoại ạ. Lên lại mã đỉnh cao chị xem với. Ok, đợi em một tí chị Ma Thị Dinh nhá. Mã này các chị comment cho là T3. T3 và kèm số điện thoại ạ. T2 cho chị hai cái. Ui, nó còn có mấy cái nữa đúng không? Mã này mã T3. Đấy chị, em nó có màu nâu của size SML. Màu nâu của size SML, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Em tặng nốt các chị giá 169.000 ạ. Bác nào đang mua ấy, các chị đang bảo là chị vừa mua 280.000 xong. Được chưa ạ? Chị mua nhà em đắt hơn tiền trong. Được chưa ạ? Chị mua so với giá nhà em, các chị bị mua đắt hơn 100.000 cái. Đấy, ngày hôm nay em xả các chị cũng 169.000 đồng thôi. Mã này là mã T3 nhá, SML 3 size ạ. Em còn đúng một chiếc màu đen nữa các chị yêu. Một cái màu xanh nữa chị. Một cái màu đen size S này các chị này. Còn đúng một cái màu đen của size S này. Một cái màu xanh ạ. Một cái màu xanh này. Xanh thì cũng là size S. Để chặn shop một chiếc của màu xanh size S, các chị lên đơn hàng cho em ạ. T3 và kèm số điện thoại ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân các chị yêu nhá.
từ 40 cân đến 65 cân đổ về. Các chị chốt mã này cho em ạ. Mã hàng trên là T3 và kèm số điện thoại ạ. 169.000 đồng. Con này là dài tay các chị này. Dài tay cho em. Chị ạ, giữ nhiệt hàng xịn sò luôn ạ, 169 ạ. 169.000 đồng ạ. T3 kèm số điện thoại ạ. Các chị chốt đơn hàng ạ. Mã đấy hôm nay chị về bù thêm mấy trăm con ạ. 169 ạ. 169.000 ạ. Có là 129. Em nói chị đâu có luyện hỏi em cơ mà. Chị ra đây chị nói. Rồi 169.000 ạ. Chị Trần Quý ạ. Chị Bùi Hải ạ, T21B một áo dây em đang còn màu trắng nhá. Chị Trinh Dương cho em số điện thoại rồi ạ. Chị Hải ạ, chị Hoàng Hạnh rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Mã này là mã T3 chị nhá. T3 cho em. Ok, thế nhiệt đỏ không vừa cho chị T3. T3 các chị dưới 65 cân. Co giãn thoải mái luôn này, các chị này em mặc size S còn được này. Đấy em mặc size S đi nhá. Em một mặc size màu. Màu nâu, ok chị Quyên Hoàng ạ. Nói chung là các chị cứ dưới 65 66 cân các chị cũng thoải mái cho em. Cái form này nó giãn mạnh thoải mái. Để chạm giãn mạnh thoải mái luôn ạ. Là 90 còn hàng không? Ok chưa, em qua mẫu luôn các chị này. Em qua mẫu nha. Tiếp theo mã này các chị comment em là đá 76 ạ. Đá 76 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. T3 hết trắng rồi. T3 hết trắng, bây giờ chỉ còn nâu thôi. Áo ơi, thay gì nha. Con này xinh. Mai ra đây mà lấy nào. Hay bao tiền em. Áo này bao nhiêu? Mặc được. Áo này là comment hộ em là đá 76 các chị nhá. Đá 76 cho em ạ. Em có 3 size MLX ạ. Em đang có 3 size là MLXL. Các chị yêu lên đơn hàng cho em là đá 76 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ. Đá 76 và kèm số điện thoại cho em. Các chị yêu mình chốt đơn hàng ạ. Đẹp nè các chị này. Đá 76 cho em. Mã này đá 76 ạ. 165.000 một áo các chị yêu nhá. 165 ạ. MLXL 3 size. Áo da cổ lông em còn chị Dương Thảo ơi. Chị Trần Liên có ạ. T3 màu đen. Còn đúng một chiếc các chị Xuân Mùa màu đen em còn cái mã T3 của size S ý. Mã này các chị comment cho là đá 76 như siêu nhá. Đá 76 165.000 đơn tối qua nhà em vẫn đang gọi chốt đơn chị ạ. Nó bị quá tải đơn nên chị thông cảm, chị đợi điện thoại của em với nhá. 100 mã chất lượng nhà mình còn hàng không? Còn. Đâu đây, em ơi đưa chị cái mã chất lượng này. Đây bạn ơi, đây. Đó. Rồi ok em lên lại mã chất lượng ạ. Chị Vân Vũ ok chốt đá 76 chị này. Chị Lê Bé ok em chốt đơn ạ. Mã này 165.000 đấy chị nhá. 165.000 đồng ạ. Em có đủ size MLX. Chị Tuyết Cao ok em chốt đơn ạ. Chị Lê Bé có ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Tôi em lên mã chất lượng luôn. Đang để đâu ấy? Tuyết Cao à, 65 cân. Chị Tưởng Huê ok em chốt đơn hàng ạ. Mã này là đá 76 kèm số điện thoại cho em ạ. 165.000 đồng ạ. 165.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng một kèm số điện thoại cho em. Xịn sò. Để chị ạ, xịn sò luôn ạ. 70 cân mã này không vừa chị ạ. Em chốt đến 45 cân có vừa size M cho em. 42, 43 cân đổ lên đến tầm khoảng 65 cân đổ về em chốt đơn. Chị Hồng Ngọc có đơn hàng ạ. Chị Vân Nguyễn Thị có đơn dồn này. Chị Trần Hạnh ok chốt đá 76 này các chị ơi. Các chị lên mã hàng cho em là chất lượng cộng số điện thoại cho em mẫu này các chị nhá. Đấy chị cái mã kháp lắp lông rồi em ơi. Đùa đâu ai lắp cái lông lông mũ này. Nhìn trông chán thật đi. Sẵn cái gì? Lấy cái khác lắp lông chị này. Không bao gồm phí ship chị ơi, phí ship riêng chị nhá. Phí ship là 30.000 một đơn. Phí ship là 30.000 một đơn. Các chị cứ lăn tăn cái tiền ship làm cái gì. Thế mình đã được mua rẻ giá tốt rồi thì mình cần gì cái tiền phí ship mà các chị hỏi miễn ship. Đây bây giờ ví dụ như em tăng cái áo giá áo này lên tầm khoảng 30.000, 50.000 một cái em miễn ship các chị thoải mái. Đấy các chị thích miễn ship như nào cũng được nhưng mà em có bán đắt đâu các chị. Em có bán giá cao đâu.
Đây, mẫu này mã chất lượng, hôm nay chị nào chưa đặt được thì comment lại luôn cho em. Mẫu này em hết hàng rồi các chị này, không có hàng về nữa siêu nhá. Mai không có hàng về bù nữa. Lên chuẩn cho em là chất lượng và kèm số điện thoại các chị chốt đơn. Em đang có là LXL2 size. Sau các chị từ khoảng là trên 40 cân đến tầm 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 cân đổ lên ạ, cho đến tầm khoảng 60 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Chuẩn cho em là chất lượng cộng số điện thoại các chị yêu nhá. Chị Thuận Buồm ạ, chị Trích Sung rồi ạ, chị Chi Minh rồi ạ, chị Bình Yên ơi đâu có đơn ạ. Chị Nguyễn Dung ok em chốt đơn. Mã này các chị comment em là mã chất lượng cộng số điện thoại ạ. Em đang có màu này em mặc là màu nâu tây yêu nhá. Còn áo lông không em mà em còn. Chị đang ngoài áo trong hay áo ngoài chị? Chất lượng màu nâu tây các chị này. Em đang hàng của em là hàng Quảng Châu. Em nói rõ trên like của em là chất kaki ướt. Được chưa? Chất kaki ướt. Chứ không phải là chất phao. Được chưa? Chất phao thì nó rẻ hơn. Đấy, chứ nhiều có em thấy có một chị đến nơi bảo chị tưởng là chất phao, chất kaki chị không lấy. Nhưng thực ra chị không biết là chất phao nó rẻ hơn. Chất kaki ướt đấy là hàng đắt chị này. Kaki ướt là hàng đắt hơn, em nhập giá cao hơn của hàng phao. Đấy, chất phao của nó kiểu nó phát ra cái tiếng kiểu kêu sột soạt ấy. Nhưng mà cái hàng này các chị này, nó mềm sụn như này luôn. Để chạy chất này thì còn chê được thì thực sự các chị là không biết là mua cái gì được luôn ấy. Chị nào đã nhận được cái áo chất lượng này cho em xin một cái phản hồi rồi. Chị yêu nào đã nhận được cái mã hàng chất lượng này cho em xin một cái feedback rồi. Em tặng các chị 399.000 đồng một áo. Được chưa? 399 cộng số điện thoại cho em. Em đã có màu nâu tây này. Tông màu thứ hai của em sẽ là tông màu đen ạ. Được chưa? Tông màu thứ hai tông màu đen. Cái lông này các chị tháo ra được các chị nhá. Lông này tháo ra được cho em ạ. Chất lượng 399 cộng số điện thoại ạ. Được chưa? Chất lượng 399 cộng số điện thoại cho em một con áo của hàng lót lông. Đỉnh cao đợi em một tí em lên. Em thử các chị xem màu nâu đậm các chị này, màu nâu kiểu nâu rêu. Nhưng em sẽ có hai kiểu lông các chị nhá. Một cái màu lông của nó là nâu, màu lông nhạt và hai là lông đậm. Sáu mươi lăm cân, mã này không vừa em chốt các chị tầm khoảng 60 cân đổ về thôi. 60 cân đổ về em chốt đơn nè. Đấy, chất lượng cho em ạ, tông màu nâu đậm đấy các chị này. Nâu đậm và cộng số điện thoại cho em ạ, 399 các chị yêu nhá. 399.000 đồng ạ. Mua áo gió 542 hôm nay lần đầu tiên nghe khó quá cô Loan ạ. Cô bán cho một lần được không? Hôm giả 230. Chị Đặng Vân này, nhà mình còn áo gió 54 không? Khổ quá, chị Đặng Vân không chốt được đơn này như nào? Cho em số điện thoại đi, để em xem là nhân viên sao mà không gọi được cho chị hay như nào. Rồi, vừa nhận được mã chất lượng đẹp, em cảm ơn chị luôn. Chất này của nó là chất kaki ướt, chất nó mềm chị ạ. Nó không phải chất thô cứng đâu. Chị Nguyễn Khôi rồi ạ, nâu đậm mã này, các chị comment cho em là gì nhỉ? Chất lượng cộng số điện thoại ạ. Em sẽ có là hai màu lông các chị nhá. Điều tra hai màu lông, một màu đậm, một màu nhạt. Cái này là ở bên Trung Quốc, cái nó đóng như nào thì em gửi cho các chị như thế. Đây nó có thể là cái lông mũ màu đậm này, có thể là lông mũ màu nhạt như này cho em. Được chưa? Chuẩn mã hàng cho em là chất lượng cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Đó, chất lượng và cộng số điện thoại cho em mình lên đơn hàng. Em có màu nâu đậm, em sẽ có hai cái màu lông các chị nhá. Có hai màu lông đấy ạ. Màu lông đậm cho em như này các chị ơi. Các chị nhìn hàng này, nó đẹp lắm luôn ấy, được chưa các chị yêu nhá. Cái hàng này có đúng là chuẩn ảnh mẫu luôn ấy. Cái màu lông này của nó là chuẩn ảnh mẫu luôn các chị này. 399.000 đồng một áo ạ. Chất lượng cộng số điện thoại cho em màu nâu đậm em đang mặc đây ạ. Đấy, nâu đậm em mặc có hai cái màu lông như này. Em thử các chị xem cái màu lông mũ đậm nhá các chị nhá. Đẹp nhưng chị không vừa. Giờ chị vừa cái nào chị lấy nhá. 58 phân cao 1m58 mà không vừa xa XL. Không biết được. Chị em 65 cân em còn mặc được. Nhưng mà chả hiểu sao. Chả hiểu 58 phân cao 1m58 chứ lại mặc được còn cộng không ra. Đây các chị này. Nó sẽ có hai cái kiểu lông. Đấy, đẳng cấp thì em còn vài cái thôi các chị ơi. Chất lượng cho em ạ, tông màu nâu đậm này các chị này. Nâu kiểu nâu rêu ấy. Đấy, màu nâu của nó kiểu màu nâu rêu các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chất lượng cộng số điện thoại cho em các chị lên đơn nhá. Form các chị tầm ở dưới 60 cân đổ về. Đấy, 399.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho em, lót lông của nó cực kỳ là ấm các chị ạ. Mấy hôm nữa mới rét. Các chị ạ, mấy hôm nữa mới rét. Hình như báo đêm nay lạnh rồi sao. Lông nó mềm sụn luôn như này các chị nhìn cho em ạ. Cái chất nó mềm các chị này. Cái cổ lông của nó cũng xinh các chị nhá. Bé băng nào mua quen các chị nhìn qua cái lông áo này, nhìn cho em cái lót lông bên trong của nó ấy. Nếu như hàng rẻ thì cái lông của nó hay bị vón cục lắm, nó không bao giờ được mềm mại như này đâu. Các chị nhá, 399.000 đồng một áo ạ, lên chuẩn mã hàng cho em một cộng số điện thoại ạ. Có cả màu trắng luôn các chị này. Em có cả tông màu trắng các chị nhá. Thì chạy có cả tông màu trắng luôn ạ. Đẹp lắm luôn các chị ơi, comment là chất lượng cho em màu trắng ạ. Trắng hoặc là trắng kem nhá. Trắng thì
trắng kem ạ. Chất lượng màu trắng kem và cộng số điện thoại ạ. Chất lượng cho em ạ, tông màu trắng kem và kèm số điện thoại cho em ạ. 399.000 ạ, em cảm ơn chị Tăng Lộc nhá. Còn mã đẳng cấp không ạ? Em còn hình như là còn sót mấy chiếc thôi chị ạ. Mã đẳng cấp là form nó sẽ to hơn. Đấy, cái mã này form dưới 60 cân. Còn mã đẳng cấp là form em có sang các chị tầm dưới 65 cân ấy. Còn mã này chỉ chốt cho các chị dưới 60 cân đổ về thôi. Chất lượng màu nâu cây chị Hạnh Lê nhá. Chất lượng cộng số điện thoại trên mạng 399.000 đồng. Thì chị có cả tông màu đen, chị yêu là chốt màu đen các chị lên đơn nhá. Chị nào thích màu đen các chị lên đơn nào. Em đang có 4 màu các chị nhá. Hồng thì em còn ít thôi. Hồng em còn sót mấy chiếc màu hồng như này các chị. Chị nào chốt màu hồng các chị lên đơn nào ạ, chất lượng cho em ạ. 62 cân mét 50 không vừa chị Mây Ngàn ơi. Chị mua áo trong, áo trong em mặc là mã bao nhiêu em ơi? 676. Mã áo trong em mặc 165.000. Mã đá 76 chị ơi. Áo trong em mặc là mã đá 76. Ghi lại với chị nhá. Chị comment là đá 76 cơ mà em. Khách hàng comment thế mà em cũng không ấy mãi cho chị. 165.000. Áo bên trong em mặc 165.000 ạ. Chị Vũ Dung ơi, áo bên trong em mặc là đá 6 à, đá 76. Đá 76 trên 165.000. Còn em mặc bên ngoài của nó là áo mã chất lượng ạ. Chất lượng cho em ạ, tông màu trắng các chị này. Chất lượng cho em màu trắng kem. Và chất lượng cho em màu hồng. Đấy, có cả hồng nhá. Nó vẫn đủ size đủ số các chị dưới 60 cân. Đủ size đủ số các chị mình dưới 60 cân. Lên đơn hàng cho em một cộng số điện thoại ạ. Chị Hằng Nga có này. Thế à, chị Nga Phạm lên lại số điện thoại cho em. Mới chắc bị sót đơn rồi chị ạ. Bị sót đơn hàng đấy ạ. Trắng kem size M. À size L là nhỏ nhất chị nhá. Mã này là đánh size L XL đấy. Đánh size L XL. Có màu hồng luôn ạ. 399.000 ạ. Áo bên trong em mặc là mã 6, đá 76 chữ 165.000. Đá 76 em mặc bên trong là 165.000. Còn áo khoác bên ngoài là mã chất lượng ạ. Chất lượng cho em ạ, tông màu hồng. Tháo được lông chị ơi, tháo được nhá. Chứ là có cái lông này trông nó xinh hơn mà chị. Chị Chiều Chiều ơi, tin nhắn kiểm bên nhân viên thì em sẽ có bàn zip tin nhắn riêng nhá. Đấy, chất lượng đây, em đang mặc đây mã chất lượng mà chị. Em đang mặc là mã chất lượng mà. Chị nào chốt cho em ạ, tông màu hồng một kèm số điện thoại ạ. Tông màu hồng một kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Thanh Thời có, chị Huyền Đỗ chốt đơn ạ. Mã này hôm trước em về là còn không có đủ hàng để chia cho khách. Đấy, mã này thì em về bây giờ cũng về chuyến cuối rồi, không có hàng nữa. Chân váy em mặc em hết hàng rồi chị Viên Chuyển ơi. Chị Phương Thúy rồi, ok em chốt ạ. Chị Dân Hoàng có đá 76 này. À, đẳng cấp thì em hết rồi chị ạ. Bây giờ là còn cái mã đỉnh cao. Đỉnh nhất hay đỉnh cao đơn vậy chị xem nào. Cái mã tối hộp ấy. Lâu còn lờ. Tối hộp đấy cơ mà. Đơn chưa hôm qua nhà em gọi chốt rồi mà chị Tơ Trần, chị Phạm Oanh Oanh ạ, chị Giang Hương chốt đơn lại mình cũng được gọi chốt của đơn ở chưa hôm qua thì hôm nay đặt lại cho em mới, nhà em không bị phí ship đâu chị ạ. Nhà em phí ship toàn quốc là 30.000. Đấy. Khác nhau của chị, mã nào cũng khác nhau hết chị ơi. Mã nào em lên đều khác nhau hết chứ nếu mà giống nhau thì em phải lên từng mẫu một làm gì hả chị? Chị Đinh Thảo có, ok cho chị Vân Vũ này. Các chị nhá, em có nâu nâu tây này, nâu đậm này, màu hồng này, màu trắng kem và tông màu đen. 5 bảng màu các chị nhá, có 5 màu luôn ạ. Chị Trần Điệp ok em chốt đơn hàng ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng kèm rồi gọi cho em mình có đơn nhá. Chị Bích Nguyễn ok chốt đơn ạ. À chị Bích Nga có, Bích Ngờ. Tiếp theo ạ. Mã này của nó là mã gì ạ? Đỉnh cao. Đỉnh cao ạ. Được chưa ạ? Đỉnh cao và kèm số điện thoại dòng này của nó sẽ là cúi hộp. Được chưa ạ? Mã này của nó sẽ là cúi hộp các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp nhức nách luôn. Được chưa ạ? Toàn bộ mã hàng đẹp nhức nách luôn ạ, hàng Quảng Châu các chị nhá. Mã này lên của em là đỉnh cao. Mã này là mã đỉnh cao ạ. Kèm số điện thoại cho em có hai size là size ML đúng không? Mã này có ML 2 size này. Được chưa ạ? Mã em có ML 2 size, lên cho em là đỉnh cao và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn nhá. Đấy, đỉnh cao và kèm số điện thoại cho em ạ. 399.000 đồng. Đúng rồi, mình được mua rẻ rồi mà chất nó đẹp rồi. Để chạm đẹp như ý mình rồi thì tiền phí ship là em chỉ thu tiền áo thôi. Còn phí ship đó là bên vận chuyển người ta thu hàng, thu tiền thôi. Đấy, ví dụ như em đến như các chị đi ra chợ, các chị mua, các chị cũng phải mất tiền đổ xăng đúng không ạ? Thì shipper người ta cũng thế thôi. Người ta cũng phải mất tiền xăng xe thì điện thoại. Đấy là cái bên vận chuyển là cái bên trung gian. Nên cái tiền phí ship là em phải trả cho cái bên vận chuyển ý. Đấy, áo này 58 cân có size vừa chị nhá. Dưới 60 cân em chốt đơn. 40 cân đến 60 cân ạ. Em đang mặc các chị mã đây là mã đỉnh cao cho em. Đỉnh cao cho em ạ, tông màu nâu đậm á chị này. Đỉnh cao cho em ạ, tông màu trắng kem. Đấy chị ạ, đỉnh cao màu trắng kem này. Đỉnh cao cho em ạ, tông màu đen ạ. Và đỉnh cao cho em ạ, tông màu nâu tây. Em đang có 4 màu ạ, 399.000 đồng ạ. Form các chị dưới 60 cân thôi, 65 cân không vừa nhá. 65 cân không vừa ạ. Lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em với ạ.
Ôi không có size 65 cân đâu chị ơi. Em có size các chị dưới 60 cân thôi. Chị Hoa Ngô có ạ. Mã này dáng dài như em có dáng dài của mẫu lộn xộn nữa chị ạ. Có mẫu lộn xộn dáng dài thôi. Các chị nhìn áo này. Con áo này các chị ơi, bất chấp thời tiết có lạnh mấy độ các chị mặc con này cũng sướng. Cái trạng thời tiết mấy độ mặc con này cũng sướng, mà dáng này là dáng ngắn như này, chị nào cao thấp mặc được hết. Cao thấp đều mà dễ mặc luôn ý. Chị Thơ Trần cho em số điện thoại với ạ. Mã này đỉnh cao cho em ạ. Hai size là size M với size L. Em mặc là nâu đậm các chị nhá. Nâu đậm này. Chị Vân Nguyễn Thị ạ, chị Nguyễn Huỳnh ạ, chị Hoa Song ạ, Ánh Tuyết có đơn ạ. Nốt chuyến này em hết hàng rồi. Đấy, có đặt được hàng ở đâu các chị ơi? Hàng này của nó là hàng Quảng Châu chứ bây giờ không đặt được hàng nữa. Đây là màu nâu tây cho em ạ. Đây màu nâu tây các chị nhá. Nâu tây cho em mã đỉnh cao và kèm số điện thoại, không có size S đâu chị ơi. Thường nó dành những cái size M đi lên. Đấy chị ạ, túi là túi hộp ạ, chị Thu Phương Lê nhá. À, chị mua chứ rồi ok rồi. Thế thời tiết mà chị ở Hà Giang mà mặc con áo này thì quá phê luôn chị ạ. Nó dày nó ấm lắm. Mà lót lông. Đấy, dày ấm mà lót lông cho em ạ. Mã hàng trên là đỉnh cao và kèm số điện thoại ạ. Đỉnh cao cho em ạ, tông màu nâu tây và kèm số điện thoại cho em. Chị Hương Bi rồi ạ, chốt. Đỉnh cao không có màu hồng đâu, cái mã chất lượng mới có màu hồng, còn đỉnh cao em nó có màu nâu tây này, màu nâu đậm các chị này, màu đen và tông màu trắng thôi. Mã đỉnh cao không có màu hồng chị nhá. Mã chất lượng nó có màu hồng và mã đỉnh cao em có 4 màu như này thôi. Tháo được lông ra. Đây chị này, tất cả nó đều tháo được lông ra mà. Nó là cài lông. Để chợ tất cả của nó là hàng cài lông cho em, lông rời nhá chị nhá. Đỉnh cao cộng số điện thoại cho em ạ, 399.000 đồng. 399.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đấy nó không có size to chị ạ. Nó làm sao các chị tầm ở dưới 60-61 cân đổ về thôi. Chị Tin Nhu rồi ok. Chị Ninh Thị Ninh ok. Chốt đơn lại chị Tuyên tới ạ. Mã đỉnh cao cộng số điện thoại cho em. Pha vàng ở sau lưng á. Pha vàng sau lưng của nó là hàng em xem 1 triệu chị ơi. Chị Nguyễn Mai có ạ. Chị Ngân Trần chốt mã nào lên số điện thoại cho em chị ơi. Chốt mã nào lên số điện thoại cho em với ạ. Đỉnh cao cộng số điện thoại ạ. Thái Trần comment cho em xin mã hàng với chị nhá. Chị đặt hàng mà rồi mà chưa nhận được. Chị Thanh Bùi cho em số điện thoại là kiểm tra đơn và cộng số điện thoại ạ. Màu đen mẫu chị đang mặc là cái nào? 62 cân tùy chiều cao chị ơi. Nói chung là người chị gọn gọn cao vẫn mặc được mã 62 cân mẫu này. Đấy chị Dương Thị Lanh ok chốt đơn hàng ạ. Đỉnh cao cho em màu này là màu trắng kem ấy chị nhá. Màu trắng kem. Đấy, đỉnh cao màu trắng kem cho em 399 ạ. Hàng của chị Cao Thị Ướt ạ. Chị Trâm Khâm Hà rồi ạ. Chị Nguyễn Thủy ạ. Chị Ma Thị Dinh ok chốt đơn hàng ạ. Thêm màu đen ạ. Nhớ cho em ạ, cái mã đỉnh cao là mã túi hộp. Còn mã chất lượng cho em là mã túi chéo. Có một cái có mũ, cái không có mũ. Có một cái có mũ, một cái không có mũ. Cái gì có mũ, không có mũ. Mã chất lượng là có mũ, cái này không có mũ đâu. À mã này đâu. Là không có mũ này. Còn cái mã này là có mũ. Cái mã chất lượng là có mũ nhá. Còn mã đỉnh cao nó sẽ là cổ như này thôi, không có mũ. Đó, chị nào thích mã nào các chị nhớ cho em xin cái mã hàng với số điện thoại. Sáng nay nhận được mã đỉnh đẹp cao. Đỉnh cao đẹp lắm, cảm ơn chị Hồng Thơm ạ. Khoác len đi em, được em tí em lên luôn khoác len đây. Lấy cho chị khoác len của mã Lộc em ơi. Trời ơi, chị nào đã nhận được cái mã Lộc 1 rồi cho em xin một cái phản hồi. Được chưa? Nhận được mã Lộc 1 cho em xin một cái phản hồi với. 62 cân của cái mã mà đẳng cấp ý. Thì nhà em đang còn sót có vài chiếc thôi. Hàng 1 triệu cái đằng sau em còn mấy cái nữa chị ạ. Chị Nguyễn Hồng Nhung lên số điện thoại chị ơi. Áo ở Việt Nam rẻ quá, chả ở Việt Nam mà mua. Các chị ở nước ngoài, các chị toàn nhờ người nhà mua hộ ấy. Xong là các chị người nhà gửi sang thôi. Chứ còn bây giờ dịch ở Việt Nam gửi hàng còn khó nữa là gửi sang nước ngoài chị ạ. Em thấy nhiều chị là ở bên ngoài các chị kêu là mua hàng bên đấy đắt lắm à. Em toàn thấy các chị mình mua xong là các chị mình gửi sang bên đấy thôi. Đấy, các chị xuất khẩu lao động ấy, ở Đài Loan rồi là Malaysia các kiểu là các chị toàn mua ở bên này xong là gửi sang bên đấy. Các chị đang bảo là mua ở bên đấy đắt lắm. Chất lượng là đồng giá hết. Chất lượng mới đỉnh cao là đều là 400.000 một cái. À, giờ em mới vào giá bao nhiêu chị ơi? 400. Áo em mặc bên người là đá 76. Đá 76 em đang bán là 165.000 chị nhá. Áo em mặc là 165.000. Đây chất lượng đây. Đâu em ơi. Chất lượng của nó là túi chéo và có mũ. Chị nhận được lộc một rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị. Đây các chị này. Đây mã chất lượng của nó sẽ là túi chéo các chị nhá và có mũ. Còn mã đỉnh cao của nó sẽ là không có mũ. Đây mặc lại áo có mũ các chị xem luôn này. Đây là mã chất lượng đây. Chất lượng nó sẽ là có mũ đội lên đầu đây này các chị này. Đấy chất lượng nó sẽ có mũ như này.
có mũ hết. Đó, chất lượng và kèm số điện thoại ạ. Đây, các chị này, thoải mái ấm luôn. Được chưa? Thoải mái ấm luôn, các chị em mình luôn nhá. Đấy, mã này mã chất lượng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất lượng kèm số điện thoại cho em ạ. Giá 400.000 một áo. Chị Phương Thị Phạm Mai, Phương Phạm Thị Phương Mai rồi ạ. Quần sóc nhung bao nhiêu ạ? À? Sóc nhung nhà em đang đang bán kiểu mẫu lẻ ấy chị ạ. Mẫu lẻ nó còn lộn xộn, em thì em dồn một mã luôn là 200.000 một cái. Áo này là 400 chị ơi, 400.000. Chị Nguyễn Mai Hồng ok, nâu đậm đây chị này. Nâu đậm nó sẽ có hai màu lông chị nhá. Nâu đậm có hai màu lông là một cái màu nhạt và cái màu lông đậm. Cái này là đóng từ bên bên Trung Quốc về rồi cho nên là em cũng cứ thế em đóng cho khách hàng thôi. Chứ bây giờ các chị bảo là em ơi chị chọn màu lông này, chị chọn màu lông kia là em sẽ không đổi được như thế. Bị điện bị chặt à? Ok chị ạ. Chị Hoa Hoa chốt đơn này, đây màu nâu đậm cho em. Kiểu màu nâu rêu, bên ngoài của nó kiểu màu nâu rêu rêu ý. Túi xuân có sâu không chị ơi? Thoải mái luôn chị này. Đây nhá, điện thoại của em này, em đút cho các chị xem. Túi nó rộng, nó thoải mái luôn các bác ơi đây. Túi rộng, túi sâu lắm chứ không phải túi luôn hờ hờ, túi nông đâu các chị nhìn này. Đấy chị ạ, túi rất sâu luôn ý. Chị sợ túi nông đúng không? Điện thoại em to nhá, em đựng thoải mái luôn cái túi này. Chứ không phải là túi kiểu là túi để trang trí đâu, túi sâu. Đấy, mã chất lượng cho em ạ, tông màu nâu và kèm số điện thoại ạ. Thoải mái luôn chị ạ, kể cả túi hộp này. Xong là đến túi chéo đều sâu, các chị đựng tiền nong điện thoại thoải mái, không bị rơi. Để cho các chị nhìn hàng này. Mã chất lượng nha chị yêu nhá, chất lượng của nó sẽ là có mũ và túi chéo. Còn mã đỉnh cao của nó sẽ là túi hộp và không có mũ. Các chị thích mẫu nào các chị lên mẫu đấy. Áo di lê em có. Chị đang mặc size gì? Em mặc size L, em cũng mặc size nhỏ nhất thôi. Mã nào có ML thì em mặc size M. Mã nào có LXL thì em mặc size L. Đó. Đây ví dụ như mã này em có LXL thì em mặc size L đây. Em đang mặc size L đấy các chị này. Trời ơi, bây giờ chọn màu lông thì nó ở trong cái túi chị ạ, nó ở bên túi. Em đưa chị hai cái túi của cái màu cái lông đấy cho chị xem cái. Em cho các chị xem luôn, cái này là nó đóng sẵn ở trong túi cho mình rồi ấy, cái lông cổ ấy. Nên là mình được cái nào, cái lông cổ màu nào thì mình lấy ngẫu nhiên màu đấy giúp em với. Chứ bây giờ em tìm như thế thì rất là khó. Em đang bảo nhân viên lấy cho các chị xem luôn, nó đóng sẵn ở trong túi cho mình luôn rồi ấy. Đóng từ bên kia về cho mình rồi. Cái anh Trung Quốc anh ấy làm chứ bây giờ có em có làm được cái lông cổ áo đâu. Đây nè, đóng sẵn cho mình như thế này rồi thì em cũng thế em gửi cho các chị thôi. Đây ví dụ nhá, đây chị ạ, cái lông cổ áo của nó này nó đóng sẵn ở trong túi cho mình như này rồi. Cho nên là bây giờ bỏ cái nọ cho cái kia vào thì em không làm được như thế. Đây các chị yêu nhìn cho em này, nó sẵn ở trong cái áo như thế này rồi. Đây ví dụ như cái này này, thế là mình được cái nào thì mình lấy cái đấy cho em nhá, cái màu lông ấy nó đẹp mà. Đây chị này, sẵn ở trong túi như này rồi thì em cứ thế em đóng đi em gửi cho khách thôi, chứ không phải em chọn cho các chị màu lông này màu lông kia đâu. Em chịu không lấy được. Chính ra nó mới là màu đậm mới là chính ra ấy. Đây này em cho các chị xem cái màu ảnh của nó đâu, cái điện thoại chị đâu rồi. Ôi, chị vừa cầm điện thoại đâu ấy nhỉ? À đây nghe vào túi áo nó sâu quá, đấy túi áo sâu quá, chả nhìn thấy điện thoại nghe chỗ nào. Em cho các chị xem cái màu ảnh của nó là màu thật của nó là tà thực ra của nó là màu nâu đậm đấy. Đây này, cái màu thật của nó là màu màu lông cổ nó đậm như này chị này, chứ không phải là em gửi nhầm cho các chị đâu. Cái màu thật của nó là như này nhá, ảnh từ bên Trung Quốc gửi về cho em là như này. Chị nhà xe Duy Quỳnh ơi, nhà em đang gọi chốt đơn, em thấy tên của chị rồi. Đó, cái màu thật của nó sẽ như thế này này. Cái lông cổ áo ấy. Đây. Nó có ảnh mẫu hết mà. Cái con này nhá, giặt nó càng giặt nó càng lì. Cái nào? À ừ, áo HG càng giặt càng lì. Đây này. Đây các chị thấy không ạ? Em zoom cho các chị rõ hơn nhá. Đây này, cái màu lông của nó này.
nó sẽ đậm như kiểu là em rơi cho các chị xem ý. Đấy, nó sẽ đậm như em rơi các chị xem luôn ý. Đầu tiên em cũng tưởng nhầm cơ nhưng mà không phải. Đây các chị nhìn này. Thấy không ạ? Đấy là bảng màu của nó luôn. Đó. Đây các chị nhìn kỹ cho em nhá, không lại lúc lại bảo em gửi nhầm cho các chị là chết ấy. Nó đóng sẵn ở trong túi như thế rồi. Đóng sẵn như thế rồi thì em cứ thế em đóng cho các chị thôi. Chứ không phải em nhặt ra em bỏ cái lông nọ và lông kia đâu. Rồi, mã G14 tiếp cho các chị luôn này. G13. À G13. Đó, G13 còn một cái. Rồi qua mẫu đi. Mã G13 em còn một cái luôn ạ, chị nào nhấc nốt không ạ? Tại vì hàng này em đợi mãi chả có hàng về. Mã em đợi mãi chả có hàng về luôn ấy. Màu nâu đậm cho em ạ. Mã này là G13 màu nâu tức siêu nhá. Cổ giáo rời mà chị, lắp lâu rồi. Các chị thích lắp vào thì các chị lắp, mà các chị không thích thì các chị bỏ ra. Đây, mỗi em còn một chiếc. Chị nào lấy nốt không? 550 ạ. 550 mã G13. Được chưa? 550 mã G13 màu nâu. Cái này bao nhiêu chị hỏi em không có hàng ạ. Em còn đúng một chiếc thôi, chị nào lấy nốt không ạ? 550. 550.000 ạ. Lên đơn hàng cho em là G13 màu nâu các chị nhá. G13 màu nâu và kèm số điện thoại cho em ạ. G13 màu nâu kèm số điện thoại cho em ạ. 550. Được chưa? 550. Còn đúng một chiếc thôi. Con nào lấy nốt không ạ? G13. Chị Tuyên cho em luôn số điện thoại chưa? Cho em luôn số điện thoại em gọi luôn nào. Không có gì ạ. Đấy. Em về luôn. Cứ lên hàng Pháp là cái mẫu này các chị chuyển khoản luôn nhá. Được chưa? Chuyển khoản luôn ạ. Chị Tuyên Nga không cho số điện thoại cho chị Thanh Phạm kìa em ơi. Huyền ơi ghi cho chị số của chị 58 cân vừa. Cho chị nào chốt trước luôn này, em ghi số điện thoại của chị cái. Đấy em đọc tên chị Tuyên Nga, chị không chốt thì em cho chị khác nhá. 0326 em ơi. Số chị Tuyên Nga là em đọc tên đầu tiên ý. 0326466 á. 836, các chị đang mua hơn 800 vào thị trường đấy. Em thấy người ta bán hơn 800 mà có chỗ bán hơn 1 triệu. Tuyên Nga. Chị biết rồi nhưng mà đây này còn mấy cái đây. Mã đây là G14 này. Đây nha, em còn mấy cái. Một cái màu be này. Một cái màu nâu tây các chị này. Được chưa? Và một cái màu nâu đậm. Ba chiếc ba màu. Rồi Tuyên Nga thì em đọc tên của chị rồi, ghi số điện thoại rồi, nghe máy luôn, Huyền gọi luôn cho chị nghe máy luôn đi. Chị Thanh Phạm là chị đặt sau. Em đọc tên chị Tuyên Nga trước nhưng mà chị chưa cho số điện thoại thì bây giờ đặt luôn mã này đi. Lấy mã này này, 600. 600.000 con này, mã này là G14. G14 cho em. G14 600 ạ. Em biết là toàn khách quen mà nhưng mà chị nào em bảo luôn là chị nào comment đặt trước em đọc tên trước là mình chốt. Cho chị mua chứ một cái nâu đậm này em ơi. Mua chứ nâu đậm. Mua chứ ở Hà Giang này. Ghi tên rồi nhá chị. 600 cho chị mua chứ này. Nâu đậm nhá chị nhá, nâu đậm đây. Con này là màu, nó là màu be. Cho chị mua chứ một cái này, nâu đậm này. Ba màu đều đẹp luôn đấy chị ơi, comment luôn màu đi để em chốt luôn, em ghi tên để em gọi điện luôn bây giờ đấy ạ. Những cái hãng hàng này còn ít thì em sẽ gọi trước nhá. Mã này của nó là màu be. Đấy chị ạ, màu be này, đây là nâu tây. Nâu tây nó sẽ sáng hơn màu nâu đậm một tí và đậm hơn màu be một tí. Đây chị ạ, màu này nâu tây cho em ạ, G14. Các chị comment luôn màu đi để em chốt luôn này. G14 là 600 các chị nhá. G14 màu trắng, màu này là màu be. Chị ơi không phải màu kem đâu, màu be đấy. Màu kem của nó kiểu gần như màu trắng ấy. Kiểu màu sữa sữa ấy. Chị Thanh Loan nhá, Thanh Loan chốt màu này nhá. Ok chưa, để em chốt nào. 0374 này em ơi. 0374 em thấy không? Em không vào đâu. 0374 544 628. Chị Nguyễn Hương chốt dự phòng luôn này. Đấy màu này của nâu tây nhá. Chị Nguyễn Hương này 0976 019 à đâu 501978. Chị nào chốt nâu tây này. Em mặc là màu be nhá các chị nhá. Đấy, em mặc là màu be. Có túi, thì chưa có túi, con này 600. Nâu tây cho chị Lê Thu Hà này. 0988 747078. Cho luôn một túi đi cho đỡ nhầm màu của khách này. Nó nhầm 78 à? Cho luôn một túi 747078. Cái hàng này con đấy nhỉ?
Cái màu trắng đang bị lỗi chưa? Trắng bị lỗi à? Trắng lỗi là cái gì đấy? Còn màu vàng bò đấy là màu be. Còn cái gì? Màu vàng đấy là màu be. Hết rồi, chị comment chậm hết rồi. Cái hàng em đặt hàng còn mãi không có ấy chị ạ? Mãi không có. Đây 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 đây. À đây khoác lên cho các chị luôn. Đây, cái này lắp về mà em. Cái kia kìa, ở ngoài kia mà. Đây này. Màu đỏ còn mỗi cái thôi. Mã này em đang sale 500 các chị này. Con này em sale 500. Cái mã này là G10 mấy? G15 đúng không? G16. Mã này là G16. Đúng không? Chuẩn bài đấy. G16 cho em mẫu này ạ. G16 và kèm số điện thoại cho em các chị nhé. G16 và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn màu vàng các chị này. Chị Xuân Bùi comment chậm hết rồi. Bây giờ mà em mà đọc tên cho chị khác, bây giờ em chốt cho chị em lại thành gọi là trẻ con. Các chị chửi em ấy. Có để chuyến sau nhé chị nhá. Để chuyến sau đi. Mã này là G16 cho em ạ. G16 kèm số điện thoại ạ. Đỏ còn một cái ạ. Màu vàng còn 5 cái. Mã này em sale 500 nha các chị yêu nhá. Mã này em sale nốt 500.000. Được chưa các chị ơi? 500. Mã hàng chưa là G16 kèm số điện thoại ạ. Được chưa? G16 ạ, lên thổ cẩm em còn. Thế thì tí em sang bên kia em bán lên thổ đẹp cho các chị luôn ạ. Đỏ còn một chiếc này. Em có nâu tây với vàng. Được chưa? Đây là màu nâu tây cho em ạ. Nâu tây với tông màu vàng các chị này. Mã hàng chưa là G16 và kèm số điện thoại cho em ạ. 500 các chị nhá. Mã này em sale nốt 500. Em đố các chị mua giá này ngoại trường luôn. Chưa? Hàng này của nó em nhận được sale. Em nhận được sale. Đâu đúng không? Chị ơi tầm khoảng là 62 cân đổ về các chị mặc đẹp. Tầm 62 cân đổ về các chị tầm khoảng là 44-45 cân đổ lên. Đấy, những cái dòng này các chị mặc trông khoác ngoài trông rất là sang luôn các chị ạ. Khoác ngoài trông còn sang. Mã này G16 cho em nhá. G16 lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Sao bên kia chị bảo nó lên thổ nhá. Bộ công ty hôm qua em còn chị ơi. Bộ công ty em còn à, chị Minh Anh là lấy màu đỏ à? Em thấy tên không? Em lấy tên không? Nhưng mà G16 này còn đúng một chiếc màu đỏ này. Phải không? Này em này. Chị Phượng Nguyễn chốt vàng này các chị ơi. Toàn bộ hàng đẹp luôn, em sale có 500.000 một cái. Hàng cao cấp chị nhá. Hàng cao cấp ạ. Chân chám em còn 2-3 chiếc. Chân chám em còn sót có 2 chiếc thôi. Thu Hiền đấy á. Thu Hiền 7575 đấy á. Đâu? Đỏ hết rồi, đỏ hết. Thu Hiền chốt cho chị đỏ chốt cho chị Thu Hiền thôi, 7575 phải không? Em ghi đi, chị cũng không biết được chị đọc tên ai rồi. Chị đọc Thu Hiền. Đây màu nâu tây này, nâu tây cũng xinh lắm ý các chị ơi. Để chị ạ, màu đẹp nhá. Các chị comment luôn cái màu đi, để xem còn màu nào thì em chốt luôn. Đỏ hết rồi nhá. Đỏ hết đấy chị nhá. Đây có màu nâu tây này các chị này. Nâu tây cho em. Con này các chị về mua diện tép rồi là đi chơi ngày lễ xinh lắm luôn ý. Mặc trông kiểu nó sang thì cái kiểu cách của nó trông nó sang ấy. Quý phái. Đấy chị ạ, xịn sò. Em có lướt qua một vài cái live stream ạ. Họ đang bán các chị hơn 800 đấy. Bán hơn 800.000. Bây giờ em tặng các chị nốt con này là 500 đấy các chị yêu. Chị Hà Huế chốt nâu này. Ờ, bao ngắn em có. Nâu nhà mình còn mấy cái em ơi. Nâu còn 3. Áo mặc trong là 165.000. Áo mặc trong là đá 76 là 165.000. Chị Dương Thị Linh Anh rồi chốt màu nâu tây này. Sao không ngắn á? Ôi để em tí. Các chị nào thích lên thổ để em một chút. Em lên luôn lên thổ bây giờ đấy ạ. Hỏi là cái số điện thoại đấy. Nếu mà chị chốt thì chuyển khoản luôn. Không phải để chốt cho các chị. Các chị xin cái mã lên VIP màu ghi ở bên kia cái. Hôm nào có G15 thì em bảo chị nhá. G15 thì mình là cái nào nhỉ? G15 cái còn thế. Đâu còn đâu. Còn một hai cái G15 đợi em tí. Chị Xuân Mùa đợi em tí nhá. Đây G16 ok chốt chị Hồng Huệ ạ. Đây. Màu trắng chất lượng nó bị lỗi chị ạ. Cái đấy bị lỗi rồi. Cái đấy em không bán nữa, nó bị lỗi em không bán nữa. Chị Nguyễn Lan ok chốt G16 màu nâu. G15 bây giờ em chỉ còn màu B thôi. À chị Minh Anh, Huyền ơi, Linh ơi, lúc nãy như chị đọc tên của chị Minh Anh rồi ý. Đúng không? Chị Minh Anh lấy màu đỏ của cái mã G16 ấy. Chị Bôn Bùi chốt nâu này, nâu của nó nâu tây chứ chị nhá. Nâu đẹp lắm, màu bên ngoài em thấy luôn, nó đẹp hơn màu trên line đấy. Chị Mai Trao cây chốt nâu này. Áo em mặc trong là mã đá 76. Chị Khâm và Khâm Hà cho em số điện thoại chị ơi.
GG15 đợi em tí, em chưa lên mã G15, các chị lại nhầm mã đấy. Sao chị đi em? Chị Thu Hiền ơi, chị lên số điện thoại nhá. Chị đặt mã nào, màu nào? Thu Hiền chị ý đuôi 7575 chị đặt đầu tiên mà. Chị không biết được. 08 bao nhiêu mà đuôi 7575 ấy. Chị lấy một G16 màu đỏ đấy. G16 màu đỏ em hết. Ghi chị đấy. Chị Kim Tuyết ơi, chị comment của em là G16 đi chị. Comment lâu tây thì em ngày lúc mà nhân viên chốt đơn thì em cũng không biết là chị đặt mã nào ấy. Chị Hằng Hà cho em xin mã hàng với số điện thoại nhá. Áo em mặc trong là 165.000 là mã đá 76 chị ạ. Đỏ em hết rồi. Đây đỏ mã G17 đấy. Thật ra những cái màu này nó dễ mặc các chị này. Những cái màu này trong màu tây dễ mặc, ai cũng mặc được. Em còn một con màu đỏ tươi của G17. Em cần phát phát cái này trông nó đẹp. Đấy. Mà đợt trước em mua đắt lắm, không rẻ như này đâu các chị ạ. Tại vì là em mua đợt trước em mua thử một cái để em mặc ấy, thì em mua giá cao lắm. Tại vì giá đợt này là giá em lấy số lượng ôm nhiều ấy thì được giá tốt hơn. Thế các chị mua ngoài vẫn là 8-900 một cái. Các chị mua ngoài vẫn là 8-900 một cái, tao bán giá cao lắm các chị ơi. Mà em đặt lại các chị có vài chục nghìn con áo lông thôi các chị nhá. Khẳng định luôn các chị, thoải mái các chị so sánh giá cả luôn ạ. Lên trên mẫu này em là G15 nhá các chị nhá. G15, ô con này chưa đắp lông em này. Còn 2B 1B. Còn 2B một cái màu vàng. Một cái màu vàng. Ôi này. Ôi vi diệu chưa này. Sao lại có hai cái lông ở trong một cái túi này em? Cái túi ở dưới kia có lông này. À cái này là cái tay lông. Cái là cái tay lông mà, đã lắp vào đâu? Cái này là phải lắp tay lông rồi đã. Thôi G15 em chưa lên vội nhá. Tôi chưa lắp tay. G16 có màu B. Có màu B, màu nâu tây ý chị. Có màu nâu tây ý. Giải quyết đơn hàng có gọi được mà. Chị gọi vào cái số 1183 ấy chị. Còn vào số 1183 đâu cái khoác màu vip đâu. Khoác vip màu ghi đâu. Em mời các chị uống cà phê nha. Mặc đồ đâu. Được chưa? Đây các chị này. Khoác vip đây các chị, đang mua hơn 800. Áo nào cũng đẹp quá. Em đấy các chị áo điệu điệu về các chị mặc Tết cho xinh. Và hôm nay được giá là giá mềm nhũn nhun luôn ý. Giá mềm nhũn luôn. Vậy các chị nhớ đấy ạ. Được chưa? Cái gì cần mềm thì vẫn cứ mềm. Được chưa? Cái gì cần mềm thì vẫn cứ mềm đấy các chị này. Với khi nào khoác các chị mua ngoài hơn 1 triệu. Đợt trước em là hơn 800.000. Được chưa? Đợt trước em là hơn 800.000 đồng một cái. Các chị lên mã này cho em là khoác VIP và cộng số điện thoại màu ghi các chị nhá. Khoác VIP cho em ạ, tông màu ghi. Khoác VIP cho em ạ, tông màu ghi và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Em ơi dọn cho chị cái bàn cho nó gọn gọn đi em. Huyền ơi, Huyền Giòi ơi. Dọn cho chị cái bàn này cái. Có gì đâu. Ra dọn cho chị cái bàn này cái. Cho nó bừa bộn quá thì mất. Bác này em chốt các chị từ khoảng là 46 cân đến 65 cân. Thì chị ạ, thoải mái từ 46 cân đến 65 cân. Những cái con cổ lông các chị mặc trông nó đẹp lắm các chị ạ. Đấy chưa? Cái lông này các chị tháo rồi được ra cho em nha. Nó là cài lông các chị này. Nó là cài lông. Lên chuẩn mã cho em là khoác VIP các chị yêu nhá. Khoác VIP và kèm số điện thoại ạ. 599.000 đồng ngày hôm nay. Đấy chưa? Em còn sót màu B là còn đúng một chiếc. Đấy chưa? Màu B này em còn đúng một chiếc các chị này. B còn một cái. Chị nào chốt đơn các chị lên đơn hàng chị nhìn chắc cho em này. Xịn đét luôn là mà khoác VIP cho em nhá. 599.000. Để cho em xả 599.000 đồng cho em ạ. Người đẹp ơi, áo đẹp quá chị lấy đi. Cái này em đang còn màu ghi với lại màu B. Ghi với B. Màu B cũng còn mỗi một cái thôi. Để trước em đang bán là 820. Bây giờ sale các chị là 600.000. Rẻ hơn 200.000 một cái so với giá nhà em nhá. Còn ngoại trường các chị rẻ hơn 400-500.000 một cái. Đấy. Màu ghi em đang mặc đây cũng xinh nhỉ, trông cũng sang. Để chạm màu này đẹp em lấy nhiều nhất luôn ý. Rồi khoác VIP các chị có lên đơn hàng cho em ạ. Khoác VIP và cộng số điện thoại từ 45-46 cân đến 65-66 cân đổ với em chốt đơn ạ. 65-66 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Đây các chị này, em còn sót một cọc như này. Để cho em còn sót một cọc như này các chị lên đơn cho em ạ. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Khoác VIP nhá các chị nhá, 600 ạ. Khoác VIP 600.000. Ghi ok, em còn có vài chiếc thôi, hết là hết luôn, không có hàng bù đâu. Đấy bây giờ mà em lấy hàng thì tự dưng em lại nhập cao hơn, lại bán rẻ đi thế này thì không được chị ơi. Bây giờ là còn cái gì em xả nốt cho nó gọn hàng thôi.
Tiếp theo các chị này, mã này các chị comment là mã lộc đi ạ. Lộc 1 và kèm số điện thoại ạ. Lộc 1 và kèm số điện thoại trên một con áo khoác len ép các chị nhá. Khoác len ép ạ. Thế thì em mới đắp cho chị G15 chưa? Em đang lắp lông đó chị ơi. Em đang lắp cái lông rồi đã. Cái G15 nó là tay của nó sẽ có lông ấy, thì em đang lắp cái lông rồi đã cho nhân viên lắp lông đã. Vâng, đúng rồi, chất đẹp. Em mã này lộc 1 cho em ạ. Phong VIP mà thấp thì mặc hơi xấu chị ạ. Thấp thì mặc không được đẹp đâu. Thế thì chị lấy, nếu mà người thấp thấp chị lấy cho em cái mã mà G10 mấy, G13, 14, 15, 16 gì đấy. Thì những cái mã đấy mà thấp thấp các chị cũng mặc được. Nhưng mà riêng cái mã mà phong VIP ấy, thì cái form ấy là form to hơn chị ạ. Rồi phong VIP em hết nhá. Mã này các chị comment là lộc 1 cho em và kèm số điện thoại ạ. Lộc 1 và cộng số điện thoại cho em ạ. Hàng 520 các chị này. Bây giờ cũng sale nó các chị là 350.000. Đấy chứ ạ, sập giá luôn các chị 350 ạ. Chuyến này em về luôn các chị là em về cứ tí nào hết đi đấy. Thì chị ạ, khách xỉ đóng cũng nhiều mã này ấy. Khoác lên ép ạ, bác nào đã nhận được cái mã lộc 1 này em rồi ấy, các chị vào cho em ạ, phản hồi thoải mái luôn. Các chị vào cho em xin phản hồi thoải mái. Các chị ơi nhớ cho em ạ, mã này của em là hàng loại 1 nha các chị nhá. Tại vì hàng thị trường em thấy có rất là nhiều loại rẻ hơn đấy. Nhưng mà chất ống mỏng lắm. Nhìn cái khóa của nó không được xịn luôn. Mã này các chị comment là em là lộc 1 ạ, lộc 1 cho em ạ, em xả luôn 350. Để cho em xả luôn 350, em hứa luôn ạ. Giá em ngày hôm nay em bán cho các chị. Đợt trước em nhập xỉ giá cao hơn nhiều. Để cho em nhập xỉ giá cao hơn nhiều luôn ý. Mã lộc 1 cho các chị chọn màu cho em nhá. Form em chốt đơn các chị tầm 62 cân đổ về, 40 cân đổ lên đến 62 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là lộc 1 cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. Đây là màu B cho em các chị yêu nhá. Màu B này, màu đỏ này, màu vàng và tông màu nâu. Em đang còn 4 màu ạ. Em đang còn 4 màu như này ạ. Lộc 1 và kèm số điện thoại ạ. Lộc 1 và kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Nhận hàng các chị kiểm tra cho em ạ. Sờ chất các chị này. Khoác lên ép nó cầm nó nặng tay luôn, chứ không phải là cái chất mà nó mỏng từ tèo đâu. Nó có loại rẻ hơn đấy các chị nhá. Nhưng mà các chị nhớ nhận hàng bóc hàng kiểm tra trước cho em rồi hãng thanh toán ạ. Em tặng các chị giá 350. Em bán cho các chị nhớ em. Được chưa? Em bán các chị nhận hàng các chị mặc cái áo này các chị nhớ em luôn, chứ không phải là bán ủi rồi con bé này bán cho cái áo mà 350 mà đắt lời ra mà nó mỏng tèo tèo thế này. Nhưng mà các chị ơi, áo này các chị đã mua bên ngoài của nó phải tầm là 650 một cái. Nhà em bán 520 nhưng bên ngoài trường các chị mua ít nhất phải tầm 650. Hàng khoác len nó sẽ không có size đâu chị ạ. Nó chỉ có form các chị tầm bao nhiêu cân thì form bao nhiêu cân. Form nhỏ hay form to thôi ạ. Đấy chị Thúy Phan đúng không ạ? Chất lượng đúng không? Nói chung là các chị mua một lần thì các chị sẽ nhớ em, chứ không phải mua một lần các chị sẽ mất dép đâu các chị nhá. Em cũng không còn nhiều ấy. Ở bên kia họ em ơi kiểm tra chị màu sắc và số lượng như nào ấy, còn như nào đấy. Cái này báo màu, mã lộc 1 thôi, còn màu gì nhiều đâu. À hôm qua em mua 3 cái mà chưa thấy gọi chốt đơn ạ. À. Đơn thì em hôm qua vẫn đang gọi chị ạ. Mã này thấp cũng mặc được. Thấp mặc được, cao mặc được. Các chị nhá. Mã hàng kia là thấp mặc được, cao mặc được cho em mẫu này ạ. Các chị có mày là lộc 1 cho em ạ, màu vàng. Em mặc là màu nâu tây các chị nhá. Màu nâu tây cho em ạ. Lộc 1 và cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. À. Em đang G16 rồi, em đang lắp lông đã chị ơi. Đợi em một tí. Đây màu vàng này. Hàng đẹp chất lượng cực kỳ. Nói chung là các chị mua một lần là các chị sẽ nhớ em. Đấy, lần sau lại tìm em để mua tiếp, chứ không phải là mua một lần rồi lần sau nhìn thấy con bé này tránh xa rồi đúng không ạ? Chị Bích Phượng ở trên số điện thoại với chị Nguyễn Thị Lý rồi, ok chỗ đơn ạ, 350. Chuyến này thì em sẽ về chuyến cuối và cắt mẫu luôn vì hàng này không có nữa. Thế bây giờ nhập hàng tự dưng mình nhập cao hơn, giá mình bán ra như này là em không nhập hàng nữa. Giá này bây giờ em đã xả rồi. Thế bây giờ xả có 350, bây giờ mình tự dưng mình nhập vào hơn 500 thì như thế đã không biết bán kiểu gì luôn ấy. Em đã xả, em cắt mẫu là em sẽ không có về hàng nữa. Rẻ nốt cho nó gọn. À, chị mua G13 của em rồi, đẹp lắm, giờ thấy mã đẹp like lại muốn mua, em cảm ơn chị nhá. Chị Vân Nguyễn Thị có ạ, chị Ngân Đinh ok, em chốt đơn hàng. Đỏ các chị này, đỏ của nó sẽ là tông màu kiểu đỏ cam ấy. Để chị ạ, đỏ đậm cho em không phải màu đỏ, kiểu là màu đỏ đỏ tươi chót chót đâu. Đấy, màu B cho em này, đây là màu B cho em các chị nhá. Lên đơn hàng cho em ạ. Cái này là có một cái chỉ thừa đấy em này. Cái này có một cái chỉ thừa, em lấy cái khác cho chị đi. Này, lấy chị cái khác em ơi. Cái này nó có một cái chỉ thừa đây này. Các chị tưởng rách. Lần đầu mua đẹp chị ủng hộ em hoài, em cảm ơn chị Kim Tuyết nhá. Mình mặc dài, áo len thổ mình phải mặc dài chị. Len thổ là phải mặc rộng rộng cho em một chút. Tại vì form của nó có len thổ cũng là form to chị nhá. Không ai mặc len thổ mà nó ôm sát vào người đâu. Tí em mặc len thổ các chị xem. Mình phải kết hợp với đồ ấy. Đấy, ví dụ như áo len thổ mình mặc kết hợp với lại chân váy hoặc quần sóc. Bây giờ các chị mặc chân mặc áo len thổ rộng xong mình mặc với lại cái quần ngủ này hoặc là cái quần baggy thì trông rất là xấu. Đấy, mình kết hợp đồ ấy thì nó mới hợp thì nó mới đẹp chị ạ.
Chị Nguyễn Loan ok em chúc đơn ạ. Em dơ sát màu gì? Dơ sát màu nâu chị xem à. Đây. Đây chị ơi, khoác len đây. Các chị lưu ý cho em nhá. Các chị nhìn rõ cho em này. Để chị nhìn đúng cái tem mác này các chị lấy này. Để chị, tại vì ngoại trường nhá, nó có loại rẻ hơn, nó không có tem như này. Tem này của nó là hàng hãng. Để chị len của hãng cho em. Đấy. Cái gì ạ? Lên len thổ đi em, đợi em một tí. Áo này mình nhận rồi đẹp lắm. Em bảo rồi chuyến này em cứ về bao nhiêu hàng là hết bấy nhiêu. Lộc một chị mua nhà Loan 450, chị đã mua 4 cái rồi, em cảm ơn chị ạ. Đợt đầu tiên của nó là 520. Đợt sau em giảm xuống 450, nhưng ngày hôm nay em tặng nốt các chị giá 350. Để cho em tặng nốt các chị giá 350, có cả màu B này. Có cả tông màu B cho em. Được chưa? Màu B đây ạ. Lộc một cho em nhá. Chị Phong Nguyễn em nhìn thấy chị ạ. Các chị ơi cứ lên đơn hàng em nhìn thấy hết chị ạ. 6-7 cân thì không vừa đâu chị ơi. Mã này 6-7 cân không vừa nhá. Nếu mà 6-7 cân thì chị chốt cái mã mà khoác VIP ấy, là em có sang các chị 6-6-6-7 cân đổ về. Ngồi chơi đồ hàng nhé. Rồi ạ, chị Nguyễn Thu Hiền này, chị Phạm Hoàng Hà Phương ạ. Cho mình áo đá 76, chị Trần Nhung cho em số điện thoại chị nhắc, em màu be ạ. Mình mua 3 sản phẩm đều rất đẹp và ưng. Giờ lại muốn mua thêm áo phong ngắn em ơi, phong ngắn à, đợi em một chút. Chị Nguyễn Dung ok, chút màu nâu đậm này. Nâu 70 cân cũng vừa chị ơi, 70 cân thì chị mặc nó bị ngắn. Hoặc là nó sẽ bị kích quá. Đấy, mặc cái tầm 63 cân là đổ về cho em là đẹp chị nhắc. Tầm 63 cân thôi, nhưng mà nâu 70 cân để em xem là có cái mẫu nào mà form to thì em báo sau chị nhá. Chị Bôn Bùi rồi ok, chút đơn hàng lộc một này. Có áo dài không em á? Cho em xin một mã khoác len mũ đi. Cho chị xin một mã khoác len mũ em ơi. À thì khoác chữ D vệ sinh nhỉ, hôm qua có mã chữ D về nhưng mà cái form lại nhỏ. Ok, có màu đỏ luôn này. Đỏ cho em nhá. Xoan nâu ok, chút lộc một màu vàng này. Phao ngắn à? Nhưng em có cả phao da này. Da lót lông này. Ôi họ một cô đồng ơi, em giờ chị chấm em mới nhớ ra đấy. Đấy nhắc khéo em, nhắc khéo. Mạnh dạn like phao Quảng Châu này. Ra đường làm gì? Ôi, ở nhà ngủ cho nó khỏeo. Lộc 1 ok chị Hoa. Có phong ngắn chị ạ. Áo này 350, em lên cả mũ. Có lại có mũ nữa nhá. Đâu có lại có mũ đâu em. Khoác lên mũ mà. Không chuẩn gì giỏi, ngồi lấy áo ngớt thôi. Chị nói từ lúc nãy giờ không sao lấy chị. Có cái áo ngớt sao được. Đâu? Áo sao ở bên kia có số lượng không mọi người ơi? Có bạn ơi. Màu đỏ. À mày màu đỏ hết. Áo nâu em mặc rồi. Đây bảng màu của nó đây. Đấy chứ ạ, màu vàng này, màu be này, màu nâu này và tông màu đỏ, em có 4 màu đó chị nhá. Vàng, be, nâu, đỏ và kèm số điện thoại cho em. Áo này là 350 chị ơi, 350. Chị Lộc, chị Ngân Hoàng có ạ. Em đợi chị lên quần 2 ngày hôm nay rồi ý. Em không biết là chị đang muốn đặt hỏi mẫu quần nào ấy, tại vì nhà em bây giờ quần nó chứ không còn đủ size nữa ấy. Nó cứ còn linh ta linh tinh chị ạ, nó lẻ size ấy. Đấy cho là cũng lười lên. Có áo len thổ dáng rộng không? Em có len thổ, nhưng em đa số là dáng rộng chứ không có len thổ dáng ôm ý. Áo len bao tiền? Khoác len là 350 chị ơi. Khoác len là 350, mã lộc 1 chị nhá. Lộc 1 đã đúng hôm mùng 1 em mới sale mã này. Chứ còn bình thường em vẫn đang bán các chị hơn 500 nghìn ý ạ. Hơn 500 tại vì giá này bây giờ em xả lỗ rồi. 6-7 cân thì không vừa chị ạ. 6-7 cân không vừa tại vì em tham em ôm nhiều quá. Đấy em tham em ôm nhiều. Cho nên là bây giờ mới chết cái mã này đấy các chị này. Mặc lại nâu đi. Đây chị ơi mặc lại màu nâu chị xem luôn. Bên này này em ơi, 165 nghìn. Chị đeo đồng hồ ngược mẹ ạ. Từ nãy giờ chị xem đồng hồ chứ cơ. Nhưng mà nó độ đẹp rồi hình. 2:30 rồi. 2:30 à? Chị bảo được. Bây giờ mấy giờ rồi? Cái áo giữ nhiệt nhà mình, cái mã cổ tròn thì mình còn hàng không? Áo mà quên cái mã cổ tim 002 ấy. Ở trong kia có cái thùng giữ nhiệt của nó là mã gì, còn nhiều không nhỉ? 820. Bạn bốc ở đây, bạn nhâm ở đây tôi gây kẻ. Áo đá 95 à?
Đây màu nâu đây chị nào, chúc màu nâu lên luôn nhá. Lộc 1 trên màu nâu tây ạ. À. Màu này nâu bên ơi. Ngoài màu đẹp lắm các chị ơi. Đảm bảo các chị là cái màu các chị nhận hàng không thất vọng một tí nào luôn ý. Đảm bảo nhận hàng các chị cái màu là không thất vọng một tí nào luôn ý. Áo là bằng bên trong là đá 76 chị ạ. À. K13, 1m52, 57 cân à. K13. 53 cái này này. Đợi đây em một tí ạ, 57 cân là một vừa chị nhá. Dạ vâng ạ. 63 cân vừa ạ. Tùy chiều cao chị ạ. 63 cân, 1m50 chị lố. 1m50 chị ạ. 58 vừa. Đây bộ này là K13. Khoác lên mũ nhá các chị nhá, khoác lên mũ cho em ạ. Màu be đang đây. Đây các chị này. Khách hàng thông tái nhìn cho em, tại vì là cái hàng len cao cấp bị thì cái mặt len nó rất là mượt, được chưa? Và cầm cái len nó nặng tay ạ, các chị nhá, cầm cái len nó nặng tay luôn ạ, các chị này. Cái hàng này bên ngoại trường nó sẽ có hàng rẻ hơn nhá, siêu nhá. Nhưng mà các chị, nó cũng các chị mà cảm thấy như em bán giá cao, thì các chị hãy mua thử một cái ngoại trường, các chị về so sánh với cái giá như em đang bán để xem là chất lượng nó có khác nhau một tí nào không, được chưa? Đây các chị này, mã này các chị comment cho là K13 cộng số điện thoại chị Xuân Mùa ấy, đợi em tí. Cái mạng đấy mà em mà lên là hết hàng luôn. Có đúng 3 chiếc thôi chị ạ. Các tình yêu lên cho em mã này là hôm qua nhận được lộc ai và len thổ đẹp, không tỉ vết, quá xuất sắc. Em cảm ơn chị ạ. À, có màu đen K13 không ạ? K13 em hết màu đen rồi. Em hết xanh đến xanh luôn chị ạ. Mẫu này em cho các chị tầm 62-63 cân đổ về nhá. K13 cách số điện thoại cho em ạ. Nâu đỏ vàng. Em còn nâu đỏ vàng 3 màu. Nâu bỏ đỏ vàng 3 màu các chị lên đơn hàng ạ. À. Em cũng tặng luôn các chị 350.000. Hàng 620.000 một áo. Bây giờ em cũng sẵn luôn các chị 350. Được chưa? 350.000 đồng ạ. À. Các chị yêu lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. À. Món này là K13 các chị nhá. K13 cộng số điện thoại cho em ạ. À. Nói chung là nói qua tùy từng form người các chị, người các chị nào kiểu người các chị gọn gọn ý thì các chị 65 cân vẫn mặc được. Sao chị em chưa? Chị Thu Phương Lê ạ. À. Tối có chị Ngân Hoàng ơi, tí tối xem tiếp cho chị nhá. À, lộc một ok chứ chị Trần Loan ạ. À. Áo đá em mặc bên trong là đá 76. Chị Trang Dung ok. Áo này em xả các chị 350 ạ. À. Xả các chị nốt là 350. Đây các chị này, khoác lên ép ạ. À. Khoác lên ép cho em có mũ yêu nhất. Vừa có túi lại vừa có mũ. Em bảo rồi các chị ơi, mẫu này em bán còn rẻ hơn cả giá sỉ. Đấy, vừa nhận được 8 mẫu hàng rất đẹp. Không còn gì để chê ạ. À. Em cảm ơn chị Hải Hồng nhá. Chị Tú Anh Nguyễn chốt đơn hàng, áo có cổ bên trong bao nhiêu? Áo có cổ bên trong là 165.000 chị yêu ơi, 165.000 ạ, đá 76 chị nhá. Đá 76 là 165.000 đồng ạ. Đấy, em nói chung là mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà bán hàng cho khách thì được khách khen. Xong là các chị phản hồi tốt là cảm thấy là nó đỡ mệt hơn bao nhiêu ấy. Đấy, các chị biết là nói mấy tiếng đồng hồ là cảm giác là nó rất là như kiểu cái cổ họng như mình nó rát nên kiểu bị xé ra luôn ấy. Xong là đứng lâu nó mỏi chân, nhưng mà cảm thấy là những lời động viên của các chị cảm thấy mình hết mệt luôn. Các chị ạ, cảm thấy hết mệt luôn. Đấy, khoác lên ép mẫu này là K13 cho em mặc màu nâu các chị này. Em mặc là tông màu nâu nhá. Tông màu thứ hai em lên là tông màu vàng. Mã K13 350 ạ. K13 trên là 350 một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng trên là K13 kèm số điện thoại ạ. Ở chốt buổi live trưa nay, cái live tối qua chốt nó là hết rồi, không còn. Hết cái gì em? Hết hàng rồi. Hết hàng ạ? Chị ơi, khoác len nó một size chị ạ. Nhưng mà nó kiểu là co giãn ý. Món này em bình thường là em chốt là khách hàng 63 cân vẫn thoải mái. Đấy, chốt khách hàng 63 cân thoải mái ạ. Tầm khoảng là 64-65 cân các chị, là tùy chiều cao các chị nữa. Còn bình thường là chốt tầm khoảng là an toàn là tầm 63 cân đổ về. Chị là Dương Thị Minh ok em chốt đơn ạ. Chị Lê Sinh ạ, Đặng Thị Tám chốt đơn hàng ạ. Chị Nhung My có ạ. Chị Hoan Phạm ok. Các chị ơi, màu vàng bên ngoài của nó sẽ làm tông màu kiểu vàng đậm nhá chị nhá. Vàng tôn da, không phải vàng chanh mà vàng nhạt đâu. Linh bao nhiêu cân em? Em 65 cân. Em 65 cân. Đây bạn này, bạn 65 cân này. Em 65 cân. 65 cân. 65 cân em comment bao nhiêu? Chị nào mà bảo hôm qua em chốt em đơn đơn chị bảo 58 cân chị không mặc được chật lắm thì em thấy vô lý quá. Em 65 cân này. Em còn vẫn thoải mái này. Em mặc bên trong một cái áo nó là rộng rộng chứ không phải áo ôm như chị Loan nhá. 65 cân, em 65 cân này. Ừ. 65 cân là em cao mét bao nhiêu? Em cao mét 65 mà em 65 cân em mặc vừa. Đúng không ạ? Thì bình thường em chỉ chốt đến 63 cân thôi, nhưng mà 65 cân là người các chị cao cao ấy, người các chị săn chắc một chút thì các chị vẫn là 65 cân mặc được ạ. Chị Phương Lê Thị Phương ok, chị Nguyễn Hồng chốt đơn này, chị Minh Tuấn ạ, chị Đồ Ăn Sáng chốt đơn hàng ạ. Đây tông màu đỏ em ơi, tông màu đỏ này cho em này. Nhiệt này còn số lượng như nào em? Đây còn nhiều.
em màu đỏ này. Còn mã khác bên kia thì mình có cái mã khác mới về em. Cái mã khác mà không mũ ấy. Cái mẫu đấy cũng đẹp từ trước về cũng không còn hàng mà bán. Em lên các chị một mã khoác len mà không có mũ nữa nhá. Cho tớ cái mã tri ân ý. Đấy, mã tri ân nhà mình về mới về thêm ý. Là còn hàng. Đẹp lắm này các chị này. Mã K13 các chị yêu. Chị Huế Vũ cho em số điện thoại với nhá. K13 cách số điện thoại cho em ạ. À, chị Yến gõ chờ phong ngắn lâu quá. Phong ngắn em còn ít thôi chị ơi. Chị ơi 70 cân thì không vừa đâu chị ạ. Cái bạn kia bạn ấy 65 cân nhưng mà bạn ấy cao mét 65 thì chị bạn ấy mặc vừa. Tại vì khoác len nó sẽ co giãn theo chiều cơ thể mình ý. Một cái áo K13 350.000, một cái áo 400, một áo 230, chiếc áo 100 tổng hợp cũng 210 lên. Chưa đổi đi hả? 57 ra. Dạ. Đổi ra bỏ. Áo khoác len hay là cái áo lên đấy, lên 230. Áo lên 230 thì bây giờ đổi đến mỗi 46 thì. Bây giờ mới theo dõi toàn áo đẹp, rất tiếc mình đã mua nhiều rồi. À thế à chị, thế thì cứ gọi là chia sẻ ủng hộ cho em, lúc nào cảm thấy ok lại mua tiếp đúng không ạ? Lúc nào ủa chị tí nữa thì đổ cốc cà phê này. Màu đen này, cảm ơn chị đen, Trang Dung nhá. Có màu đen, màu đen nữa bạn khác. Đây là K14 này. K14 em có màu đen. Đấy các chị thấy không ạ? Mẫu này các chị mua bên ngoài rất là đắt luôn đi. Có mẫu này là em xem nó thôi. Em 65 cân em mặc vừa, nhưng mà nói chung là các chị ý, nhiều khi các chị lại thích mặc rộng ấy, áo khoác len thì mặc rộng thùng thình quá lại xấu. Xem. Em bây giờ mẫu này có những cái màu gì? Ba màu đấy. Đây nhiệt hộp các chị này, nhiệt hộp cho em nhá. Tiếp theo một mã này các chị comment là nhiệt 820 ạ. Các chị ạ, nhiệt 820 và giữ nhiệt hộp cho em. Các chị yêu lên đơn hàng em thử các chị xem luôn cái mẫu này nhá. Để chị ạ giữ nhiệt hộp ạ. Đi ôm không? Đây màu này. Đây chị đặt vào đây cho. Họ gập cho nó đẹp cho mình, gập cho nó mình gập vào xong là nó cũng không được như ban đầu nhỉ. Sao họ gập nó đẹp thế mà mình gập vào trông nó cứ kiểu gì. Màu nâu, màu đen, ba màu như này. Mã các chị có này nhiệt 820 nhá. Nhiệt 820 phải mã các chị dưới 65 cân ạ. Phải mã các chị mình dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 45 cân thì 65 cân đổ về. 45 cân thì 65 cân đổ về. Các chị có này nhiệt 820 và kèm số điện thoại ạ. Nhiệt 820 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chân váy mặc em hết rồi. Em hết mã chân váy rồi. Ôi là cái mã tri ân ở bên kia là đấy. Cho đây. Màu đen là cái màu nhiều nhất là màu trắng có ít không lấy này. Lấy cho chị cái màu nâu của mã tri ân xong bên này đi em ơi. Cái này không lấy được chị. Sáng nay chút bẩm đi đơn rồi chị ơi, đi đơn khác thôi. Sáng nay chốt đơn thì em sẽ gọi, có nghĩa là có nhân viên gói hàng mà đi đơn luôn. Nhập đơn nào vào máy là đi đơn luôn chị ạ. Nhưng là bây giờ mà dồn đơn là không dồn được ý. Tại vì em sợ là hàng lên xe rồi. Đó, cho nên các chị đặt đơn khác nhá chị nhá. Dồn đơn đặt đơn khác cho em rồi. Đây các chị lên đây này, sẽ là mã tri ân và cộng số điện thoại ạ. Các chị để ý nhá, nhà em bán toàn hàng mắc này thôi. Của nó là hàng loại 1, cái trạng của nó là hàng loại 1. Các chị nhìn kỹ cho em với ạ. Các chị hỏi thoải mái những cái chỗ mà người ta bán hàng ấy. Xem hàng này của nó là hàng loại 1 hay hàng loại 2 ấy chị nhá. Đấy chứ ạ. Lên mã này cho em là tri ân và cộng số điện thoại ạ. Ok, mã nhiệt 820 thì mình hôm nay bán cho các chị nốt bao nhiêu tiền đây? Còn ít nhỉ? 150.000. Để chạm 150.000 đồng một áo. Các chị comment cho em là nhiệt 820 và cộng số điện thoại ạ. Dưới 65 cân đổ về ạ. Các chị này em đang có 3 màu ấy chị nhá. Màu em mặc là nâu. Tiếp theo màu này của nó sẫm màu xám các chị này. Màu xám cho em ạ. Cái chất nó đẹp nhá. Em cho các chị xem cái chất lượng của nó luôn này. Ôi trời ơi. Sao thế? Làm nhỉ? Nào đấy.
Đây các chị ơi, mã này cho em này. Cái lớp bên trong của nó nhá. Được chưa? Lớp bên trong của nó cho em này. Mã này là mã nhiệt 820 ạ, 150.000 chị ơi, 150.000. Những cái giá áo nhiệt này thì em bao giá các chị luôn rồi. Tại vì là tất cả những cái hàng em bán số lượng trên line, nên em đã phải so sánh và cân đối về giá cả luôn ạ. Lúc nào cũng rẻ hơn so với giá ngoài thị trường. Được chưa? Lúc nào cũng rẻ hơn so với giá ngoài thị trường luôn ạ. Mã này nhiệt 820 và cộng số điện thoại ạ. Màu này của nó sẽ là màu xám các chị nhá, và tông màu đen nữa ạ. Và tông màu đen ạ, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho là nhiệt 820 ạ. Chị ơi, 150 1m50 45 có mặc được không? Có mặc được chị ơi. Các chị mã này mã chị ân cho em ạ. Chị ân và cộng số điện thoại ạ. Chị ân và cộng số điện thoại chị, các chị tầm ở dưới 62 cân đổ về ạ. 40 cân đổ lên 62 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em xem các chị là cái này là chuyến sau em nhập đắt hơn đấy. Chuyến sau em nhập đắt hơn đấy ạ. Chốt giá nốt các chị nhá. 350.000. Được chưa? Em bảo rồi ạ, những cái chất này các chị mua các chị không phải suy nghĩ về cái chất lượng của nó ấy. Đấy, toàn bộ hàng trước hơn 600.000 đang bán, bây giờ sản lúc các chị là 350. Tại vì cái hàng này nó tắc biên nó về muộn đấy chị ơi. Hàng bị tắc biên về muộn thì em xả luôn ạ. Được chưa? 350.000 đồng các chị nhìn xem quần áo này. Mã hàng cho em là tri ân và kèm số điện thoại cho em. Đúng là em tri ân nốt các chị mã này 350 ạ. Để chạy chị ơi, các chị mã này 350, các chị nhìn hàng cho em ấy. Những cái dòng này các chị rất là dễ mặc luôn ạ, khoác len các chị yêu nhá. Để chạy có mũ à, có túi cho em, mẫu này có túi ạ. Đấy, chị ân và kèm số điện thoại. Các chị ơi, màu nâu này, màu vàng và tông màu đỏ ạ. Màu nâu, màu vàng, ở đâu? Màu nâu, màu be này. Màu nâu, màu be, màu đen. Đen còn mấy chiếc các chị nhắc, đen trắng như này. Để chạy chị ân và kèm số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng ạ. 350.000 một áo ạ. 350.000 ạ. Bên kia chị thấy còn mấy cái áo khoác gió gấu ấy. Đây các chị ơi, màu này là màu be cho em nhá. Chị Kim Tường cho em xin mã hàng với số điện thoại với. Chị Nguyễn Hương Lan rồi, ok chị em chốt đơn hàng ạ. Chị ân vào cộng số điện thoại cho em. Nâu này, màu be này với tông màu đỏ này. Và tông màu đen. Nâu be đỏ đen ạ. Nâu be đỏ đen đúng rồi, 4 màu. 4 màu cho em ạ, chị ân vào cộng số điện thoại. Em tặng các chị giá 350. Các chị không phải suy nghĩ về cái giá tiền với cái giá mà em sập giá các chị mã này rồi. Được chưa? Không phải suy nghĩ luôn. Chất của nó toàn bộ khoác len hàng cả hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Cái hàng loại 2 các chị nhìn các chị biết luôn. Tại vì là cái chất len nó rất là mỏng. Chị Lê Thắm Lê rồi ạ. Chị Cấn Thị Phương ok em chúc đơn ạ. Chị Hoa Thị rồi ok, chị Nguyễn Dung chúc đơn ạ. Các chị màu nâu tây này. Ánh Tuyết rồi ok chúc đơn hàng ạ. 350 ạ. Chị Ân và kèm số điện thoại trên màu nâu tây ạ. Đấy, chị ăn trên màu nâu tây các chị yêu nhá. Pha rất xinh luôn ạ. Chị Huyền Nguyễn này, dồn đơn 76 này. Chị Trần Quý có ạ, chị Nhung Hoàng ok chút màu nâu các chị ơi. 350 ạ, chị ân và kèm số điện thoại cho em ạ. 350.000 ạ. Chúc chúc các thật dạy phở khi tin vào các ông bán số. Sao sao hôm nay cứ tối tối em ơi, kéo cao cái cửa lên cái. À ơi, em đẩy cái cửa sổ tâm hồn của chị Loan lên luôn chị cái. Thời tiết hôm nay nó cứ âm u thế nào ấy nhỉ? Mưa mai lạnh. Mai lạnh á? Ừ. Rồi, trời sắp tuyết. Trời sắp vào tuyết á. Chắc là tuyết chỉ rơi ở nhà ở Huyền thôi. Rồi ok chị Tứ Anh nhá. 6-7 cân cũng vừa đâu chị yêu ơi. Màu đen trắng này em còn sót 3-4 chiếc thôi. Tại vì hàng này không về được nữa ấy. Bây giờ mà đặt sau là giá cao hơn rồi chị ạ. Bây giờ đặt sau giá nó cao hơn. Các chị nhìn cái màu nâu tây của nó này, trông rất là sang. Áo nhiệt em mặc là 150. Nhiệt em mặc là mà nhiệt 820 chị nhá. Nhiệt 820 là 150.000 ạ. Chị Nhàng Nghỉ Huyền Trâm có ạ. Chị ăn màu be cái chị lượt này. 65 cân mét 63 có vừa chị ơi. 65 cân mét 63 có vừa thoải mái cho em. Đây màu đen trắng này. Màu em gọi màu đen đấy chị nhá. Bây giờ có ai tìm được tớ cái quần bò loe không nhỉ? Quên ơi, em còn chưa nhìn thấy cái quần bè là quần chị có mà hôm nay chị phân mẫu chị nhìn thấy mà. Quên ơi, đây các chị này, đây là màu đen trắng. Chị Mai Nguyễn rồi ok chị em chúc đơn hàng ạ. Đen trắng và kèm số điện thoại trên mẫu này là chị ân những chị yêu nhất. Màu đen trắng này và màu be nữa, đây màu be đây, màu be cho em ạ. Cầm cái áo đấy các chị này, rất là nặng luôn ạ. Đấy, chất len của nó len ép nhá các chị nhá. Nó mịn này, nó dày dặn và nó đầm tay luôn ạ. Chi ân và kèm số điện thoại ạ. Nâu tây 66 cân 1m58 à. Em vừa không? 66 cân 1m58. Cái form này là dáng khô khô khô. Mặc đồ nó cũng dễ mặc này. Nói chung là nâu chi ân ok chị sen đi ân này.
Chị Tuyết Cao kem chốt đơn ạ. Chị Thanh Loan chốt đơn ạ. Hả? Mình đặt nó đẹp như thế này cơ mà. Cái nhiệt chữ nhà mình hết rồi đó. Còn mấy cái ở cái túi đen đen ấy. Ôi trời ơi, chứ giờ chị mùa xuân đây đợi em từ nãy giờ á. Áo lông. Em quên mất đấy. Ủa, cứ mải mê theo cái mẫu này. Còn mấy cái đúng không? Ba cái. Còn ba cái mã G15 đây. Cái này còn hai. G15 em còn ba cái. Rồi ok, đổi chị Chiên lên đen trắng này. Chị An Thanh An Hoa chút đơn ạ. Ơi. Ui giời. Cái kiểu ở đâu ra vậy? Kiểu bố hay. Đi đâu? Cà rốt. Kiểu cà rốt á. Chị Tầm thằng Tư Chớ. Mẹ đang mươi không dài với chị ạ. Tình nó bo gấu. Để chặn nó cái bo, có cái phần bo rồi chị này. Mà không bị dài đâu ạ. Chị Nguyễn Đảm ok chỗ đen trắng này. Đây là màu B cho chị nhá. Đây là màu B trắng cho em. À B đen. B pha bì đen ạ. Đấy màu B pha bì đen cho em ạ. Mã chị Ân cho em màu B đen. Cộng số điện thoại em tặng các chị giá 350. Hàng 620, 650 là trước các chị yêu nhá. Bây giờ em xả các chị một nửa tiền luôn ý. Giờ các chị mua sau các chị đang là một cái lợi thế. Đấy mình được mua rẻ hơn một nửa tiền ạ. Nhiệt 8 hay không chị Nguyễn Hằng trên số điện thoại. Chị xem nhân rồi ok chúc đôi nàng này. Chị Mùa Xuân ơi, nhanh tay nhá. Em còn chưa lắp Huyền ơi. Chưa lắp hết thì Huyền ơi là Huyền. Ê, tớ mới lắp được con màu vàng đi nhá. Làm việc có tâm quá cơ ấy. Đi đâu lắp vừa rồi nhá. Thế đứa nào lắp cái này? Ai từ hai đất này? Kiếp, giọng nó cái thế này nhỉ? Hiền à? Mới được. Móng tay thì không có. Đây, móng tay thì có, chị lắp phát được luôn, móng mày lắp mãi cũng được vậy. Bây giờ đây. Là em sai, chị sai để chị xin lỗi em. Này, chị biết đây một tay đâu. Bộ tay cái dây Huyền đây, còn mấy cái này đây? Hai cái, cái này màu này thì còn hai này, màu này còn hai cái á. Đâu mã này là mã G15 đúng không? Mã này cho em là G15 chị ơi. Em G15 nhá, em xả 500.000 một cái. Đấy. Em còn hai cái màu be đấy chị này. Để chặn hai cái màu be cho em ạ, một cái màu vàng. Còn hai cái màu be, một cái màu vàng, các chị comment là G15 cho em màu be. G15 màu B và G15 cho em màu vàng. Cộng số điện thoại cho em. Em xả nốt 500.000. Để cho em xả nốt 500.000 ạ. Bộ công ty mình loạn rắc. Bộ cực tay tan thật. Ôi thật sợ mày rồi. Nó phong, nó phong phú nó vậy. Bà tại sao lại có màu xám màu xanh. Thì giỏi thật ý Huyền ạ. Màu vàng của chị Ngô Trúc này. Cô chung comment này. Ôi chết rồi, em nhầm. Ôi con này 600 mà. Em nhầm nhá, các chị ơi 600. Thôi xin phép các chị em nhầm mẫu này đấy, 600.000. Trời ơi xả có 600.000, bây giờ em nói nhầm là 500 các chị này. Thế có chết người không chứ. Con này 600 chị ơi, 600 em nhầm nhá, chị nào ok chốt này. 600.000 mà em nói nhầm là 500. Đấy là còn 3 cái là em xả 600 đấy, hôm trước của nó hơn 800.000 các chị đang mua đấy. 600 chị ơi, 600.000. G15 600 các chị comment luôn của em là G15 600.000 của em với. Chị Ngô Trúc ơi 600 chị có ok không này? Còn hẳn 3 chiếc luôn ý. 600.000 chị yêu ơi. Đấy, chị nào ok đồng ý thì chốt này, các chị comment hẳn luôn cho em với. G15 cho em ạ, 600. Em đang còn hai cái màu B này, B của nó B đậm gần sang màu nâu tây, các em gọi màu này màu B nhá. Để chạm màu B. Và màu vàng em còn một cái. Em sale 600 ạ. Các chị comment của em là G15 cho chị Ngôi Trúc em ơi. Chị ok luôn này. Màu gì đấy? Màu vàng. Ok. Màu này đây các chị đây. Màu này em gọi là màu B nhá các chị nhá. Màu B đi. Màu B cho em ạ. Em còn hai cái ạ. Còn hai cái ạ. G15 cho em màu B. Chị là Xuân Bùa. Hỏi mẫu này chị có lấy không này? Không, lúc em chốt cho người khác lại trách. Chị Hoa này. Đang xem mà chạy xuống chơi với em. Ngôi Trúc em ghi số điện thoại em ơi, 0934 438099, thấy chưa? Rồi ok chị ạ. Đây các chị nhá, em còn hai cái màu vàng hết rồi, chị comment chậm nhá, hết rồi. Chị ơi, màu B này cũng xinh này, màu B này em lấy nhiều hơn ý. Màu B em còn đúng 2 chiếc.
chạy màu đen còn 2 chiếc ấy. Hôm nay là G15 cộng số điện thoại ạ. Chạy G15 và cộng số điện thoại cho em cái này lắp, cái tay của nó lắp vào này. Màu B, màu vàng em hết nhá các chị nhá. Màu vàng đừng chốt, hết hàng rồi. G15 màu B và cộng số điện thoại ạ. G15 màu B và cộng số điện thoại cho em ạ. 600 chị ơi, 600. Của chị ấy luôn, của chị gì chốt rồi, chị thì comment trước rồi. Em hỏi chị chả thấy chị đâu. Để xem là chị em đọc tên mà không nghe máy thì em chốt cho chị nhá. Vì em đã đọc tên chị nào ở trên live là em chốt đơn đấy. Màu vàng. Thoải mái dưới 65 cân cho em. Thế chứ, thoải mái các chị dưới 65 cân em chút ơn ạ. Chị nào chút màu B, em còn 2 chiếc thôi. Thế chị nào em còn đúng 2 chiếc màu B, chị nào chút comment cho em là G15 màu B siêu nhá. G15 màu B và cộng số điện thoại ạ. Cái này màu trắng lại còn như mờ. Cái màu trắng lại còn như xanh mờ. Lờ nâu. Chị Ngô Trúc bên em gọi điện chốt đơn nhưng mà máy chị bận. Chị Ngô Trúc gọi điện chốt đơn mà máy bận nhá. Thì chốt cho chị Xuân Mùa nhá. Chốt Xuân Mùa luôn ạ. Chị Ngô Trúc gọi điện máy bận nhá. Để em báo luôn trên live đấy. À trong người bên trong là mặc 150 chị ơi. Đây rồi, lại gọi cho rồi. Rồi chuyển khoản đấy. Mày số em bỏ tí nào vậy? Tám sáu à, chị ngày mai cho em xin số điện thoại em xử lý đơn cho. Nào quần bộ ống lê đâu, cái mã nào mọi người có tìm thấy không? Ai tìm đâu? Không, không ai tìm cho em à? Quần bộ ống lê. Áo nhiệt hàng HG các chị này, nhiệt hàng HG cho em ạ. Mã này các bác lên cho em là mã gì nhỉ? Em ơi, hôm nay lên mã bao nhiêu là mã này là mã gì đây nhỉ? Lúc nãy là mã nhiệt đi. T3 rồi, bây giờ là T4. Mã này T4, đúng không? Có ai tới chỗ này duyên đấy. Em mua khoảng 5 rồi rồi. Mọi người ơi, ra bới đồ chốt đơn thì để gọn gọn hộ cái nhá. Ok, chị Bảo Linh nhá, bộ B3 450. Đúng rồi, bộ B3 450. Bảo Linh ở co mã. G15 là 600.000 chứ không phải G15 và 600. Rồi đó là 600.000, em còn màu B thôi. Em còn màu B chị ạ. Ok chị ngày mai nhá. À, em ơi xử lý cho chị cái chị ngày mai này xem là đơn nào của chị vấn đề gì này. Bấm luôn số này, bấm số online đi. 0982570950. 0982570950. Em đảm bảo với chị là vừa tại mà chị gửi đâu chưa? Vâng. Vừa. Hiện nay lên 12 ạ. Em có gọi cho chị đấy nhưng mà chị không nghe máy. Chị mở đây là cuộc gọi ra, em có gọi cho số chị nhưng mà chị không nghe máy, đơn đổi nhé, em gọi hết. Đây là sữa nhiệt HG các chị nhá, chất cốt tông. Mã này các chị comment cho em là T4 nhá. T4 màu trắng em còn size M. Size M chốt các chị tầm 50 à. 50 cân đến tầm 57, 58 cân đổ về. 50 cân đến 57, 58 cân đổ về. Màu nâu thì em đang còn size L các chị này. À, nâu còn size L ạ. Nâu có size L các chị dưới 65 cân cho em ạ. Màu trắng em còn size M nhá. Và màu đen em đang còn size
Để em xem màu đen của size gì đã. Mẫu này các chị có phải là T4 á. T4 là diện nhiệt của hàng HG. Để chạm nhiệt hàng HG luôn ạ. Đen còn S này. À nâu có phải S này. Nâu, à nâu hình như vẫn còn SML ạ. Các chị chọn trên để xay vừa nhá. Ok chị chỉ để xử lý đơn hàng. Gọi chị xử lý đơn xem là cái đơn hàng của chị bị làm sao. Mã này các chị comment là em là T4 ạ, 169.000 ạ, 169 trên màu nâu này, màu trắng với tông màu đen. Nâu trắng đen ạ, lên đơn hàng một kèm tối điện thoại cho em một con áo giữ nhiệt ạ. Áo giữ nhiệt cho em hàng Happy chị nhá, 169.000 đồng ạ, 169 cộng tối điện thoại cho em mã này ạ. 169 kèm tối điện thoại cho em mã này ạ, hàng HG các chị này. Các chị em mình lên đơn hàng cho em ạ. Nhiệt hàng HG luôn ạ, 169.000 ạ, màu nâu này, màu trắng và tông màu đen ạ. Phát chữ D em có đây, lên luôn chữ D chị nhá. Rồi, qua mã này cho chị em ơi. Mã này có size các chị dưới 65 cân nhá. Màu trắng thì có size các chị dưới 58-60 cân thôi. XML. Đây khoác chữ D đây các chị. Đây nó men về được đủ 5 màu luôn. Đây khoác chữ D đây chị Nga Đặng nhá. Lên chị là khoác chữ D và kèm tối bên ngoài ạ. Về đủ màu luôn các chị. Thì chị ạ, về đủ màu luôn ạ. Đấy hôm nay mới đủ chứ hôm trước các chị đang, các chị hỏi mỗi ngày đang hết này. Thì hôm nay về được đủ. Về được đủ và giá. Giá thì em vẫn bán giá hạ cho các chị như đợt trước. Đấy, vẫn bán giá hạ ạ. Rồi 14 em hết hàng rồi chị ơi. Mã này lên cho em là khoác chữ D và kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt mẫu này các chị tầm 57 cân đổ về chị yêu nhá. 40 cân đến 57 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em nó có màu nâu cây đấy chị này. Màu be ạ. Chị chị ạ, màu be cho em này. Màu vàng này. Màu đỏ này. Để chị ạ, và tông màu đen ạ. Và tông màu đen. Tại vì là cái cổ da thì lúc nào để khoác túi nó cũng thế mà. Đây các chị yêu nhá. Mã này các chị comment là khoác chữ D cho em ạ. Em xả các chị 350.000. Để chị ạ, 350.000. Mã này em về nốt các chị và kỷ niệm luôn các chị giá 350 nốt. Cho các chị luôn. Nhật là Nhật HG T4. Áo có cổ bên trong có cộc tay không em à? Có chị ơi. À, khoác lông đi, bạn khoác lông của mã nào nhỉ? Có tí lên xem bên kia, lên len thổ em ơi. Xem bên kia em bán len thổ nhá. Thôi ở lên chữ D, chị có lấy cái len chữ D để các chị lên đơn nhá. Em xem bên kia em bán len thổ luôn ạ. Em di chuyển chị cây lai cho bên kia đi. Cảm ơn chị cái bóng điện sang bên kia cái em ơi. Cầm đi để em cầm dụng cụ mình. Chị lấy cái áo đã. Áo hay dây ở đâu à? Dây để ở đấy. Ở đâu? Giáo sư nó xuống gầm rồi. Sao bên này bắn áo thổ nhá, áo bên trong á. Khoác chữ D màu đen, ok chị Xuân Mai. Khoác chữ D em có đủ màu ấy ạ. Bác nào thích len thổ đấy em một tí em nên len thổ luôn ạ. Để xem còn bao nhiêu phần trăm. Thoải mái 100% pi. Cái cây lai ở bên kia có để bên đấy không? Bên kia có để cây bên kia không? Hả? Em sang bên này em bắn len thổ nhá các chị nhá. Ôi. Mời bác quà. Tinh rồi. Tinh rồi à? Ờ.
lên thổ phong to và phong nhỏ các chị ơi. Thổ này là hàng cao cấp nha các chị ơi, thì nàng cho em này xịn đét luôn ạ. Vét của em bán chị ơi, lên áo lên ép mã nào nhỉ? Mã chữ D là nhỏ nhất chị ạ. Loan ơi, Loan ơi em chặn chị đi, không tốn tiền quá. Đây các chị này, thổ xịn nha các chị nhá, thổ xịn cho em. Lên mã xin. Mã này là mã thổ bao nhiêu em? Thôi lên cho chị mã thổ, thổ chín đi, bắt đầu từ thổ chín đi. Tại vì là mình chưa lên mã như thế đâu. Mã này em còn sót mấy, có mấy chiếc thôi. Cái chặn hàng màu tảng các chị này. Hả? Lại bảo lên cho chị lên cho màu cổ. Hôm nay nơi các chị bảo nhà màu thôi. Đây có hai màu mà. Hai màu đấy bà nội ơi. Màu này là màu bốn than đi. Màu này em gọi là màu than. Không phải đâu. Mày không phải. Chị không phải ấy. Mày trá gì với chị nào. Nó có một cái tí màu vàng nữa cho chị ạ. Cãi à? Chị cãi không? Mã này là thổ 9 nhá chị ơi. Con này em là thổ 9 nhá, hàng 480 các chị ơi. Được chưa ạ? Áo thổ mình mặc rộng rộng thêm một chút. Đấy các chị này, em chốt đơn các chị từ 45 cân đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 mà em sell các chị 299.000 đồng. Được chưa ạ? 299.000 đồng các chị lên đơn hàng xem là thổ 9 và kèm số điện thoại ạ. Thổ 9 và kèm số các chị chất lên thổ này. Được chưa ạ? Chất lên thổ hàng loại 1 luôn nhá. Bây giờ bán rẻ hơn cả xỉ luôn ạ. Rẻ hơn cả xỉ luôn ạ. Thổ 9 cộng số điện thoại ạ. Bốt em đi không cậu bán chị ơi. Mãi thổ 9 cho em 299.000 ạ. 299 ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại trên mẫu này ạ. Rất là xinh luôn mà chị Kiều nhá. 299 ạ. Đẹp mà chị ơi, hàng này hàng cao cấp mà các chị đang mua bên ngoài 480-500 đấy. Bây giờ em xả luôn 299 tại vì em còn sót một ít thôi. Mã này bên này của nó là mã lẻ một chút chị Kiều nhá. Mã lẻ ạ. Các chị ơi em tặng các chị bốt là 299.000. Các chị Kiều lên mã hàng trên là thổ 9 ạ. Thế nhưng có mũ em có, khoác lên áo khoác lên cổ. Cổ bẻ hay cổ bé à chị? Có mang cái điện thoại trong bên này không nhỉ? Rồi thổ 9 này, chị nào nhanh tay mình có đôi. Để cho em tặng các chị giá 299 ạ, 45 đến 65 cân nhé chị yêu nhá. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đấy, 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng, các chị lên đơn hàng chứ là thổ 9 và kèm số điện thoại ạ. Chị Tâm Đoàn Trần có này, Hồng Nguyễn có đơn, chị ơi một form như này thôi. Có form nhỏ hơn chị ạ, có form nhỏ hơn nhưng của nó là hàng len S. Đẹp này. Các chị ơi cái màu nó, hàng chưa đắt cho em còn không nhập được hàng, bây giờ em bị sale thôi. Thổ 9. Này còn mấy cái? 299. Thổ 9 299 cộng số điện thoại cho em. Có mã nhỏ hơn này, có mã nhỏ hơn của nó là len F. Len F của hàng Cai Cai chị nhá. Len F của hàng Cai Cai. Mai thổ 9 ạ. Cái này sản phẩm của bạn nào để đây đây? Em nhặt ở dưới đất này. Chị Nguyễn đưa một cái này. Màu đẹp như này các chị ơi, vợt luôn, sale cho em. Hàng 480-500 em thề luôn, mã này không nói điêu thế nào. Giá này em vượt được giá sân sale ấy. Chị Vân Vũ có đơn ạ. Chị Nguyễn Thị Hiền có đơn thổ 9 này. Các chị comment ạ, chuẩn mã hàng cho em với ạ. Phong nhỏ với em tí em lên luôn. Em có đúng 6-7 chiếc thôi. Được chưa ạ, 6-7 chiếc mã này cho em ạ. Khoác cardigan thì em có. Khoác cardigan em có. Nhanh ra hết hàng, em còn sót 2 chiếc này. Sót 2 chiếc nữa các chị lên đơn hàng cho là thổ 9 và kèm số điện thoại ạ. Lên ép nhỏ hơn đây chị ơi. Ép nhỏ hơn rồi lên có luôn. Hai cái màu này lên không chị? Chị Hoa Mộc Lan che số điện thoại chị ơi. Mã này các chị comment cho em là mã xả mấy đấy ạ? Xả 19 các chị nhá. Xả 19 kèm số điện thoại cho em ạ. Con này là form nhỏ của hàng Cai Cai. Form nhỏ của len ép của hàng Cai Cai nữa các chị. Đấy, chị nói mà. Chị là Minh Nguyệt comment em là thổ 9 đi chị ơi. Chị Hoa Nguyễn ok, chị Hoa Mộc Lan chốt đơn ạ. Mã này các chị gái lên cho em là mã xả 19 nhá các chị nhá. Mã này là form nhỏ, len ép form nhỏ ạ.
nên ép của con nhỏ. Màu đỏ đô các chị này, đỏ đô cho em này, màu hồng này, màu vàng kia mà tông màu nâu. Em sale luôn 200.000, chị yêu là nhanh tay có đơn. Em là giá này em vừa bán vừa tặng đấy các chị ạ. Xỉ nó 300.000 giá xỉ rồi. Xỉ 300.000 bây giờ tặng các chị luôn 200. Được chưa ạ? Mã này các chị lên cho em là xả 19 ạ. Xả 19 và kèm số điện thoại ạ. Xả 19 chị ơi, xả 19 cho em mẫu này ạ các chị này. Nâu cho em ạ. Được chưa ạ? Tông màu nâu các chị ơi, nâu tây cho em các chị nhá. Nâu tây này, màu vàng này, màu hồng với tông màu đỏ, 4 màu cho em tặng nốt các chị là 200. 200 ạ, con len ép hàng cao cấp các chị nhá. Đấy chị ạ, len ép của hàng cao cấp luôn các chị, nhìn chất len này, đã đời luôn ạ. Form này em chốt các chị tầm khoảng là 40 đến 55 cân, 40 cân đến 55 cân đổ với em chốt đơn. Form này form nhỏ, chị nào form nhỏ các chị lấy luôn mã này cho em ạ. Form nhỏ chốt luôn mã này cho em ạ. Các chị ơi, họa tiết của nó cực kỳ là xinh luôn ạ. Giả 19, các chị chọn luôn nhá. Màu và kèm số điện thoại ạ. Sale 200. Giá này giá rẻ như cho luôn các chị ơi. Hàng cao cấp và các chị được mua giá này là giá tốt nhất rồi các chị ạ. Màu đỏ ok cho chị Nguyễn Hồng nữa chị này. Em bảo rồi nó không còn nhiều đâu các chị ơi ạ. Xả 19 cho em nhá. Xả 19 ạ, chị Nhánh Lan Rừng ạ. Chị Hương Hương chốt đơn hàng ạ. Màu hồng xinh này. Để chạm màu hồng xinh. Hồng của nó là hồng pha đen chứ không phải hồng hết ạ. Lên ép ạ. Để chạm lên ép của hàng cay cay. Xả 19 cho em màu hồng ạ. 55-56 cân đổ với em chốt đơn ạ. 55-56 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Xả 19 ạ, chị Cu Minh Nguyễn có ạ. Chị Nhánh Lân Rừng ok, chị Hương Hương có đơn ạ. Các chị chọn màu chọn size vừa nhá. 55-56 cân ạ, chị Mến Đinh chốt màu đỏ. Chị Nguyễn Tuyến ạ, em cảm ơn chị Hương Nguyễn nhá. Mã xả 19, chị Lưu Dung chốt đỏ đô. Đỏ là đỏ đô, chị ơi không phải đỏ tươi đâu. Chị Nông Nga chốt màu đỏ này. Nâu tây với vàng xinh, hồng cũng đẹp các chị này. Nói chung là bảng màu của cái mã len cao cấp này màu nào cũng đẹp luôn ạ. Tại vì nó không phải là cái màu lè lè đâu chị ạ. Màu nó pha màu rất là xinh luôn, hàng lên hãng các chị. Toàn bộ dòng lên hãng luôn, em treo 200. Form này form nhỏ các chị từ 55-56 cân đổ với các chị trên 40 cân đổ lên. Chị Loan Thao ok này, chị Nguyễn Thị Hiền này, chị Nông Nga, cây chút chị Lưu Dung ạ, chị Xuân Mùa ok. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Mã này là mã xả 19, 200.000 chị ơi. 1m50 không dài, form này form nhỏ chị ơi, thoải mái cho em. Thoải mái, form này form nhỏ mà. Thơ Nguyễn Thị chốt đây, các chị màu vàng này. Để chạm màu vàng cho em ạ, xả 19, kèm số điện thoại cho em, các chị mình chốt luôn nhé. Nốt giá các bác luôn là 200. Tiếp theo là mã len cổ, cái cổ xinh xinh cho các chị luôn. Bỏ đây chị, cái áo đấy đi em ơi. Hà ơi, mang đây cho chị. Áo đấy 199 em ơi, 200 mấy, trước 250 đấy. Ai vứt ở đây? Đấy là chị chết đấy. Chết toàn. Hoa Nguyễn Nam Định này. Chị ơi, tí nữa em báo nhân viên nhá. Có áo khoác không shop nhà em có mà. Đấy các chị này. Để chạy chất lên cho em này. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Các chị lên mã này cho em là mã gì ạ? Mã thổ 10. Thế chị ạ, mã này các chị comment là len xinh đi. Len xinh vẫn là mã len xinh đấy em, đúng không? Đây, mã len xinh cho em ạ. Len xinh và kèm số điện thoại em là có màu hồng với màu be các chị nhá. Hồng với be hai màu ạ. Len xinh và cách số điện thoại cho em ạ. Đó, len xinh và cộng số điện thoại. Mẫu này các chị ơi, nó là kiểu màu hồng tím. Nó là kiểu màu hồng tím này các chị này. Em chốt giá các chị nốt là bao tiền em ơi? 299.000. Để chạm 299.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là len xinh và kèm số điện thoại ạ. Len xinh kèm số điện thoại cho em. Đây màu be đấy chị này. Màu be với lại tông màu con này chốt các chị từ 48 cân đến 65 cân nhá các chị nhá. 48 đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Len xinh cho em 299.000 ạ. Hàng cao cấp các chị ơi. Để chạm chất lượng tuyệt đối luôn. Mã hàng len xinh và kèm theo số điện thoại cho em các chị chốt đơn nhá. 299.000 ạ. Áo vàng vừa mặc nó là chất len ép chị ơi.
Áo em vừa cởi ra là mã xả 19, còn mã này là mã len xinh ạ. Đây các chị này. Để chất nó đẹp như thế này luôn ạ. Mã này len xinh cho em. Để chặn len xinh cho em màu trắng, màu kiểu màu trắng kem ấy, màu be cho em ạ. Màu be với màu hồng. Be hồng hai màu ạ. Để chặn be hồng hai màu, các chị lên mã hàng kia là len à, có màu xanh nữa nhỉ. Xanh còn đúng hai chiếc thôi, màu xanh còn hai chiếc. Trông nhẹ nhàng nó về. Xả 19 là khoác len ép 200.000, à áo len ép 200.000. Hai màu. Cái mẫu này có hai màu. Mã này là mã gì em? Thổ. Không phải thổ, đây là len ép mà. Thổ. À, T5 này. Mình đang từ bên kia nhảy sang bên này á. Trắng này, len năm này. 54-55 cân. 40 cân đến 54-55 cân đổ về, em xả 200.000 nốt các chị yêu nhé. Em đang còn màu vàng với lại tông màu hồng. Màu vàng màu hồng hai màu như này cho em ạ. Vàng với hồng hai màu em sell hơn 200.000 các chị yêu nhé. Em xả 200.000 ạ. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? Lên 5 nhé chị nhé. Mã này lên 5 cho em ạ. Lên 5 mà cộng số điện thoại cho em xả 200 ạ. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn ạ. Từ 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Lên 5 và kèm số điện thoại ạ. Lên 5 và kèm số điện thoại cho em ạ. Sale 200. Lên một màu không nhỏ ạ. Chắc có mã nào lên một màu không nhỏ. Ôi gì đấy em? Ơi nói luôn. Đang lại. Ừ, sao bán hàng? Đợi em một chút cho chị một áo. Chị Phúc Võ comment cho em xin mã hàng đi. Đơn hàng nghe vẫn đang chốt đơn. Chị Đỗ Thúy ơi, vẫn đang chốt đơn hàng chị nhá. Một màu phong nhỏ đây. Một màu phong nhỏ có luôn chị ơi. Em có luôn một màu phong nhỏ đây ạ. Đây mã này cho em này. Xịn sò luôn ạ. Hàng 350 rồi sell nốt các chị là 200.000. Giá nào cũng chiến luôn ạ các chị nhá. Giá nào cũng bán luôn ạ. Xả luôn con này 200 ạ. Mã này là cho em là lên 6 các chị nhá. Lên 6 cho em ạ. Lên 6 kèm số điện thoại ạ. Lên 6 em xả 200.000, 350 cho 200. Ok chị ạ. 57 cân đổ về em chút đơn ạ. 40 cân đến 57 cân đổ về các chị ơi. Màu vàng này, màu hồng này các chị này, và màu nâu ba màu đúng không? Em còn ba màu ạ, vàng hồng nâu ba màu cho em ạ. Mã này cho em là lên 6 nhá các chị nhá. Chị Ngô Hương có ạ. Ok chị Đức Dương này, mã này lên 6 em xả 200.000. Được chưa? Em xả 200.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 40 cân đến 56 cân 57 cân đổ về ạ. 40 cân đến 56 57 cân đổ về ạ. Chị Sương Lương ok em chốt đơn hàng. Con em sale 200.000 các chị này. Hôm trước chị Đào đang mua 350 cho em xin một ý kiến. Đấy chưa? Không biết là chị có đăng, các chị đang xem live của em hôm nay không, nhưng mà xin phép các chị ngày hôm nay sản nó con này là 200 các chị nhá. Form này là form nhỏ các chị này. 56 cân đổ về ạ. 40 cân đổ lên, 56 57 cân đổ về em chốt đơn ạ. Màu nâu tây các chị này, nâu cho em này. Màu hồng với tông màu vàng ba màu các chị nhá. Em sale luôn ạ, 200.000 đồng. Hàng len của nó là hàng len cay cay các chị này. Để chặn toàn bộ của nó là hàng len cay cay luôn. Chuyển mã cộng số điện thoại cho em ạ. Len khoác em lên mấy mã rồi chị Mến Đinh ơi. Em lên mấy mã rồi đấy? Mã này cho em là đấy, các chị đang bảo hóng lên bỏ thổ. Lấy cho tớ một mã bỏ thổ nào có sai đi. Đi sang bên kia rồi, bây giờ lại đi sang bên này. Về đi cho nó eo. Về đi cho eo. Rồi đấy em tí em lên bỏ thổ nha. Em lên bỏ thổ luôn. Tối kệ. Nhân viên nó không cho like nữa, tại vì nó không chốt kịp, nó không cho like nữa. Này các bác ơi, các bạn là bán gì mà bán nhiều thế? Chị Trần Loan ạ. Mai muốn bánh có bánh trưng nhân thịt không? Họ nói nhân viên nó bảo là bán nhiều thế này làm sao kịp chốt đơn mà bán.
Chị này, bích hồng có màu vàng ạ. Dơ nốt hai màu này lên. Cái này còn mỗi màu còn một cái. Ô, thì mày đưa cho chị mỗi màu còn một cái thì bán kiểu gì? Chứ còn lòng nào thì bán lòng đấy. Chứ giờ này chị nghĩ là còn gì nữa. Ôi giời ơi, hết hàng rồi các chị ơi. Còn màu vàng nhá, màu hồng còn một cái, màu nâu còn một cái. Màu hồng, hồng còn một cái, màu nâu còn đúng một cái. Rồi em lên luôn quần bò thổ luôn đây các chị ơi. Bao nhiêu lâu em lười bán quần bò quá. Lấy cho chị cái gì nhỉ? Áo phông. Cái không nhớ là nói cái gì nữa. Giày áo phông thôi. Đôi giày. Thế bây giờ quần bò đi cho chị đi chân đất à? Đúng rồi. Ôi size 29. 30. Thầy lấy hàng có tâm đấy Huyền. Huyền ơi. À? Sao mày có tâm vậy Huyền ơi? Dạ em sẽ có là em cứ thế em biết thôi. Đây này. Đi cho người ta thế này thì người ta mặc kiểu gì? Không hoa đồng à? Cái gì? Hả? Cô chả hiểu mày nói gì. Cái ý con muốn nói là cái nói gì à Tôm? Mày cho cô là đi. Khổ thật đi, học lớp 5 rồi mà không biết một cái gì cả. Tớ hiểu không? Bây giờ tớ đưa cho tớ cái gì? Cái quần size to này. Cái gì tất cả ta đưa cho bạn. Đây rồi, 27 rồi. Đây, mã này đi. Mã bò thổ 1 đi nhá. Đây cái gì này? Áo len đang mặc là mã mã len 6 chị ạ, len 6 màu vàng. Đây kiểm tra luôn cái mã quần bò này xem có size số như nào ấy. Màu bên ngoài nó đậm đấy các chị này. Bây giờ các chị ơi, quần bò thổ cho em màu bên ngoài nó đậm hơn trên line các chị nhá. Màu bò thổ bên ngoài nó đậm hơn trên line. Chất nó rất là mềm luôn các chị này, chất rất là mềm. Mã này các chị có bên là bò thổ 1 và kèm số điện thoại ạ. Chắc bố nó đang trong nhà hay sao mà nó cầm cái túi ra ngoài đây. Cái túi đấy là túi đồ. Ôi quần bò thổ như em bây giờ là em chỉ còn form to thôi. Bây giờ là chỉ còn form to thôi các chị nha. Bò thổ này chốt các chị phải tầm khoảng là size 27, các chị phải tầm khoảng bao nhiêu cân đổ lên nhỉ? Em này cực kỳ đẹp là cái nào? Bò thổ này á. Tống em đi lấy bò thổ. Làm gì? Không phải việc của nó. Bây giờ bán cho các chị bao nhiêu tiền được? Các chị ơi, bò thổ cho em, các chị coi là thổ 1 cho em nhá. Em có sai các chị tầm khoảng là từ size 27 đi lên. Từ size 27 đi lên, các chị lên đâu nào một cộng số điện thoại cho em ạ. Em xem nó có chị là 279.000 một quần. Để chạm bò thổ em sell 279.000 đồng. Các chị lên đâu nào chứ là thổ 1 và kèm số điện thoại ạ. Bây giờ em chỉ còn sai các chị là từ 56-57 cân. 56-57 cân đổ lên đến tầm còn là 66-67 cân đổ về. Để chạm 66-67-68 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã hàng chứ là thổ 1 và cộng số điện thoại em sell 279.000 ạ. 279.000 đồng một quần ạ. Đấy, 279.000 đồng các chị lên đơn hàng chứ là thổ 1 và cộng số điện thoại ạ. Thổ 1 cộng số điện thoại cho em còn ít thôi chị ơi, mỗi mã nó còn lẻ một chút thôi, không còn số lượng nhiều ấy. Len luôn có mỗi quà thôi để tối ấy, chị ơi. Áo len chị mặc là 200 em ơi. Đây mã này sell các chị nốt là 279 các chị này. Toàn bộ hàng cao cấp luôn ạ, sell 279. Bò thổ các chị 56 cân đến tầm khoảng 67 cân đổ về chị ơi. Không còn size nhỏ, bây giờ chỉ còn size to thôi. Chà, em chỉ còn size to. Từ 26 các chị trên 50 cân ạ. 26 size 26 đến size 30 các chị nhá. Mã này em có từ size 26 đến size 30. Trên 50 cân đến tầm khoảng là 67 cân đổ với em chốt đơn ạ. 50 cân đến 67 cân. Đợi em một tí để em đến cho chị xem cái form dáng của nó luôn ạ. Hả? 26 đến 30. Từ size 26 ạ. 55, 54, 55 cân đổ lên đến tầm khoảng là 67 cân đổ với em chốt đơn ạ. Đến 67 cân đổ về chỗ đơn hàng ạ.
Excel 279 thổ 1 chị ơi, một thổ 1 cho em ạ. Thổ xả 279.000. Hàng cao cấp nhé các chị nhá. Các chị nhìn cho em cái hàng mát các chị biết rồi ạ. Quần của nó là bò thổ hàng thêu màu xanh. Quần bò thổ màu xanh ạ. Sáng nay đã ngã một phát chảy máu mũi rồi. Sáng nay đi cùng làm test. Đây ạ, thổ 1 ạ. Cặp bình thường đấy chị này. Không phải cặp trễ đâu. Cặp này không phải cặp trễ, cặp trên rốn ấy. Cặp trên rốn, em cao 1m57 chị ơi. Em cao 1m57, em nặng 50, nặng 54 cân. Đấy, các chị ơi có từ size 26 đôi lên nữa chị nhá. Size 26 các chị trên 50 cân. Chị Liệu Hoa ơi, Liệu Hoa ơi, đợt này nó hàng nó sẽ chậm hơn chị ạ. Vận chuyển nó sẽ chậm hơn, tại vì hàng nó quá tải ấy chị. Mã thổ 1 cho em ạ, từ size 26 đến size 30. Em chốt đâu các chị tầm 52, 53 cân đổ lên ạ. Cho đến tầm 67, 68 cân đổ về. Đến 67, 68 cân đổ về chốt đơn ạ. Thổ 1 cộng số điện thoại các chị nhá. Đây là quần bò. Các chị nhớ cho em là quần bò thổ ấy. Đấy, áo thổ thì nó sẽ có mã đấy. Áo thổ nó cũng có mã như mã thổ quần bò này. Thế các chị comment em là quần bò thổ 1 chỗ em rồi ạ. Thế chị ạ, quần bò thổ 1 và cộng số điện thoại cho em ạ. 279.000. Ống loe thì em đang tìm chị ạ, tại vì nó ở trong túi bóng. Bây giờ em không biết là nó còn mã nào với mã nào luôn ý. Len 6 màu nâu ạ, chị Kim Tuyến màu nâu. Còn một cái len 6 thôi chị ạ. Còn đúng một cái mã len 6 thôi. Bác chị ơi, ôi chết rồi, hơn 3 giờ thôi em nghỉ đã các chị ơi, tối em lên tiếp nhá. Thôi Linh ơi, lên một mã quần bò này thôi, để tối lên tiếp đi. Thổ khói á. Chị Thu Hiền, ok chị ạ. Chất quần bò thổ thì các chị cũng phải suy nghĩ, bây giờ em bán còn rẻ hơn cả hàng Việt Nam ấy. Đấy, em xả rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn. 1m7 không ngắn đâu chị ạ. 1m7 không phải cắt gấu một tí nào luôn. Đấy, chị nào dưới 1m6 thì có thể là nó hơi bị già một tí. Đấy, còn trên 1m6 các chị mặc vô tư luôn. 1m7 vẫn mặc thoải mái, không bị ngừa, không bị ngắn. Chị Hà Dương chốt đơn ạ, chị Thanh Loan lên mã hàng trên là quần bò thổ 1 chị nhá. Ở ngoài kìa. Chỗ đó tay bị mặc vậy ạ. 25, 26, 28. Em ở cái chỗ quần áo mà không được chị ơi. Con này còn size gì em? 25, 26, 28. Hay là 26, 28. Mắt đây là thủ đen này. Thủ đen khói với chị nhá, thủ đen khói cho em ạ. 25, 26, 28. Em đang còn size 25, 26 và size 28 này. Mắt này các chị có em là thủ đen khói á. Thổ trắng không có chị ơi, mãi thổ đen khói cho em nhá. 25, 26 và size 28. 25, 26 và size 28 ạ. Quần này là 299.000 một quần các chị yêu nhá. 299 ạ. Ờ, có ống ve cho chị. Hôm đấy chị soạn. Hả? Thôi em ơi, thổ đen thì ấy đi. Tối em lên tiếp các chị yêu nhá. Tối nay 8:30 em lên. 8:30 em bán. Các chị đợi em 8:30 em lên tiếp mẫu cho chị nhá. Bây giờ em nghỉ đây ạ. À. Nói liên tục đau hết cả cổ rồi ấy. Em mặc á, em thì mặc size 25 thôi. À quên, em mặc size 26. Em mặc size 26 của quần bò. Quần này là con to chị ạ. À. Em mặc size 27 hơi rộng cái này. Size 27 các chị phải 55, 56 cân đổ lên các chị mặc được 27. 50 cân á. Tổ đen cói à. 50 cân mặc được size 25 này này. 50 cân mặc size 25. Đấy em chưa mặc thổ đen lên mà. Đây em thử mặc luôn thổ đen nhá. Chị Vương Huyền này. Nó còn có vài cái thôi. Các chị phải trên 50 cân ạ.
áo len đẹp lắm, công an chị Thu Phương nhá, thổ đen khói 299 ạ. Thổ đen khói xem 299.000 các chị này. Đen khói và cộng số điện thoại cho em ạ. 299.000 ạ. Các chị comment là thổ đen khói và kèm số điện thoại ạ. Đó, 299.000 đồng. Đẹp thế cái con thổ này. 299 nhá các chị nhá, thổ đen khói, các chị comment là thổ đen khói cho em. Có size gì em Linh nhỉ? 25, 26, 28 có 3, 261 261 này. 25 có mấy? 25 có 4 chiếc. 28 có 3. Nói chung là lẻ chị ạ, còn mỗi mẫu còn một vài chiếc thôi. Các chị có mấy là thủ đen khói nhá. Em tặng các chị giá là 299.000. Hàng 48 các chị này, xả các chị 299 ạ. Đấy, dáng ôm cho em ạ, co giãn thoải mái. Được chưa ạ, co giãn thoải mái luôn ạ. 299.000 đồng, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Thổ đen khói ạ. Thôi em nghỉ đây các chị ơi, hẹn các chị tối hôm nay nhá. Em lên 8 rưỡi ạ, bye bye các chị yêu nha.